Hoàng linh toái ấn. Khí tức lăng lệ tới cực điểm bộc phát, Đông Quan Trạch hét lớn một tiếng, một trường đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên, trường ấn mang theo linh hồn áo nghĩa quét qua các hướng. Oanh! Trường ấn Đông Quan Trạch ngưng tụ mang theo lực lượng khủng khiếp, một đạo quang ấn bao phủ hư không, bao phủ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên kia dường như không ổn. Người chung quanh nhìn thấy công kích này, Lục Lâm Thiên trực tiếp bị bao phủ trong đó, dường như không kịp tránh né, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên. Thân hình Lục Lâm Thiên bị trường ấn bao phủ, linh hồn chấn động giống như phong bạo. Lúc này Đông Quan Trạch nhíu mày, nụ cười trầm xuống, nguyên lực trong người quán trú vào trường ấn, làm cho trường ấn càng đáng sợ hơn trước. Ken két. Đông Quan Trạch thật mạnh, không hổ là thế hệ trẻ nổi bật trong thương khung chiến trường, người duy nhất có thể sánh ngang Lục Linh. Âu Dương Tiễn cảm giác trường ấn mang theo linh hồn lực đáng sợ kia, sắc mặt của hắn cũng biến hóa. Âu Dương Tiễn không khó phát giác, cho dù là hắn bị trường ấn kia bao phủ vào trong, sợ rằng khó thoát thân thuận lợi, linh hồn công kích kia tuyệt đối không giống tầm thường. Thực lực Đông Quan Trạch rất mạnh, khó trách phụ thân nói, cho dù là thế hệ trẻ đỉnh phong của cổ tộc cũng khó có thể hơn hắn. Đôi mắt Mộ Linh Lạc nhìn chằm chằm vào hư không, từ từ nói nhỏ. Lục Lâm Thiên có linh hồn lực quỷ dị, nhưng linh hồn công kích của Đông Quan Trạch dù sao cũng không tầm thường, không biết có thể chống lại hay không. Ồ, không đúng a hát, năng lượng thiên địa chấn động dị thường. Âu Dương Tiễn đang lo lắng cho Lục Lâm Thiên, bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được năng lượng thiên địa chấn động khác thường, loại chấn động này khác với nguyên lực chấn động. Năng lượng thiên địa chấn động hủy diệt đánh tan trưởng ấn Đông Quan Trạch đang đánh tới, dường như có thứ gì đó rất khủng bố thôn phệ tất cả. Chỉ trong nháy mắt năng lượng thiên địa chấn động cực mạnh, năng lượng thiên địa trôi qua rất nhanh. Bá bá! Đám người chung quanh cũng cảm giác được chấn động này, không ngừng quan sát tình huống, lúc này mọi người nhìn thẳng vào trưởng ấn Đông Quan Trạch đang đánh tới. Công kích linh hồn thật mạnh. Nhưng trưởng ấn kia lúc này dường như bị bình chướng ngăn cản, không thể tiến thêm, cũng từ từ tan rã. Lúc này thân ảnh áo bào xanh lướt tới phía trước, đạp không đứng đó, áo bào xanh phất phơ. Khí tức lăng lệ bá đạo quét qua các hướng. Đi. Thân ảnh xuất hiện, Lục Lâm Thiên không trì hoãn chút nào, phất tay đánh ra một quyền vào ngực Đông Quan Trạch, hư không dung chuyển, một quyền này đánh nát hư không. Oanh. Thiên địa run lên, một quyền xuất hiện trong hư không, không gian đi qua sinh cơ biến mất, khí tức tịch mịch bao phủ không gian. Khí thế thật bá đạo. Cảm giác lực lượng khủng bố của quyền này, ánh mắt Đông Quan Trạch biến hóa. Loại khí thế bá đạo này làm nội tâm của hắn run lên. Hoang vô toái không trưởng. Đông Quan Trạch nhanh chóng xuất ra một trưởng ngăn cản một quyền bá đạo kia, cả hai đều upsilon.ng chạm, sóng xung kích khủng bố quét qua tất cả các nơi. Ầm ầm, kinh phong khủng bố bộc phát sang các hướng, thiên địa trong phạm vi vụ nổ hóa thành hư vô, rất nhiều đỉnh núi tan biến không còn. Đạp đạp, hai đạo thân ảnh đồng thời lui lại, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Đông Quan Trạch, người này rất mạnh, trong thương khung chiến trường không thiếu cường giả. Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, trong mắt ngạc nhiên, Đông Quan Trạch lại có thể chống lại bát hoang thiên địa quyết đệ nhất quyết của hắn, xem ra thực lực không kém, đồn đãi người này khủng bố tuyệt đối không phải hư danh. Đông Quan Trạch ổn định thân hình, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo rung động không nhỏ, lập tức khí tức lăng lệ biến mất, sắc mặt ôn hòa, nói với Lục Lâm Thiên. Một chiêu định thắng bại. Ta lại ra tay hai chiêu, ta thua, ngươi thắng. Đa tạ. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, Đông Quan Trạch khí độ bất phàm. Đoàn trưởng giỏi lắm. Nghe Đông Quan Trạch nhận thua, 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong hò hét vang dội. Phá Thổ, Phong Hỏa, Hồ Hải, Nham Sơn, Bì Bang, Bắc Đông, Tô Nhan, Lý Cụ, Vu Mã Tam Giới, Truy Phong vui mừng ra mặt, lúc này cũng thở ra một hơi. Đông Quan Trạch vậy mà thua. Nhưng mà dường như không có kỳ quái. Mộ Linh Lạc nói nhỏ. Xem ra lúc này đối phó lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc có hy vọng. Âu Dương Tiễn lông nhíu mày, nói nhỏ. Nhưng mà kế tiếp, sợ rằng là long tranh hổ đấu. Xoẹt. Vào thời khắc này, hư không lại có tiếng chấn động sinh ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn huyết tinh bên kia, huyết ưng bạo phát không gian giống như tu la địa ngục. Loại huyết tinh này làm Lục Lâm Thiên không thích. Nhưng không gian huyết tinh này rất mạnh, người bình thường khó lòng ngăn cản được. Khí huyết tinh khủng bố bạo phát, sát khí quanh người Lục Linh chấn động, mùi huyết tinh không bị ảnh hưởng,
hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Huyết Ưng. Nhìn thấy Lục Linh tiến tới, ánh mắt Huyết Ưng lăng lệ, không ngừng phóng thích huyết tinh, lập tức đánh ra một quyền rất mạnh. Nên chấm dứt thôi, ngươi rất mạnh, nhưng chưa thể đối phó ta, có lẽ chờ ngươi tu luyện khí huyết tinh tới trình độ nhất định, ta mới có thể chính thức cố kỵ, nhưng khi đó ta đã tiến bộ rồi. Đối mặt với một quyền này, Lục Linh không tránh không né, trực tiếp để quyền này đánh vào ngực, năng lượng khủng bố lập tức bộc phát, thân hình trực tiếp nổ tung, thân hình Lục Linh tan thành mảnh vỡ. Không gian áo nghĩa quá mạnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn đã biết kết quả. Xuy. Thân ảnh Lục Linh xuất hiện bên cạnh Huyết Ưng, trong bàn tay có điện quang tử kim sắc. Ông. Vào lúc này, tử lôi huyền đỉnh trong người Lục Lâm Thiên cảm giác được gì đó, không ngừng run lên. Giờ phút này, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, thuộc tính quen thuộc lan tỏa ra, khí tức quen thuộc này làm nội tâm Lục Lâm Thiên run động, bởi vì khí tức này tương tự tử kim huyền lôi. Xoẹt. Lục Linh xuất hiện, lôi điện tử kim sắc trong tay tỏa ra khí tức hủy diệt minh mông, lúc này âm thanh lôi đình vần vũ chấn nhiếp âm tà. Trong nháy mắt lôi điện tử kim sắc đánh thẳng vào người Huyết Ưng. Huyết Ưng bị điện quang đánh trúng, thân hình bay thẳng vào đá vụn bên dưới. Không hổ là Lục Linh, ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Huyết Ưng bay ra khỏi đống đá, đôi mắt chớp động, tuy bây giờ không phải chiến đấu sinh tử. Hắn không có sức liều mạng, nhưng Lục Linh vẫn không có sử dụng toàn lực. Ta chờ ngươi, nhưng mà khi đó, ta đã mạnh hơn ngươi rồi. Lục Linh đạp không bay lên, thần sắc tuấn lãng đầy tự ngạo, loại tự ngạo này có được từ tự tin tuyệt đối. Dứt lời, Lục Linh nhìn qua phía Lục Lâm Thiên, thân hình lẳng lặng đứng đó, thần thái ung dung không quan tâm. Lục Lâm Thiên cũng đứng chắp tay quan sát, thần sắc tự tin bình thản này nếu như chưa trải qua chém giết sinh tử nhiều lần. Không bao giờ bồi dưỡng ra được. Tử kim huyền lôi, trên người Lục Linh tại sao có được tử kim huyền lôi? Vào lúc này làm Lục Lâm Thiên khó hiểu là Lục Linh thúc giục tử kim huyền lôi, nếu như Lục Linh sử dụng tử kim huyền lôi thôi cũng không có làm hắn khiếp sợ như vậy, hết lần này tới lần khác trong đan điền khí hải của hắn, tử kim huyền lôi cũng có động tính, đủ để khẳng định Lục Linh có quan hệ với tử kim huyền lôi và tử lôi huyền đỉnh. Tử lôi huyền đỉnh tuy vẫn bị Lục Lâm Thiên xem như hậu thiên linh khí, nhưng nó lại làm Lục Lâm Thiên khó hiểu. Hậu thiên linh khí, thậm chí là tiên thiên linh khí và áo nghĩa linh khí mặc dù có tự thành không gian, nhưng không gian này làm người ta không thoải mái, không tăng trưởng. Nhưng không gian trong tử lôi huyền đỉnh thì khác, tăng thêm hắn luyện chế tài liệu, còn có tử kim huyền lôi, đây là điểm làm Lục Lâm Thiên nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì. Hiện tại thấy Lục Linh thúc giục tử kim huyền lôi còn làm tử lôi huyền đỉnh sinh ra động tĩnh, Lục Lâm Thiên không thể không hoài nghi, có lẽ tử lôi huyền đỉnh cũng có bí mật. Hai người này như thế nào, vì sao bất động? Nhìn thấy hai người không có động tĩnh, người bên dưới sinh ra nghi ngờ. Lục Lâm Thiên, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi chỉ có tu vị niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong nhưng đánh chết minh linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai. Lục Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên. Trên gương mặt tuấn lãng cười nhạt, nụ cười lăng lệ tới cực điểm, khí chất cửu u địa ngục vừa rồi biến mất không thấy đâu. Lục Lâm Thiên nghe vậy, thu hồi suy nghĩ, có lẽ sau này tìm hiểu quan hệ giữa tử lôi huyền đỉnh và Lục Linh, nhưng mà Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, tử lôi huyền đỉnh là đồ vật xuất hiện trên Linh Vũ Đại Lục, vì sao có quan hệ với bên ngoài. Ta cũng đã nghe qua ngươi, đại thừa Niết Bàn vô thượng Niết Bàn, thiên phú khủng bố, được vinh dự thiên tài mạnh nhất trong thương khung chiến trường. Có thể đánh đồng với thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc, ta lúc trước có quen một người tên Lục Linh, nhưng mà thực lực không bằng ngươi, cũng đã chết từ sớm. Lục Lâm Thiên thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn Lục Linh, vô thượng Niết Bàn, một trong đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn cũng có thể nói là tuyên cổ cảnh sơ giai. Nhưng mà tuyên cổ cảnh sơ giai không thể so sánh với vô thượng Niết Bàn, cả hai khác biệt như trời và đất. Theo Lục Lâm Thiên biết, người nổi bật trong tuyên cổ cảnh trung giai cũng chỉ miễn cưỡng so sánh với vô thượng Niết Bàn mà thôi, đó là chuyện không tệ rồi. Tam kỳ lão nhân nói vô thượng Niết Bàn, mà trên vô thượng Niết Bàn còn có vô lượng Niết Bàn, huyền tuyết ngưng chính là vô lượng Niết Bàn. Lục Lâm Thiên cũng nhớ rõ, lúc trước trên Linh Võ Đại Lục, trong địa Linh Tông có một người tên là Lục Linh Tôn Giả, nhưng đã sớm bị đánh chết, Lục Linh trước mắt không phải Lục Linh Tôn Giả trong địa Linh Tông có thể so sánh. Thế hệ trẻ của cổ tộc sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, ánh mắt Lục Linh chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc này ngẩng đầu nói.
thế hệ trẻ đỉnh phong trong cổ tộc rất mạnh, không nói giết minh linh, bọn họ không nhất định sẽ như ta, người không có trải qua chiến trường, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không nhất định hữu dụng. Đúng là như thế, lời này ta rất tán thành. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, hắn rất đồng ý lời này của Lục Linh, bởi vì chuyện này đúng là như thế. Ta cảm giác mình sẽ có một trận chiến với ngươi, cho nên ta lựa chọn huyết ưng, cũng không muốn giao thủ với ngươi quá sớm, ta đã quên mình chiến đấu thật nhiệt huyết là khi nào, vẫn luôn là giết chóc, vô tận giết chóc, lúc này chỉ mong ngươi thành toàn cho ta. Lục Linh nói với Lục Lâm Thiên, khí tức trên người chấn động. Hô! Đông Quan Trạch bên dưới nghe lời này liền hít khí lạnh, thì ra Lục Linh chủ động lựa chọn huyết ưng, không ngờ là bởi vì cuối cùng muốn chiến với Lục Lâm Thiên một trận, hắn sớm đã cảm giác được thực lực của Lục Lâm Thiên. Oanh! Khi khí tức Lục Linh lan tỏa ra các nơi, áp lực vô hình bao phủ Lục Lâm Thiên, không gian rung lên. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức lăng lệ bức người, khí tức này giống như một thanh đại đao khiếp người, giống như cây đao đại biểu cho giết chóc cùng huyết tinh. Làm người ta sinh ra hàn ý. Khí tức lợi hại như vậy tăng vọt, kim sắc quang mang quanh người Lục Lâm Thiên khởi động, hai mắt sinh ra hào quang màu vàng, sát khí lăng lệ bạo phát ra ngoài. Trên người Lục Linh xuất hiện hào quang tử kim sắc, hào quang bao phủ thân hình của hắn. Trong nháy mắt khí tức hai người ngưng tụ tới đỉnh phong. Trên người Lục Linh bắn ra khí tức lăng lệ ác liệt, lập tức cả không gian sinh ra gợn sóng thật nhỏ, khí tức khủng bố phóng lên trời. Năng lượng thiên địa đáng sợ tràn ngập các nơi, khí tức như đại đao chém thẳng vào Lục Lâm Thiên. Dường như cảm nhận được đao khí ác liệt, Lục Lâm Thiên cười tươi, năng lượng thiên địa chấn động ngập trời, đao khí bộc phát. Một thanh đao bá đạo mang theo sát khí và khí tức lăng lệ hàng lâm thế gian. Khí tức va chạm trong vô hình, nhưng công kích của chúng còn đáng sợ hơn đao quang thực chất, khí tức khủng bố bao phủ không gian, làm hàng ngàn vạn đệ tử chung quanh chấn động. Thế hệ trẻ trong cổ tộc có thể mạnh như hai người này không? Cô Lang thì thào, nhìn qua Lục Linh và Lục Lâm Thiên quyết đấu trên không trung, hắn rất khó tưởng tượng có thế hệ trẻ mạnh hơn hai người hay không, cho dù là thế hệ trẻ đỉnh phong của cổ tộc cũng chưa chắc làm được như hai người. Hai tiểu gia hỏa này là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ, sợ rằng thế hệ bình thường không phải đối thủ của bọn họ, giờ phút này hai bên đang thăm dò đối thủ, xem đối phương có tư cách để mình xuất chiêu chính thức hay không. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Âu Dương Tiễn giải thích với Mộ Linh Lạc. Hiện tại hai người sàn sàn nhau, ngày mai phải đi tới Long Tích Đại Lục, nếu hai người khó phân thắng bại, đồng thời trọng thương, vậy phiền toái lớn. Lục Linh rất mạnh, phụ thân ta thường xuyên nhắc tới hắn, không nghĩ tới tên kia cũng mạnh tới mức này, thật khó hiểu, hắn thật có thể đánh bại Lục Linh sao? Mộ Linh Lạc bĩu môi, thì thào nói vài câu, lập tức không nói thêm cái gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Hai khí tức sát phạt bộc phát, mùi vị huyết tinh và cuồng sát bộc phát, cả hai dây dưa, khí tức cả hai rất đáng sợ. Không nghĩ trong liên minh còn có người mạnh hơn Đông Quan Trạch, Lục Lâm Thiên này đáng giá cho ta ra tay. Khi hai đạo khí tức thu liễm trở lại, Lục Linh bộc phát khí thế của mình thành thực chất, trên dung mạo tuấn lãng mang theo khí chất lăng lệ đầy hàn ý, giống như Tu La đi ra từ cửu địa ngục. Ngươi là người sau đại ca ta mà ta muốn chiến đấu nhất, phóng tới đi. Trong hào quang màu vàng bao phủ toàn thân, Lục Lâm Thiên tươi cười, chiến ý trong mắt cuồn cuộn, Lục Lâm Thiên đã quên mình không chiến đấu thỏa thích với người cùng thế hệ của mình trong bao lâu rồi. Lần trước trong thiên giới mật địa cũng chưa chiến đấu với thế hệ trẻ cổ tộc, tuy thực lực đám người sát thiên rất mạnh, nhưng cũng còn kém một bậc, mà Lục Linh trước mắt hoàn toàn có đủ tư cách và thực lực đấu với hắn một trận. Động thủ đi! Lục Linh quát lớn, trong nháy mắt hào quang tử kim và hào quang màu vàng lao vào nhau. Giống như thiên thạch hai màu va chạm hủy diệt, khí kình bắn ra bốn phía, không gian sụp đổ. Rầm 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 bang bang. Trong không gian bao la, âm thanh trầm thấp không ngừng truyền ra, giống như có vô số thủy lôi nổ tung trên hư không. Hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau làm không gian chấn động hủy diệt. Trong thời gian ngắn, tay phải Lục Linh bắn ra lôi điện tử kim sắc, khí tức âm hàn bao phủ không gian, thân ảnh hắn hóa thành tàn ảnh tiến sát Lục Lâm Thiên. Không gian áo nghĩa thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, không gian áo nghĩa của Lục Linh đã đạt tới trình độ khủng bố. Thời không lao ngục, tê thiên liệt địa chảo. Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên quay lại nhanh chóng, hắn đánh ra một chảo, năm ngón tay nóng rực đánh thẳng vào người Lục Linh, trực tiếp đánh vào đầu hắn. Thời gian không gian hai kỳ là áo nghĩa,
còn có linh hồn, dĩ nhiên là tu luyện giả ba đại áo nghĩa kỳ lạ, quả nhiên rất mạnh. Lục Linh dứt lời, thân ảnh tránh né tê thiên liệt địa chảo của Lục Lâm Thiên, trong thời gian ngắn hóa trưởng thành chảo, một tay nghênh tiếp trưởng của Lục Lâm Thiên, không gian vị trí va chạm tan vỡ. Xoẹt! Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trong vị trí không gian tan vỡ. Thân ảnh của hắn thoát ly khỏi phạm vi ảnh hưởng, hai tay Lục Lâm Thiên chấn động, hai tay đồng thời giáng ra một quyền và một chảo. Linh Vũ Quyết! Một quyền một trưởng bao phủ Lục Linh, hai đạo linh hồn lực quét qua không gian, lực lượng phong bạo mênh mông làm người ta chấn động. Vật chất công kích xung hợp linh hồn công kích, thiên phú rất mạnh. Ánh mắt Lục Linh nhảy lên, điểm vào hư không dưới chân, thân ảnh của hắn tránh né thật nhanh. Tốc độ này ngay cả khi Lục Lâm Thiên dùng linh hồn cảm giác cũng khó nắm bắt được, trong đại chiến thì đây chính là nhược điểm sinh tử. Đối mặt với Lục Linh, Lục Lâm Thiên lần đầu tiên khó cân nhắc và khó giải quyết, loại cảm giác này lần đầu tiên làm Lục Lâm Thiên sinh ra dao động với lòng tin bản thân. Thời điểm này thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt đi, vị trí hắn vừa đứng xuất hiện một chảo mang theo lôi điện giáng xuống, thế công xảo trá quỷ dị, loại thế công này tổng hợp kinh nghiệm thân kinh bách chiến, người không có trải qua vô số lần chém giết sẽ không có phản kích tuyệt hảo như vậy. Đến mà không trả thì quá vô lễ. Né tránh một chảo phá không kia, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh Lục Linh, hắn điểm một chỉ không chút lưu thủ. Thiên Linh Diệt Hồn chỉ. Linh hồn công kích, còn chưa đủ nhanh. Lục Linh cười khẽ, hắn nhanh chóng phát tay đánh ra khe nứt không gian thôn vệ một chỉ này. Thật sao, vậy xem nó có đủ nhanh hay không? Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên lại tiến lên lần nữa, thời không loại y, một quyền kim sắc này rất mạnh, bỗng nhiên oanh kích thẳng vào ngực Lục Linh, sát khí lăng lệ bộc phát. Xuy, thân ảnh Lục Linh lùi lại thật nhanh, nghiêng người né tránh, một quyền kim sắc của Lục Lâm Thiên đuổi theo như giòi bọ trong xương. Lập tức đánh vào vai trái của hắn, lực lượng to lớn bộc phát. Một quyền đổi một quyền, lúc này mới công bằng. Trong nháy mắt nói chuyện, thần sắc Lục Linh tươi cười vui vẻ, thời điểm một quyền của Lục Lâm Thiên đánh vào vai trái của hắn, một quyền mang theo lôi điện tử kim sắc đã chuẩn bị từ lâu của hắn đánh vào bụng dưới Lục Lâm Thiên. Bang bang! Hai âm thanh trầm đỡ upsilon, C vang lên, thân ảnh hai người vừa va chạm đã phân ra. Đạp đạp! Hai người lảo đảo lui ra phía sau, trong mắt mang theo thần thái ngạc nhiên. Giao thủ vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng nó làm người ta phải nín thở quan sát, người thực lực thấp không nhìn rõ ràng. Mỗi chiêu mỗi thức vô cùng lăng lệ, nhưng mỗi một chiêu đều hung ác tới cực điểm, lại vô cùng gian trá. Thực lực hai người thật mạnh, không phải người thân kinh bách chiến, căn bản không phải người bình thường có thể làm được, xem ra Lục Lâm Thiên cũng không phải loại lương thiện a hát. Cô lang đứng từ xa quan sát tình hình hai người chiến đấu. Hai người giao thủ đều có hậu chiêu, Lục Lâm Thiên không phải loại lương thiện, xem ra cũng là người đi ra trong chém giết giống Lục Linh, đám trẻ tuổi cổ tộc trong liên minh quân bộ chúng ta khó lòng sánh bằng hai người này. Ánh mắt Âu Dương Tiễn chấn động. Lực phòng ngự rất mạnh. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên, Lục Linh nhìn nhau, đang nhìn nơi bị trúng một quyền vừa rồi, lúc này cùng nói ra. Lục Lâm Thiên càng khiếp sợ, một quyền của mình tuy uy năng không bằng Bát Hoang Thiên Địa Quyết, nhưng mà đó là một quyền kim thuộc tính toàn lực gần trong gang tấc, cho dù là hổ sư biến bản thể sư hổ thú thừa nhận một quyền này cũng phải bị thương. Mà bây giờ nhìn bộ dáng Lục Linh không tổn thương gì, nhiều nhất là khí tức hỗn loạn một ít. Lục Lâm Thiên giờ phút này tự nhiên không rõ nội tâm Lục Linh vô cùng rung động, một quyền của Lục Linh ẩn chứa thực lực vô thượng niết bàn, cho dù là tuyên cổ cảnh trung giai cũng khó mà đối kháng. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể ngạnh kháng không tổn hao gì, đây là điểm hắn rung động nhất. Lục Linh chưa bao giờ thấy có người trẻ tuổi nào đánh đồng với hắn, những năm gần đây hắn chém giết vô số minh linh, lực phòng ngự cường hãn là một trong những thứ bảo hiểm của hắn. Lục Lâm Thiên, người đúng là làm ta cảm thấy bất ngờ, vậy nhìn xem người có chính thức làm ta tận hứng hay không? Dứt lời, Lục Linh nhanh chóng kết thủ ấn, quát. Bất diệt kim cương tượng. Khi Lục Linh dứt lời, hào quang tử kim trên người chấn động, trong nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hào quang tử kim phóng đại, trực tiếp bao phủ thân hình của hắn, hắn như lôi thần hàng lâm thế gian. Lúc này thân hình của hắn biến lớn, lôi điện tử kim bao phủ toàn thân, hắn như kim cương la hán mang theo sát khí lăng lệ hàng yêu trừ ma. Ầm ầm. Thời điểm kim cương thân ngưng tụ xong, không gian chấn động, khí tức sát phạt làm lòng người khiếp sợ, thực lực như thế,
người thực lực thấp một ít nếu ở gần sẽ phải phủ phục xuống đất. Lục Linh lại xuất toàn lực nhanh như thế. Mộ Linh Lạc nhìn Lục Linh biến hóa thân ảnh, đôi mắt sáng lên, nói. Lục Lâm Thiên có thể chống lại không? Ánh mắt Âu Dương Tiễn hơi chấn động, lập tức nói nhỏ. Nhà đầu, Lục Linh cảm giác được thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên, lúc này mới vận dụng toàn lực, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng Lục Lâm Thiên sẽ không nắm chắc hay sao? Thủ đoạn thật khủng khiếp, đoàn trưởng có thể ngăn cản không? Trên ngọn núi, đối mặt với thủ đoạn khủng bố của Lục Linh, đám người Phá Thổ, Phong Hỏa, Truy Mệnh, Hồ Hải và 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong siết chặt nắm đấm, không phải không tin đoàn trưởng, mà là vì Lục Linh quá mạnh mẽ. Lục Linh rất mạnh. Gần đây Thái A vô cùng kiêu ngạo cũng phải tán thưởng một câu, nhưng ánh mắt của hắn không có lo lắng cho sư phụ. Bất diệt kim cương tượng, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn kim cương thân của Lục Linh ngưng tụ ra, đôi mắt vô cùng nghi hoặc, khí tức hủy diệt kinh khủng kia dường như sinh ra cộng minh với bất diệt huyền thể, dường như đang bị dẫn dắt. Trước chiến một hồi, xem ngươi còn có chiêu gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lăng lệ, tâm thần khẽ động, áo bào xanh run run, khí thế bá đạo bộc phát, quát. Hổ biến. Vừa dứt lời, hào quang màu xanh bao phủ quanh người Lục Lâm Thiên, đột nhiên thân ảnh khom xuống. Lập tức hào quang màu xanh bao phủ các nơi, gân cốt cơ bắp, tứ chi bách hài, huyết mạch huyết quản đều mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình của hắn biến lớn, lân phiến màu xanh bao phủ khắp người, điện quang màu xanh bao phủ toàn thân hình hóa thành cự hổ lớn trăm trượng, cũng không dưới bất diệt kim cương tượng của Lục Linh. Giống, cự hổ gào thét, hổ gầm rung trời, hung mãnh dị thường, uy thế bá đạo khinh thường thiên địa. Ánh mắt kim cương mở to đầy tức giận. Lập tức nhìn thẳng vào cự hổ, uy thế hủy diệt và bá đạo va chạm với nhau. Đoàn trưởng còn có át chủ bài này. Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cự hổ hung hãn như thế, nhiệt huyết trong người sôi trào. Hai thân ảnh vượt qua không gian, toàn thân tỏa ra cảm giác lực lượng hủy diệt, hai thân ảnh này giơ tay nhấc chân có thể diệt thế. Át chủ bài không tệ, dường như có thể so sánh với bất diệt kim cương tượng của ta, nhưng có thể so sánh thật hay không, vậy phải thử mới biết. Nhìn Lục Lâm Thiên biến thành cự hổ, Lục Linh quát lớn, thân hình khổng lồ vượt qua hư không, hắn như thuấn di tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Bành! Một tiếng vang giống như thiên thạch nện vào lưng Lục Lâm Thiên, toàn thân hắn sinh ra lôi điện tử kim sắc, còn ẩn chứa khí thế hủy diệt. Giống! Cự hổ gào thét, cùng lúc đó giơ chảo lên ngăn cản một quyền của Lục Linh. Xoẹt! Hai đạo thân hình khổng lồ đồng thời bay ra phía sau, lưng nện vào vách núi. Ầm ầm, thân ảnh hai người nện vào ngọn núi lớn sau lưng, lực lượng khổng lồ chấn vỡ ngọn núi, cả không gian cũng bị bọn họ hủy diệt. Bành bành, cả hai đứng lên và lao vào nhau, thân hình khổng lồ cùng va chạm với nhau, sau khi va chạm là tách ra nhanh như thiểm điện. Rầm rầm rầm, âm thanh va chạm trầm thấp vang lên liên tục, ánh mắt nhiều người khó tin nhìn hai thân ảnh kia, nhìn tư thái bá đạo của hai người, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Bang bang. Cả hai va chạm như vậy, rất nhiều ngọn núi bị hai người phá hủy, có đỉnh núi nát tới sườn núi, có ngọn núi bị san bằng thành bình địa, cả sơn mạch như vừa trải qua động đất. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên có thể dựa vào thân thể đánh ngang tay với Lục Linh. Ánh mắt Mộ Linh Lạc lập lòe, ai cũng biết Lục Linh là gia hỏa khủng bố, lực phòng ngự của hắn có thể nói là vô địch, hắn dựa vào lực phòng ngự bía y thái nổi danh khắp liên minh quân bộ. Hai người này đều là bía y thái. Chỉ lực phòng ngự này khó có người chống lại, sợ rằng cường giả tuyên cổ cảnh trung giai cũng không dám chơi như thế. Kết cục tốt nhất là hai bên hấp hối, kết quả xấu nhất là tan xác. Băng Thiên Lý chấn động, nội tâm âm thầm đánh giá tình huống. Phần phật, tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong thời gian ngắn hai thân ảnh va chạm với nhau vài lần, phá hủy vô số ngọn núi, lúc này đây thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên nện thẳng vào một khu vực thủy vực bao la, sóng nước bắn lên tung tóe. Phanh! Thân kim cương của Lục Linh đâm thẳng vào ngọn núi, cả ngọn núi biến thành đá vụn. Giống! Lục Lâm Thiên nhảy ra khỏi thủy vực, gào thét trầm thấp, mắt hổ hung hãn, khí thế vô cùng bá đạo. Ha ha, thống khoái a hát, quả thực thống khoái. Lục Linh lập tức đứng lên, bỗng dưng bàn tay lớn vung về phía ngọn núi lớn bên cạnh, trên bàn tay bí vân quanh quẩn, tử kim điện mang quanh quẩn, lập tức cầm ngọn núi vào trong tay. Đi! Kim cương quát lớn,
ngọn núi khổng lồ nện thẳng vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. Đến đây đi! Thân hổ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, đột nhiên trong thiên địa bao phủ hào quang màu xanh, nước trong thủy vực bị hắn dẫn động. Giống! Tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, hổ trưởng của Lục Lâm Thiên dùng sức quét qua thủy vực này, lập tức 9 cơn sóng lớn nổi lên. Ầm ầm! 9 con sóng này giống như 9 con thủy long lao lên trời, lập tức 9 cột nước hội tụ thành cột nước cực lớn, khí tức hàn băng hàng lâm, nhiệt độ không gian giảm xuống, không gian sinh ra từng tầng băng xương, vô hình khí hàn băng bao mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Cột nước đâm thẳng vào ngọn núi Lục Linh ném tới. Bành bành! Băng trụ và ngọn núi va chạm với nhau, không gian trực tiếp nổ tung, năng lượng khủng bố phá hủy hư không, đỉnh núi liên tiếp rạn nứt nghiền nát hóa thành đá vụn và tro bụi, hàn khí thấu xương tỏa ra các hướng, gợn sóng không gian tan nát biến thành vết nứt không gian đen kịt. Ha ha, thật sự là đã ghiền, rất lâu không có đánh cao hứng như vậy. Thân thể kim cương của Lục Linh đứng lên, tuy trên người thương tích chồng chất, kim cương thân có không ít khe hở, vết máu chảy ra ngoài. Ta cũng cực kỳ tận hứng. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, thân hổ của hắn lân phiến chóc ra, máu tươi đầm đìa. Lần lượt quyết đấu với nhau, làm cho Lục Lâm Thiên trong mơ hồ cảm giác bất diệt kim cương tượng của Lục Linh dường như tương quan tới bất diệt huyền thể của hắn. Loại này liên quan này cực kỳ huyền diệu, tử lôi huyền đỉnh trên người đang run rẩy, nhưng mà loại run rẩy này bị Lục Lâm Thiên áp chế nên không truyền ra. Nhìn thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, Lục Linh bộc phát chiến ý kinh người, quát to. Lục Lâm Thiên, xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, tu vị của ngươi không cao hơn ta, thời gian lâu không phải chuyện tốt với ngươi, kế tiếp ta sẽ dùng toàn lực ra tay, nếu ngươi không xuất toàn lực, ngươi thua chắc rồi. Thật sao, vậy thử xem. Lục Lâm Thiên nói, cuối cùng thân hổ thẳng đứng, trong hổ trảo ngưng tụ hai luồng năng lượng tương dung với nhau, chỉ trong nháy mắt không gian run lên, không ngừng kết hợp với nhau. Tứ thần quyết. Chung quanh thân hổ không gian tán loạn, mãnh hổ vồ mồi cũng phải toàn lực, năng lượng trong tay hổ chảo sáng lên, nó giống như mặt trời đang mọc, lập tức bắn thẳng về phía Lục Linh. Ngao, giống, cô, ô. 4 tiếng thú giống vang lên, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ 4 thú ảnh khổng lồ mang theo thú tuy cuồn cuộn, trong ánh mắt quan sát của nhiều người bay về phía Lục Linh. Tứ tí kim cương quyết, khốn long cầm hổ. Lục Linh trợn mắt, lập tức quát to, vận dụng toàn lực. Xoẹt. Ven đường không gian hủy diệt, không gian bị ép nổ, 4 hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ ập xuống, ánh sáng lôi điện màu tím mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng quang cầu. Không gian run rẩy, lực lượng cuồng bạo quét qua tất cả bị đánh bại dễ dàng, hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bị nắm trong tay. Năng lượng khủng bố ngưng tụ năng lượng đáng sợ, không gian chung quanh bị nghiền nát thật nhanh, hóa thành hư vô, cụ thú khổng lồ nhanh chóng tan vỡ. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên ngừng lại, rất lâu rồi có không ít người chống lại tứ thần quyết của sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn, nhưng chưa từng có người nào dùng cách nào phá hủy nó, bởi vì tư thái này quá bá đạo cương mãnh. Ầm ầm! Vào lúc này, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên tỏa ra kim quang rạng rỡ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, kim quang lăng lệ, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên uy hàng lâm. Chỉ trong nháy mắt, kim quang trên hư không, trong 32 lần kim thuộc tính, thời không lao ngục, kim quang lan tỏa ra các nơi, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đặt chân ở đó, phát tay làm hư không màu vàng đông cứng lại, lập tức một đạo thủ ấn phá vỡ hư không. Oanh! Sát khí lăng lệ đánh không gian màu vàng nứt vỡ từng khúc, khó mà khôi phục lại, giống như thân thể kim cương của Lục Linh trấn thủ nơi đó. Vào lúc này nhiều ánh mắt chung quanh rung động thật mạnh. Kim cương của Lục Linh ngẩng đầu lên, 4 tay thu liếm, 2 tay ngưng kết thủ ấn, hét lớn. Kim cương ấn. Kim cương hét lớn, tử kim trên người, cánh tay ngang trời, trưởng ấn kim cương giáng xuống. Kim cương thủ ấn đánh xuống, không gian xuất hiện hư không đen kịt, lăng lệ khủng bố, hai đạo thủ ấn va chạm với nhau, âm thanh trầm đỡ upsilon, xê chấn động không gian. Bành. Hai đại thủ ấn nổ tung giữa thủy vực rộng lớn này. Sóng nước khủng khiếp quét qua các hướng, năng lượng không ngừng lan tỏa ra chung quanh, vòi dòng hóa thành thực chất bao phủ thủy vực này. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bầu trời gió nổi mây phun, những lực lượng hủy diệt khôi phục bình thường. Đạp đạp, hai đạo thân ảnh khổng lồ lùi lại, khoảng không phân ra, sàn sàn với nhau. Xì xào,
Giờ phút này ngàn vạn đại quân chung quanh nuốt nước bọt, quyết đấu cỡ này làm bọn họ run như cầy sấy. Đây là quyết đấu đỉnh phong, là quyết đấu của hai thế hệ trẻ thiên phú cao nhất trong liên minh quân bộ, cũng là cường giả có thể chống lại thế hệ trẻ của cổ tộc. Trong thương khung chiến trường, Thiên La Minh muốn đánh chết thế hệ trẻ nhất, trong thương khung chiến trường cũng có rất nhiều truyền thuyết về thế hệ trẻ, vô thượng Niết Bàn là thế hệ trẻ hiếm thấy nhất. Lúc này còn có thanh niên thần bí khác quật khởi, đột nhiên xuất hiện trong thương khung chiến trường, dùng khả năng tiêu diệt trăm vạn minh linh, đánh chết bốn tuyên cổ cảnh trung giai mà thành danh, lục linh trong một trận chiến này đã chứng minh thực lực tuyệt đối của bản thân. Hai người trẻ tuổi so đấu đỉnh phong, không ai cam lòng rớt lại phía sau. Giữa không trung, lục linh thân ảnh vô cùng chật vật, thân thể kim cương thương tích chồng chất, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hắn nói. Lục Lâm Thiên, người đã làm ta bất ngờ tới tận cùng, không nghĩ tới người có thể chống lại ta như vậy, nếu người có thể chống lại chiêu kế tiếp, ta nhận thua. Khi Lục Linh dứt lời, hào quang tử kim lập tức lập lòe, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào, khí tức lăng lệ quét qua các hướng, năng lượng không ngừng chen chúc tới gần. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, thiên địa run lên, dùng kim cương của Lục Linh làm trung tâm, khí thế phóng thích ngập trời. Vù vù! Loại lệ khí phong cách cổ xưa này, không gian cứng lại làm người ta khó thở, mọi người cảm thấy tâm thần run lên, gần như muốn thoát đi ngay, khí tức lăng lệ này vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ tới Lục Linh lại bị Lục Lâm Thiên ép tới mức phải dùng toàn lực chống lại. Trên ngọn núi, Âu Dương Tiễn nói nhỏ, ánh mắt rung động, hôm nay gặp được quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ, nội tâm của hắn rất khiếp sợ, hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, thực sự tính là cường giả sao? Lục Linh đã sử dụng toàn lực, chẳng lẽ tên này muốn ngày mai không đi Long Tích Đại Lục sao? Hắn và Lục Lâm Thiên nếu có ai xảy ra chuyện gì, như vậy sẽ bất lợi cho đại quân. Mộ Linh Lạc nhìn qua không gian, cảm giác khí tức lăng lệ, đôi mắt ngưng trọng. Trước kia ta cho rằng trong thế hệ trẻ của quân bộ, Lục Linh đã là đệ nhất nhân, hiện tại xem ra còn có bí y thái khác tồn tại, Lục Lâm Thiên dù có thua cũng thắng, dù sao Lục Linh là vô thượng Niết Bàn người, mà Lục Lâm Thiên chỉ là sinh tử Niết Bàn. Âu Dương Tiễn nói nhỏ, cô lang nhìn giữa không trung, thì thào. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Lục Lâm Thiên có át chủ bài chống lại Lục Linh hay không? Đoàn trưởng còn có thể chống lại không? Lục Linh kia dường như đã dùng át chủ bài cuối cùng. 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong ngẩng đầu nhìn lên không trung, tiếng hò hét dừng lại, lúc này ánh mắt ngưng trọng, thần thái lo lắng. Lục Lâm Thiên của quân đoàn Hùng Phong đúng là bất phàm, có thể ngạnh kháng với đoàn trưởng như vậy, qua nhiều năm như thế ta mới gặp lần đầu tiên. Phó đoàn trưởng quân đoàn Lục Linh nói ra. Lục Lâm Thiên mạnh không tầm thường, đủ so sánh với Lục Linh. Đám người Huyết Ưng, Trương Lăng Phong, Cát Bạch Mị nhìn hai thân ảnh giữa không trung, lập tức nói. Kỳ thật chúng ta từ sớm không cần ra tay, so sánh với hai bía y thái này, thực lực của chúng ta không đáng nhắc tới. Thế cũng không phải dốc sức liều mạng, chúng ta còn có bài chưa xuất ra nữa mà. Hổ sư không cam lòng nói ra, hiển nhiên không phục với lời của Cát Bạch Mị. Như thế nào, ngươi không phục sao, vậy ngươi bây giờ có bản lĩnh tiếp một chiêu của Lục Linh hả? Cát Bạch Mị không khách khí phản bác hổ sư. Hổ sư sững sờ, bĩu môi, lập tức nói nhỏ. Vậy cũng đúng, Lục Linh tiểu tử này, ta cũng không dám trêu chọc. Vừa dứt lời, hổ sư nhìn Đông Quan Trạch cách đó không xa, nói nhỏ. Đông Quan Trạch, xem ra thế hệ trẻ liên minh quân bộ, người dưới Lục Linh không phải ngươi rồi. Đông Quan Trạch mỉm cười, nói. Nói không chừng sợ rằng Lục Linh không ngồi nổi cái ngôi đệ nhất thế hệ trẻ liên minh quân bộ đấy, đâu chỉ ta mà thôi. Một kích toàn lực sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua kim cương trước mặt, thần thái ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, từ linh vũ thế giới tới bây giờ, Lục Lâm Thiên cũng tự nhận mình gặp không ít thế hệ phong hoa tuyệt đại cùng thế hệ, ví dụ như Tử Yên, Đạm Thai Tuyết Phi, Lam Thập Tam Đằng. Trong cùng thế hệ bên ngoài còn có Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, Võ Phá Thương Khung Nhâm Tiêu Diêu, Diệu Thủ Không Không Mạc Kình Thiên, đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà so sánh với Lục Linh, trừ tiềm lực của linh vũ thế giới là thế giới hỗn độn ra, Lục Lâm Thiên tìm tới tìm lui chỉ có hai người rưỡi có thể so sánh với Lục Linh, xếp hàng thứ nhất tự nhiên là Tiểu Long, cũng chỉ có Tiểu Long mới có thể đối kháng với Lục Linh. Mà thứ hai chỉ có Đại Ca Dương Quá, Lục Lâm Thiên rất rõ Đại Ca Dương Quá, có lẽ thiên phú từ đầu không bằng Tử Yên,
Thanh Tuyền, nhưng đại ca Dương Quá có tấm lòng kiên định, đây chính là thiên phú tốt nhất, đại ca Dương Quá trầm ổn, có thể so sánh với Lục Linh. Còn có tam muội Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên xem như là nửa người có thể so sánh với Lục Linh, người có thể so với Lục Linh cũng chỉ là những người có tiềm lực trong thế giới hỗn độn. Hô! Trong đầu suy nghĩ thật nhanh, Lục Lâm Thiên hít thở sâu một hơi, nhìn qua kim cương trước mặt sinh ra chấn động khủng bố, từng thủ ấn quỷ dị đang ngưng kết, thân hổ khổng lồ bao phủ trong hào quang màu vàng, khí tức hủy diệt bộc phát dữ dội. Ken két! Cùng lúc đó, dưới sơn mạch bao la, sông hồ, vách hạp cốc đều sinh ra khe nứt, từng khe nứt có thiểm điện xuất hiện. Vù vù! Phiến thiên địa trở nên hoang vu, năng lượng vô hình lan tràn các nơi, những nơi đi qua năng lượng thôn vệ sinh cơ, lưu lại khí tức hủy diệt chấn động linh hồn. Xảy ra chuyện gì, đây là thế nào? Loại dị thường này quá khủng bố, ngay cả Âu Dương Tiễn giờ phút này cảm giác khí tức hủy diệt từ mặt đất bạo phát ra ngoài. Diệt thế huyền lôi! Lục Linh hét lớn một tiếng, hắn ngưng kết thủ ấn cuối cùng, tử kim huyền lôi nổ vang như pháo, lòng bàn tay sinh ra điện quang như mãng xà. Bỗng dưng không trung xuất hiện đám mây màu tím áp xuống. Lôi vân dày đặc bao phủ thiên địa, từng đạo sấm sét mơ hồ lao nhanh, mọi người sinh ra cảm giác áp bách khi lôi vân xuất thế. Oanh! Lúc này kim cương giơ hai tay vào trong lôi vân, lôi cầu lớn vài trăm trượng xuất hiện, tử sắc thiểm điện không ngừng lập lòe, khí thế hủy diệt bộc phát mạnh hơn nữa. Trời ơi, công kích này quá khủng bố! Diệt thế huyền lôi! Đồn đãi Lục Linh lúc trước thi triển chiêu này trực tiếp chu sát một tên minh linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, thần hồn câu diệt. Tử kim sắc điện hình thành, giờ phút này nội tâm ngàn vạn đại quân sinh ra lãnh ý, đối mặt với lôi điện này, mọi người khiếp sợ rất lớn. Lục Lâm Thiên, tiếp ta một chiêu này. Lục Linh hét lớn một tiếng, tiếng quát như sét, bỗng dưng lôi cầu này giáng xuống, lôi vân bùng phát dữ dội. Oanh! Vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lôi cầu như thiên thạch xé rách bầu trời giáng thẳng vào Lục Lâm Thiên. Vào lúc này, Lục Lâm Thiên đứng thẳng nhìn chằm chằm lôi cầu giáng xuống. Nhìn thấy lôi cầu hủy diệt bao phủ không gian, thân hổ của Lục Thiếu đứng thẳng, một ngón tay áp xuống, hắn quát. Bát hoang thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ diệt thiên địa. Tiếng quát vang vọng cả hư không, sâu trong hư không ngưng tụ một chỉ bằng hăng lược, hư không nứt vỡ, vạn vật yên diệt. Khí tức hủy diệt cực mạnh hàng lâm không gian. Rầm rầm rầm. Dưới một chỉ này, vô số núi lửa trong sơn mạch Ngự Linh không ngừng nổ tung, thủy vực chấn động sinh ra sóng thần cao mấy trăm trượng, vô số cột nước giống như thủy long bay múa trời cao, mưa như chút nước. Trong ánh mắt của ngàn vạn người đang nhìn, một chỉ hủy diệt va chạm với quang cầu diệt thế, hai bên đối kháng với nhau. Tất cả nói rất chậm, lúc này một chỉ xuyên thủng lôi cầu hủy diệt, xuyên thủng trung tâm lôi vân. Xuyên qua đầu vai của kim cương to lớn, sau khi xuyên qua đầu vai kim cương liền biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Lúc này lôi cầu diệt thế nổ tung, trực tiếp bao phủ thân hổ khổng lồ. Xoẹt! Lôi cầu khủng bố như thế làm điện quang màu xanh trên thân hổ Lục Lâm Thiên biến mất, lân phiến chóc ra, dễ dàng hóa thành hư vô, thân thể của hắn thương tích đầy mình, điện quang cuồn cuộn oanh kích các nơi. Vào lúc này... Lục Lâm Thiên thậm chí có thể cảm giác được hàn ý sinh ra khắp đáy lòng. Linh hồn chấn động, lần đầu tiên Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức tử vong gần như thế, cho dù có bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể cũng không thể ngăn cản khí thế hủy diệt này. Ông! Đương nhiên khí tức tử vong này lóe lên rồi biến mất, thời điểm này tử lôi huyền đỉnh trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên chấn động, nó sinh ra âm thanh rền vang vô cùng vui sướng ig. Xoẹt! Trong tử lôi huyền đỉnh sinh ra tử kim huyền lôi, nó không ngừng tụ tập diệt thế lôi đỉnh trong người Lục Lâm Thiên vào một chỗ. Xoẹt! Thời điểm diệt thế lôi đỉnh trong thân hổ của Lục Lâm Thiên bị dẫn dắt, chúng tiến vào đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên, rồi tiến vào trong tử lôi huyền đỉnh. Lôi đỉnh diệt thế sau khi tiến vào tử lôi huyền đỉnh đã biến mất không thấy gì nữa, trong cơ thể Lục Lâm Thiên còn lưu lại uy áp diệt thế, còn có khí tức quen thuộc. Tử kim huyền lôi, đây là tử kim huyền lôi. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đã có thể khẳng định lôi đình màu tím kia chính là tử kim huyền lôi, hoàn toàn giống như đúc tử kim huyền lôi trong tử lôi huyền đỉnh, là cùng một mạch, tử lôi huyền đỉnh có dị trạng khác thường đã chứng minh tất cả. Hô! Thân hổ của Lục Lâm Thiên biến hóa đầu tiên, thân hổ vết thương chồng chất, lập tức khôi phục bản thể, áp bào xanh lam lũ, toàn thân đầy thương tích, bộ dáng vô cùng chật vật.
Lục Lâm Thiên cảm thấy tóc dựng đứng, máu tươi không ngừng trào ra. Cảm giác chật vật này rất lâu chưa từng xuất hiện trên người Lục Lâm Thiên. Không ngờ có thể chống lại. Lúc này ngàn vạn người đều khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Trong nháy mắt Lục Linh chấn động, lỗ máu trên đầu vai nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thân thể kim cương rơi xuống đất. Sau khi lùi vài bước Lục Linh mới đứng vững, khôi phục bản thể. Lục Linh bay lên không trung, đầu vai máu tươi đầm đìa, quần áo lam lũ giống hệt Lục Lâm Thiên, vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu pha tạp. Xoẹt! Hào quang tử kim lóe lên, vết máu trên người Lục Linh ngừng chảy, nhanh chóng lành lại thật nhanh, trực tiếp khôi phục lỗ máu trên vai, nhiều người cảm thán hít khí lạnh vì lực khôi phục khủng bố này. Hai người sàn sàn không phân trên dưới. Hai người này, quá bía y thái. Nhiều người không nghị nghị luận với nhau. Thật thống khoái, ta chưa từng thống khoái như vậy, thật sự là đã ghiền. Hào quang tử kim trên người Lục Linh thu liếm, khóe miệng cười vui vẻ, trên dung mạo tuấn lãng cười rất tự nhiên. Ta cũng chưa từng đã ghiền như thế. Lục Lâm Thiên tươi cười vui vẻ, cảm giác thoải mái như vậy sau trận chiến Vân Dương Tông khuất đao tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam và Đại Ca Dương quá, về sau chưa từng được như thế. Lực phòng ngự của bọn họ không bằng Lục Linh, căn bản không có khả năng dựa vào bản thể mạnh mẽ quyết đấu với hắn. Loại quyết đấu này rất thống khoái, rất đã ghiền, tế bào trong người được kích hoạt, loại cảm giác này làm cho Lục Lâm Thiên thoải mái nói không nên lời. Thân ảnh Lục Linh lui lại vài bước, không gian áo nghĩa chấn động, chỉ mấy bước tới trước mặt Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, chống lại diệt thế huyền lôi của ta, người đã thắng. Ta chưa thắng. Chúng ta chưa phân thắng bại. Ngẩng đầu nhìn Lục Linh, một chiêu vừa rồi làm cho Lục Lâm Thiên biết rõ, thực lực Lục Linh tuyệt đối sẽ không dưới mình, nếu luận bản thể, thực lực của mình chưa bằng Lục Linh. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên không cho rằng mình không bằng Lục Linh, nếu là chiến đấu sinh tử, trên người mình còn có hai kiện thông linh bảo khí chưa từng vận dụng, tuy Lục Linh có lẽ còn có át chiêu chính thức, nhưng mà chính mình còn có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm chưa từng vận dụng. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng có tự tin, nếu thật là cuộc chiến sinh tử, chính mình không nhất định sàn sàn nhau. Nhưng mà thực lực bản thể, Lục Lâm Thiên không thể không rung động vì thực lực Lục Linh, có thể đánh với mình tới mức này, Lục Linh là người đầu tiên. Sai, ngươi thắng, ngươi chỉ là sinh tử niết bàn cảnh mà thôi, mà ta là vô thượng niết bàn cảnh, cái hào rộng lớn như thế mà ngươi có thể chống lại ta, là ta thua. Lục Linh nói với Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên cường hãn. Trong nội tâm của hắn cực kỳ rung động, người trẻ tuổi có thể chống lại hắn, cho tới bây giờ chỉ có Lục Lâm Thiên mà thôi. Thậm chí trong nội tâm Lục Linh trong lúc mơ hồ chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được trên người đối phương dường như có khí tức hắn quen thuộc, khí tức quen thuộc này hắn chưa bao giờ gặp qua. Nghe Lục Linh nói thế, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, cũng không nói gì, nhưng trong nội tâm chấn động không nhỏ, có lẽ nếu là người khác, lúc này sợ rằng trong nội tâm sẽ cao hứng. Sinh tử Niết Bàn chống lại vô thượng Niết Bàn, thắng bại đã định, tuyệt đối có giá trị phải cao hứng, nhưng mà Lục Lâm Thiên không có bao nhiêu cao hứng. Lục Lâm Thiên biết rõ Lục Linh là vô thượng Niết Bàn, mình có bất diệt huyền thể, bất tử thần thể, còn có đan điền khí hải khổng lồ, người mang hỗn độn chi nguyên, có nhiều ưu thế như vậy chỉ mạnh hơn Lục Linh một chút, hắn cảm thấy chẳng có gì đáng cao hứng cả. Lục Linh nhận thua, đoàn trưởng chiến thắng. Đoàn trưởng giỏi nhất. 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong hò hét, tiếng gầm thét làm sĩ khí sôi trào. Giờ phút này nhìn nam tử áo xanh trước mặt, người của quân đoàn Hùng Phong cảm thấy nội tâm vô cùng tự hào. Hơi khác với quân đoàn Hùng Phong là 100 vạn đệ tử quân đoàn Lục Linh, giờ phút này thất sắc thất lạc, nhưng bọn họ khó tiếp nhận được. Ánh mắt Lục Linh nhìn qua 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong của Lục Lâm Thiên, lập tức mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Quân đoàn Hùng Phong có ngươi. Hiện tại ta tin tưởng ngươi đánh chết 4 minh linh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, diệt 100 vạn minh linh, ngươi có thể giúp ta một việc không? Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt có chút nghi hoặc, lập tức chắp tay, nói. Có thể làm được, ta sẽ không chối từ. Lục Linh cười cười, từ từ nói. Đấu một trận với ngươi, ta nhận được lợi ích rất lớn, đặc biệt một kích cuối cùng của ngươi làm ta suýt không tiếp nổi, nhưng mà ta cũng nhận được chỗ tốt, thậm chí ta có cảm giác mình sắp đột phá. Lục Linh sắp đột phá. Nghe Lục Linh nói thế, thoáng chốc, đám người đứng ngoài xem đều ngây ngốc nhìn Lục Linh. Tên này, Âu Dương Tiễn,
Mộ Linh Lạc, Cô Lang, Băng Thiên Lý, Hàn Minh, Hổ Sư, Đông Quan Trạch, Huyết Ưng, Cát Bạch Mị đều nhìn Lục Linh, sau khi rung động là chấn động khó nói thành lời. Xem ra ta phải chúc mừng ngươi. Lục Lâm Thiên cũng ngạc nhiên, không nghĩ tới một trận chiến này còn giúp Lục Linh đạt được chỗ tốt, một khi Lục Linh đột phá, chỉ sợ mình khó là đối thủ của hắn. Ta cũng chỉ cảm giác, có thể đột phá hay không càng khó nói, ta có thể cảm giác được ngươi dừng lại ở sinh tử niết bàn cảnh đã lâu, chúng ta đánh một trận chiến, ta có thể đủ thu hoạch chỗ tốt, ngươi cũng có chỗ tốt, có lẽ ngươi đột phá còn không xa. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, Lục Linh lập tức nói. Ta muốn phó thác ngươi một chuyện, chính là quân đoàn Lục Linh. Quân đoàn Lục Linh từ giờ trở đi sẽ do ngươi toàn quyền làm chủ, có chuyện gì, có thể tìm phó đoàn trưởng Cuồng Ngưu. Mang quân đoàn Lục Linh phó thác cho ta, ngươi thì sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, nội tâm ngạc nhiên. Trăm vạn đệ tử quân đoàn Lục Linh nghe vậy, giờ phút này ánh mắt sinh ra nghi hoặc, nhưng mà lại không có người bạo động, trên ngọn núi không ít cường giả chấn động, đều lặng lặng nhìn qua Lục Linh, trong mắt mang theo tin phục tuyệt đối. Quân đoàn Lục Linh giao cho Lục Lâm Thiên, đây là chuyện gì? Chu Không không ít ánh mắt cũng tỏa ra nghi hoặc. Lục Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nói. Ta cần tìm nơi đột phá, nếu sau khi tin ta đột phá truyền ra, không ít người của Thiên La Minh sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên ta phải đến một nơi an tĩnh, ta cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, có lẽ hơn 10 năm, có lẽ vài chục năm, quân đoàn Lục Linh giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Lục Lâm Thiên cúi đầu trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Lục Linh gật đầu, nói. Tốt, ta sẽ chiếu cố quân đoàn Lục Linh, chỉ cần quân đoàn Hùng Phong còn, quân đoàn Lục Linh sẽ còn, ta không chết, đến lúc đó sẽ giao quân đoàn Lục Linh nguyên vẹn trả lại cho ngươi. Lục Lâm Thiên cũng biết rõ quân đoàn Lục Linh có tầm quan trọng trong lòng Lục Linh, tục truyền về quân đoàn Lục Linh thậm chí vẫn không đi thiên giới mật địa, mà lúc này Lục Linh giao quân đoàn Lục Linh cho mình. Phần tín nhiệm và phách lực này làm cho Lục Lâm Thiên rất coi trọng. Có lời này của ngươi là được. Lục Linh gật đầu, lập tức nhìn qua đội hình quân đoàn Lục Linh sau lưng, nhìn đội hình đông nghịt kia, nói. Đệ tử quân đoàn Lục Linh, các ngươi nghe ta nói rồi chứ, ta không có mặt, Lục Lâm Thiên chính là ta, hắn nói là lời ta nói, hắn quyết định là ta quyết định. Vâng, đoàn trưởng. Trăm vạn quân đoàn Lục Linh cùng đáp, khí thế bộc phát. Không hổ là quân đoàn Lục Linh, đủ so sánh với quân đoàn chủ chiến. Nhìn quân đoàn Lục Linh, không ít người âm thầm gật đầu. Âu Dương thống lĩnh, Long Tích đại lục ta không đi được rồi, ta phải rời khỏi thời gian ngắn, có Lục Lâm Thiên ở đây, ta tin tưởng Long Tích đại lục sẽ không có vấn đề gì. Lục Linh nhìn qua Âu Dương Tiễn, hắn khôi phục khí thế lăng lệ của mình. Đi đi, chính ngươi phải cẩn thận, nên quay về liên minh quân bộ đột phá. Như thế sẽ an toàn không ít. Âu Dương Tiễn gật gật đầu, cũng không biết nói gì cho phải. Ta sẽ tìm được nơi mình bế quan thôi. Lục Linh gật gật đầu, ánh mắt nhìn lên người Mộ Linh Lạc, sinh ra vài phần nhu tình không bỏ, nhưng không nói gì, mũi chân khẽ nhúc nhích, thân ảnh hóa thành hào quang biến mất giữa không trung, tiếng nói vọng lại. Lục Lâm Thiên, nên giúp ta một việc, ta đi Long Tích đại lục chính là vì bảo vệ Linh Lạc. Nếu có thể, nên giúp ta chiếu cố nàng. Lúc giọng nói vang lên, thân ảnh Lục Linh biến mất không thấy gì nữa, Mộ Linh Lạc nhìn thân ảnh Lục Linh biến mất, nội tâm cũng chấn động. Xem ra là tình trùng thâm hậu a. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Tốt một Lục Linh. Nhìn thân ảnh Lục Linh biến mất, ngàn vạn ánh mắt cảm thán, với tư cách thế hệ trẻ đỉnh phong trong liên minh quân bộ, hôm nay đọ sức bất phân thắng bại với Lục Lâm Thiên, thậm chí nghiêm khắc mà nói còn thua một bậc. Nhưng mà không ảnh hưởng khí độ của hắn, hắn cường hãn và lăng lệ đã xâm nhập nhân tâm. 10 đoàn đọ sức chấm dứt, quân đoàn Hùng Phong Lục Lâm Thiên trở thành phó thống lĩnh, tất cả mọi người không được cãi lời, nếu không, quân pháp xử trí. Âu Dương Tiễn bộc phát khí thức lăng lệ, tiếng gầm vang vọng sơn mạch ngự linh trên. Bái kiến phó thống lĩnh, tiếng hô vang vọng sơn mạch. Trong một đại điện phong cách âm u đáng sợ, mười mấy đạo thân ảnh phân chủ thứ ngồi xuống. Một người ngồi hàng đầu bên trái, thân hình biêu hãn lại có đầu sói, khí tức hung tàn, ánh mắt âm trầm. Người ngồi bên phải mặt dữ tợn, khí tức âm hàn bao phủ toàn thân. Chư vị, người Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới đã quên đường, đầu lĩnh Thái Hoàng thế giới là Nguyên Hạt, đầu lĩnh Thượng Thanh thế giới chính là Âu Dương Tiễn, đại quân thú tộc đại quân và nhân tộc không dưới ngàn vạn,
lần này sẽ đại chiến ở Long Tích Đại Lục. Ánh mắt đầu sói Âm Lệ vang lên chói tai, trên người tỏa ra khí tức chấn động hung tàn. Nguyên Hạt, Âu Dương Tiễn, ta có nghe qua hai gia hỏa này, đều xem như không tệ, đặc biệt là Nguyên Hạt, hắn không dễ chọc, xuất động quy mô đến đây, xem ra lai giả bất thiện. Lúc này người sắc mặt dữ tợn ngồi bên phải nhìn đầu sói, nói. Ma Lang, ta nhận được tin tức, lúc này trong đám người thượng thanh thế giới đến có hai người đặc biệt. Âm Hồn, người nói là ai? Ma Lang hỏi Âm Hồn. Âm Hồn nói. Lục Linh của quân đoàn Lục Linh, tiểu tử vô thượng Niết Bàn. Tin tức của ngươi chính xác. Nghe vậy, ánh mắt Ma Lang bắn ra hào quang âm trầm, sát ý không giữ lại. Không sai, chính là tiểu tử Lục Linh đến. Âm Hồn gật đầu khẳng định, hắn nhận được tin tức tuyệt đối không giả, những tin tức này cũng không phải tuyệt mật, muốn tìm hiểu cũng không khó, huống chi lúc này có người dường như muốn hợp tác với Phệ Hồn nhất tộc, tin tức càng không giả. Ngao! Ma Lang gào thét trầm thấp, sát ý cuồn cuộn, đôi mắt hung tàn đỏ rực, trầm giọng nói. Đến tốt, đang muốn tìm tiểu tử kia, giết nhiều người lang linh nhất tộc của ta như vậy, lúc này cũng nên trả giá thật nhiều. Âm Hồn nói. Ma Lang, tiểu tử Lục Linh kia có thể khó đối phó, các ngươi xuất động hai lần cũng không thể tru sát hắn, lúc này đây sợ rằng phải nhiều hơn mới tốt. Yên tâm đi, ta sẽ lập tức thông chi trong tộc, tiểu tử Lục Linh kia đến đây. Cho dù trong tộc hiện tại thiếu người cũng sẽ lập tức phái cường giả đến, lúc này nhất định phải không có sơ hở tí nào, tru sát tiểu tử kia, như vậy mới thật sự làm trọng thương thượng thanh thế giới, tiểu tử kia cũng trả giá thật nhiều. Ma Lang Âm Lệ nói, sát ý chấn động. Ta nghe nói người Dạ Sao nhất tộc tìm kiếm tiểu tử Lục Linh kia, ta sẽ lập tức thông chi Dạ Sao nhất tộc đến đây, lúc này cho dù tiểu tử kia thủ đoạn ngập trời cũng tuyệt đối chết chắc, huống chi chỗ đó cũng có quan hệ tới Dạ Xoa nhất tộc. Dạ Xoa nhất tộc nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nếu người Dạ Xoa nhất tộc tới, Lục Linh chết chắc rồi. Lúc này Ma Lang lại hỏi. Còn có một là ai? Âm Hồn nghe xong, ánh mắt đầy hàn ý, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, tiểu tử chắc chắn phải chết, Phệ Hồn nhất tộc đã phái cường giả tới, lúc này hắn trốn không thoát, đến lúc đó chắc chắn phải giết hắn. Lục Lâm Thiên, chưa nghe nói qua. Ma Lang khó hiểu. Lập tức nói. Bọn họ đến đây vì Âu Dương Tiễn và Nguyên Hạt, hy vọng cường giả Phệ Hồn nhất tộc có thể mau chóng đi tới đây, chỗ kia lúc này không thể rơi vào tay bọn chúng, Lục Linh cũng phải chết. Âm Hồn bắn ra hàn ý ngập trời, trầm giọng nói. Yên tâm đi, cường giả Phệ Hồn nhất tộc của ta đã lên đường, bất kể là vì chỗ kia hay vì Lục Lâm Thiên, cũng đã thành chắc chắn rồi. Long Dương Mật Cảnh, là Long Dương Mật Cảnh. Tất cả cường giả chủ yếu của đại quân đoàn chủ đi suốt đêm tới đại điện trong Long Tích Đại Lục, tìm hiểu tình huống đại khái, thời điểm nghe Âu Dương Tiễn nhắc tới Long Dương Mật Cảnh, cuồng thử hỏi Âu Dương Tiễn, từng ánh mắt tập trung lên người Âu Dương Tiễn. Ánh mắt Âu Dương Tiễn chớp động, đối với chúng nhân nói. Lúc này chúng ta đi tới Long Tích Đại Lục, trừ báo thù cho người đã chết, Long Dương Mật Cảnh chính là nguyên nhân trọng yếu, Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc liên thủ. Sợ rằng đã biết rõ bí mật của Long Dương Mật Cảnh. Lời nói hơi dừng lại, Âu Dương Tiễn tiếp tục nói. Trong thương khung bí cảnh, vô số năm chém giết, không thiếu siêu cấp cường giả vẫn lạc, tuyệt đại bộ phận siêu cấp cường giả vẫn lạc lưu lại truyền thừa đều bị bổn tộc mang về, hoặc là rơi vào tay đối phương. Nhưng cũng có được một ít siêu cấp cường giả vẫn lạc trong tuyệt cảnh, truyền thừa rơi mất, trong Dương Mật bí cảnh nghe đồn có cường giả hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc vẫn lạc. Dạ Xoa nhất tộc, ánh mắt Lục Lâm Thiên, Thái A nhảy lên. Phá Thổ nghe vậy, nói với Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Đoàn trưởng, các ngươi đến thương khung chiến trường không lâu, sợ là còn không có nghe nói qua Dạ Xoa nhất tộc. Chủng tộc trong Minh Linh có 5 chủng tộc cường đại nhất, Dạ Xoa nhất tộc chỉ là một trong số đó. Cái gì gọi là 5 đại chủng tộc cường hãn nhất? Thái A hỏi. Băng Thiên Lý nghe vậy, chen miệng nói. Trong Minh Linh nhất tộc có 5 chủng tộc cường hãn nhất, đều có được thiên phú khủng bố, kỳ thật thực lực đều cực kỳ cường hãn. Thiên phú của 5 đại chủng tộc này thậm chí không dưới linh vật trời sinh bao nhiêu, thiên tài đỉnh cấp trong tộc có thể sánh ngang linh vật trời sinh. 5 đại chủng tộc theo thứ tự là Thiên Ma tộc, Tu La tộc, Thần Linh tộc, La Sát tộc, còn có Dạ Xoa tộc. Mộ Linh Lạc nói, Dạ Xoa nhất tộc rất khủng bố, đặc biệt là đối với nhân tộc cùng thú tộc mà nói rất khó đối phó. Bọn họ trừ linh vật trời sinh ra,
dường như có thể đoạt xá tất cả sinh linh, nhất là nhân tộc và thú tộc chúng ta. Dạ xoa tộc này đủ khó chơi. Lục Lâm Thiên thì thào. Trên Long Tích Đại Lục, trong Long Dương Mật Cảnh đồn đãi có cường giả hóa hung cảnh của dạ xoa nhất tộc vẫn lạc, đây là việc liên minh quân bộ chúng ta vô tình biết được, cho nên chúng ta mới hạ vốn gốc chiếm Long Tích Đại Lục, còn phái ra cường giả tuyên cổ cảnh cao giai trấn thủ, chính là muốn mở Long Dương Mật Cảnh, đạt được tất cả truyền thừa của hóa hồng cảnh dạ xoa nhất tộc kia, cho dù chúng ta không chiếm được cũng không thể để rơi vào trong tay Thiên La Minh. Âu Dương Tiễn nhìn mọi người, nói. Nếu rơi vào trong tay Thiên La Minh chính là đại họa. Nhẹ nhất đó cũng là truyền thừa hóa hồng cảnh dạ xoa nhất tộc trong Long Dương Mật Cảnh bị dạ xoa nhất tộc đạt được, đủ giúp dạ xoa nhất tộc trong thời gian ngắn sinh ra cường giả hóa hồng cảnh. Dạ xoa nhất tộc có thiên phú này, có thể trực tiếp đạt được truyền thừa và đột phá trong thời gian ngắn, tất cả rất nhẹ nhàng. Còn nghiêm trọng hơn, Trương Lăng Phong nhíu mày, hóa hồng cảnh so với tuyên cổ cảnh trung giai chỉ cao hơn vài cấp độ, nhưng đó là hai cái hào rộng, bao nhiêu sinh linh cả đời cũng không bước ra được. Âu Dương Tiễn nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng hơn, nói. Nghiêm trọng hơn, cường giả hóa hồng cảnh không dễ dàng vẫn lạc, vạn nhất hóa hồng cảnh dạ xa nhất tộc trong Long Dương Mật Cảnh không triệt để chết đi, vô cùng có khả năng trực tiếp phục sinh. Nếu là như vậy sẽ bất lợi với Thương Khung Minh chúng ta. Xem ra, Long Dương Mật Cảnh phiền toái không nhỏ. Lục Lâm Thiên nghe vậy nghĩ thầm trong lòng, nghe nói Thương Khung chiến trường hiện tại không có hóa hồng cảnh tiến vào, một khi Thương Khung chiến trường có một hóa hồng cảnh, như vậy sẽ bất lợi với cả Thương Khung Minh. Xem ra, Long Dương Mật Cảnh thật không thể rơi vào trong tay Thiên La Minh. Cát Bạch Mị nói nhỏ, nàng mặc trang phục rất mỹ lệ nên hấp dẫn ánh mắt của nhiều người trong đại điện. Nhưng không có mấy người dám đánh chủ ý lên Cát Bạch Mị, ai cũng biết nữ nhân này không dễ chọc, ở trong Thương Khung chiến trường có thể trở thành đoàn trưởng quân đoàn Nguyệt Hồng, thủ đoạn có thể nghĩ, không có bổn sự tuyệt đối thì đừng động vào báo nữ. Lúc này trong tọa giá khôi lỗi cấp 5, tọa giá khôi lỗi này đường cong rất mỹ lệ, lại rất nhanh, tốc độ như thiểm điện, hiện tại mọi người đang xuất phát đi tới Long Tích Đại Lục. Đây chính là tọa giá khôi lỗi mị ảnh của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vừa lấy ra tọa giá khôi lỗi mị ảnh lập tức hấp dẫn nhiều người. Sau khi nhìn thấy tốc độ của nó, đám người Hàn Minh, Trương Lăng Phong, Cuồng Thử, Cô Lang, Băng Thiên Lý đều hỏi thăm tọa giá khôi lỗi này mua ở đâu, giá bao nhiêu. Lục Lâm Thiên giao chuyện này cho Thái A, nói không chừng trong Thương Khung chiến trường trừ xuất chiến hạm ra, có thể bán được không ít tọa giá khôi lỗi. Trong lúc nhắm mắt dưỡng thần, Lục Lâm Thiên tìm hiểu cảm ngộ trong chiến đấu với Lục Linh ngày hôm qua, tu vị trì trệ không tiến đã có chấn động, làm cho Lục Lâm Thiên vào lúc này tìm kiếm hy vọng đột phá. Nhưng mà hiện tại Lục Lâm Thiên tận lực ghi nhớ cảm giác này, hắn tìm kiếm thật lâu nhưng không thể cảm giác được. Với tính cách của Lục Lâm Thiên, hắn cũng không có buông tha cho tìm kiếm cảm giác này, cũng không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm giác được khí tức hôm qua lóe lên rồi biến mất. Oanh! Vào thời điểm này nguyên đan chữ vạn run lên, khí tức man hoang tự nhiên tuôn ra, phóng thích khắp toàn thân Lục Lâm Thiên, thẩm thấu từng tế bào, tiến vào trong ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp và kinh mạch, toàn thân Lục Lâm Thiên thoải mái không nói nên lời. Đoàn trưởng như thế nào? Ở nơi này, phá thổ vừa phát hiện Lục Lâm Thiên có biến hóa, hào quang đen trắng bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, khí tức hoang vu phóng thích ra cực kỳ huyền ảo. Sư phụ nhất định đang lĩnh ngộ, không thể quấy rầy. Thái A thấy thế, lập tức nói với mọi người, lập tức cùng Lý Cụ, Vu Mã Tam Giới bắt đầu hộ pháp. Ở đây cũng có thể lĩnh ngộ, chúng ta đang đi Long Tích Đại Lục đấy, không hổ là đoàn trưởng làm Lục Linh cảm thấy không bằng. Đám người phá thổ nói nhỏ, cũng tới bên cạnh hộ pháp. Ầm ầm, trong hư không, không biết qua bao lâu trong hư không sinh ra sấm sét, tọa giá khôi lỗi chấn động không nhỏ. Chấn động này làm khí tức của Lục Lâm Thiên thu liếm. Đôi mắt mở ra, khí tức man hoang biến mất, đám người phá thổ, phong hỏa, truy mệnh gần như sắp phủ phục xuống đất, loại khí tức này lóe lên rồi biến mất, bọn người phá thổ vô cùng hoảng hốt. Ta tiến vào trạng thái lĩnh ngộ sao? Phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt Lục Lâm Thiên nghi hoặc nói thầm, không nghĩ tới chính mình bất chi bất giác tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, tiến vào trạng thái huyền diệu. Lục Lâm Thiên nhớ rõ cảm giác lĩnh ngộ khí tức hủy diệt trong chiến đấu, hắn cũng theo đó tiến vào lĩnh ngộ. Đó là trạng thái kỳ diệu, không ít liên quan tới khí tức hủy diệt. Trong lĩnh ngộ này có hủy diệt, còn có sinh cơ, có kết thúc, có bắt đầu, huyền diệu mà mơ hồ,
làm cho Lục Lâm Thiên hiện tại nhớ lại cũng khó mà cân nhắc. Âu Dương Tiễn, người tới chậm rồi. Thời điểm này Lục Lâm Thiên đang trầm tư, bên ngoài tọa giá Khôi Lỗi có tiếng nói vọng vào. Nguyên Hạt, ta cũng không tới muộn, là ngươi tới sớm. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Tiễn cũng đáp lời. Sư phụ, chúng ta đến rồi. Thái A nói với Lục Lâm Thiên. Không nghĩ tới đã qua một tháng, chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Lâm Thiên gật đầu với Thái A, từ Sơn Mạch Ngữ Linh đến Long Tích Đại Lục nghe nói cần thời gian một tháng, chủ yếu là tốc độ của tỏa giá Khôi Lỗi có khác, loại tốc độ này tự nhiên không thể so sánh với tốc độ của cường giả. Hơn 1.000 vạn đại quân, tuyệt đại bộ phận đều là thú tộc. Lúc Lục Lâm Thiên rời khỏi tọa giá Khôi Lỗi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua hư không bao la. Lúc này vô số thân ảnh đang lơ lửng, nhiều thân ảnh rậm rạp bao phủ không trung, tuyệt đối không thua ngàn vạn người, không ít là cường giả có khí tức cường hãn, đều là thú tộc, nhưng trong đó cũng có không ít nhân tộc. Rất nhiều cường giả, là cường giả liên minh quân bộ phái tới sao? Lục Lâm Thiên âm thầm động tâm, linh hồn quan sát đội hình trước mặt, cường giả cũng không ít. Thậm chí là không yếu. Lục Lâm Thiên dò xét phiến hư không càng kinh ngạc hơn. Hư không nói này rất đặc biệt, cũng không giống hư không bình thường, hư không như vô cùng vô tận, có sương mù dày đặc trong đó, trong lúc mơ hồ còn có dấu vết không gian chi lực bạo phát, nhưng mà dấu vết này bạc nhược yếu kém, sợ rằng chỉ có cường giả tu luyện không gian áo nghĩa mới nhận ra. Siêu siêu. Trong ánh mắt Lục Lâm Thiên dò xét, đội hình này có hơn 10 thân ảnh. Sau khi lóe lên đã phân tán. Người đi đầu thân ảnh không cao, khí tức lại lăng lệ, tu vị cũng cao nhất. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, theo khí tức quan sát, tuyệt đối không dưới Âu Dương Tiễn. Cảm giác khí tức của người này, ánh mắt Lục Lâm Thiên ám động, không khó nhìn ra đây là cường giả, mà Âu Dương Tiễn đề cập tới, người phụ trách Thái Hoàng thế giới đi Long Tích Đại Lục là Nguyên Hạt, nghe nói người này bản thể chính là Nguyên Linh Hạt huyết mạch cao quý, thiên phú rất mạnh. Thân ảnh Nguyên Hạt tiến lên, nhìn những người sau lưng Âu Dương Tiễn, lập tức nói với Âu Dương Tiễn. Xuyên qua phiến hư không này chính là Long Tích Đại Lục, thuộc phải báo, nhưng Long Dương mật cảnh không thể rơi vào trong tay Thiên La Minh, chúng ta phải lên đường nhanh mới được. Ngươi còn có kế hoạch? Âu Dương Tiễn hỏi Nguyên Hạt. Chúng ta cùng đi, trực tiếp giết vào Long Tích Đại Lục, sau khi tới Long Dương mật cảnh, thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải đi tới Long Dương mật cảnh trước khi Long Dương mật cảnh mở ra. Nguyên Hạt nói. Âu Dương Tiễn gật đầu, nói. Chỉ có thể như vậy, tới Long Dương mật cảnh nói sau. Vậy lên đường đi. Ánh mắt Nguyên Hạt chấn động, nói với đại quân Thái Hoàng thế giới. Đã đến giờ, tiến vào Long Tích Đại Lục, gặp được người Thiên La Minh, bất kể là tạp chủng lang linh nhất tộc hay là phệ hồn nhất tộc, giết không tha. Giết. Tiếng hô quanh quẩn hư không, khí tức sát phạt bao phủ các nơi. Trong khí tức sát phạt này, người thượng thanh thế giới ánh mắt ngưng trọng, khí tức căng cứng. Bắt đầu chém giết thật sự, vào Long Tích Đại Lục sẽ là võ đài đẫm máu. Người thượng thanh thế giới nghe lệnh, tiến về Long Tích Đại Lục. Âu Dương Tiễn quát lớn. Oanh! Lập tức cả phiến hư không run rẩy, ngàn vạn thân ảnh lao tới, khí tức cuồng bạo quét qua các hướng. Khí thế như phong quyển tàn vân, như châu chấu bay qua, kinh tâm động phách. Không qua nửa canh giờ, đại quân hai đại thế giới hàng lâm đại lục cực lớn, không gian tiêu điều còn mang theo khí tức nóng bỏng. Siêu, siêu. Không khí bắt đầu lạnh lẽo, không ít minh linh mình người đầu sói nhìn thấy đại quân tiến tới, ánh mắt biến hóa, lập tức bỏ chạy. Giết. Ầm ầm. Khi đám minh linh xuất hiện, từng đạo thân ảnh lướt xuống, công kích giáng xuống đám minh linh này. Thân người đầu sói, khí tức âm hàn, đây là minh linh nhất tộc sao? Lục Lâm Thiên giam cầm một minh linh, hắn ấn tay xuống đánh minh linh thành huyết vụ, lập tức có linh tinh xuất hiện, lẩm bẩm nói. Cũng có linh tinh. Thời gian qua đi, dường như diện tích Long Tích Đại Lục không nhỏ, thời gian 7 ngày, 2.000 vạn đại quân Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới đi qua nơi nào, minh linh thế lực nhỏ bị càn quét dễ dàng. Thời gian 7 ngày. Đại quân đã xâm nhập vào sâu bên trong Long Tích Đại Lục, một đường đi thông suốt không gặp trở ngại. Loại tình huống này làm cho người Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới nghi hoặc, cũng khẩn trương. Tình huống này rất khác thường, còn không phải khác thường bình thường, mọi người không thể không cẩn thận. Mà trong thời gian 7 ngày này,
Lục Lâm Thiên cảm giác trong Long Tích Đại Lục có khí tức quỷ dị biến hóa, khí tức này nóng bỏng, thậm chí càng ngày càng nóng, nó ảnh hưởng tới không gian thiên địa. Loại cảm giác này làm cho Lục Lâm Thiên không thể không cảnh giác. Loại này cảm giác nóng bỏng này đám người Âu Dương Tiễn, Thái A, Phá Thổ không phát giác được. Rầm rầm rầm, âm thanh trầm thấp vang lên, trong sơn mạch bao la có đại chiến diễn ra, các áo nghĩa rơi xuống như mưa, 2000 vạn đại quân đánh giết mấy ngàn minh linh. Ngao, ô, tiếng sói tru thê lương thảm thiết vang vọng không gian. Giao phong này không diễn ra được bao lâu, minh linh bị tiêu diệt. Một lát sau tiến vào đại điện đổ nát, đầu lĩnh hai đại thế giới và hơn 100 người tụ tập ở đây. Chừng 30 người ngồi ngay ngắn, còn lại cung kính đứng đó, Thái A, Phá Thổ, Truy Mệnh, Phong Hỏa 4 người chỉ có thể đứng sau Lục Lâm Thiên. Ngay cả quân đoàn Lục Linh phó đoàn trưởng Cuồng Ngưu cũng ngồi bên cạnh Lục Lâm Thiên. Trong khoảng thời gian này quân đoàn Lục Linh và quân đoàn Hùng Phong tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng mà loại tiếp xúc này không làm đoàn Hùng Phong và quân đoàn Lục Linh quen biết, ngược lại bảo trì cạnh tranh. Tuy Lục Linh giao quân đoàn Lục Linh cho Lục Lâm Thiên, nhưng mà bởi vì Lục Lâm Thiên và Lục Linh luận bàn đọ sức, cho nên quân đoàn Lục Linh và quân đoàn Hùng Phong trong lúc vô hình cũng cạnh tranh với nhau. Mấy ngày qua đánh chết binh lính minh linh tản mạn, quân đoàn Hùng Phong và quân đoàn Lục Linh đặc biệt ra sức. Nhưng mà quân đoàn Lục Linh rõ ràng cho thấy hiếu thắng không ít, đặc biệt là quân đoàn Lục Linh sát phạt quyết đoán, không phải quân đoàn Hùng Phong đủ khả năng so sánh. Chuyện này làm cho quân đoàn Hùng Phong càng nghẹn một hơi, hai quân đoàn càng âm thầm đọ sức kịch liệt hơn. Thậm chí ngay cả Phá Thổ, Truy Mệnh, Phong Hỏa cũng âm thầm phân cao thấp với Cuồng Ngưu cầm đầu quân đoàn Lục Linh. Với loại phân cao thấp này, Lục Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm giác được, hắn cũng không ngăn cản, ngược lại còn vui vẻ nhìn thấy. Trong mấy ngày qua, chiến lực của quân đoàn Lục Linh, Lục Lâm Thiên đã cảm giác rõ ràng, không hổ là Lục Linh dẫn dắt quân đoàn này, thật sự khủng bố, sát phạt gọn gàng, ai cũng khát máu, một khi ra tay cực kỳ hung ác. Trong đại điện, Lục Lâm Thiên nhìn cường giả trong Thái Hoàng thế giới, trong khoảng thời gian này cũng quen không ít người, nhưng hai bên chưa quen thuộc nhau mà thôi. Lục Lâm Thiên cũng hiểu mấy đầu lĩnh kia, cường giả Thái Hoàng thế giới trừ Nguyên Hạt ra, còn có mấy cường giả đỉnh cấp tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, trong đó thực lực mạnh nhất chính là đại hán trung niên mặc áo đỏ. Hai người phân biệt Kinh Lôi và Xích Xà, theo Lục Lâm Thiên biết, Kinh Lôi là cường giả của Kinh Lôi Lôi Thú nhất tộc. Mà Xích Xà chính là Tật Phong Xích Thiên Xà nhất tộc trong cường giả tuyên cổ cảnh trung giai của Thái Hoàng thế giới đến đây không ít, đội hình tuyệt đối không dưới Thượng Thanh thế giới. Trong đại điện, Nguyên Hạt nhìn qua Âu Dương Tiễn, nhíu mày, nói. Ta cảm thấy gần đây có gì đó khá lạ, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc không có khả năng không biết chúng ta tới, nhưng lại cũng không có ngăn cản, còn có ý tránh né, điểm này không ổn. Việc này quỷ dị. Hiện tại cũng không biết Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc có phải đang chuẩn bị hay không, theo ta được biết Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc đều có một cường giả tuyên cổ cảnh cao giai trên Long Tích Đại Lục, cường giả liên minh chúng ta lúc trước bị vây công nên bất hạnh vẫn lạc, cho nên hai tộc này không sợ chúng ta mới đúng. Âu Dương Tiễn trong khoảng thời gian này cũng tự nhiên cảm giác được khác thường, nhưng cũng không biết Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc an bài cái gì, càng không biết, trong nội tâm càng lo lắng. Âu Dương Tiễn và Nguyên Hạt nói chuyện, Lục Lâm Thiên suy tư sau đó ngẩng đầu nói. Ta nghĩ chỉ có 2 khả năng. Bá bá. Khi Lục Lâm Thiên nói chuyện, từng ánh mắt của người Thái Hoàng thế giới nhìn lên Lục Lâm Thiên. Trong mấy ngày nay, người Thái Hoàng thế giới cũng không khó cảm giác được, thanh niên áo xanh này có địa vị không thấp trong Thượng Thanh thế giới, nhìn qua tuổi không lớn nhưng đã là phó thống lĩnh. Lục phó thống lĩnh có phát hiện gì, cứ nói thẳng đi. Nguyên Hạt cũng biết thân phận của Lục Lâm Thiên, đối với chuyện Lục Lâm Thiên trẻ tuổi trở thành phó thống lĩnh tuy có nghi hoặc, nhưng mà không biểu lộ ra mặt. Dùng lịch duyệt của Nguyên Hạt tự nhiên không xem thường người trẻ tuổi, không có chút bổn sự, tất nhiên không thể làm phó thống lĩnh. Từ biểu hiện của người Thượng Thanh thế giới có thể cảm giác được, chỉ sợ thanh niên áo xanh không đơn giản. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, nói. Nơi này là cách Long Dương mật cảnh không xa đúng không? Âu Dương Tiễn nghe vậy, gật đầu, nói. Phía trước không xa chính là Long Dương mật cảnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên suy tư, lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Vậy thì ta cảm thấy chỉ có 2 khả năng, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc ở trên Long Tích Đại Lục tự nhận thực lực không thể chống lại chúng ta, cho nên lựa chọn chờ đợi,
chờ đợi cường giả trong tộc tới đây, đến lúc đó hợp kích đánh chúng ta, cuối cùng tiêu diệt chúng ta trong Long Tích đại lục này. Kế hoạch này đủ âm hiểm, cũng là tính cách của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc, có lẽ bọn họ biết rõ lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, bọn chúng không nắm chắc đối phó chúng ta, cho nên đang chờ viện binh. Nghe vậy, Kinh Lôi trong Thái Hoàng thế giới nói ra. Thật sự có khả năng, nhưng mà tỷ lệ không lớn, lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc đều có cường giả ở đây, cũng không sợ chúng ta như vậy, nếu chờ viện binh, dùng tính cách của chúng sẽ không lùi bước. Nguyên Hạt suy tư một hồi, lập tức lắc đầu. Tỷ lệ này không lớn, cho nên khả năng thứ hai càng lớn. Lục Lâm Thiên nhìn qua Nguyên Hạt và Âu Dương Tiễn, nói. Nếu Long Dương mật cảnh đột nhiên có động tĩnh, so sánh với chúng ta, có lẽ lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc sẽ cố lấy Long Dương mật cảnh đặt lên hàng đầu. Ý của ngươi là, hiện tại Long Dương mật cảnh đã có động tĩnh. Nguyên Hạt nghe vậy, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Ta không dám xác định, nhưng ta cảm giác được năng lượng thiên địa có dị thường, nơi này cách Long Dương mật cảnh không xa, cho nên ta nghĩ chỉ có Long Dương mật cảnh mới là nguyên nhân chân chính. Lục Lâm Thiên gật đầu. Ngươi nói là ngươi có thể cảm giác được năng lượng thiên địa dị động. Kinh Lôi hỏi Lục Lâm Thiên, kinh hồn lôi thú nhất tộc lấy linh hồn lực cường hãn chứ danh, hắn không cảm giác được năng lượng thiên địa có dị động gì, cho nên lúc này mới cảm thấy hoài nghi lời của Lục Lâm Thiên nói. Tin hay không là chuyện của các ngươi, ta nghĩ chúng ta hiện tại nên điều chỉnh, cũng không thể vẫn tiếp tục thâm nhập vào trong, ít nhất trước tiên phải biết lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc đang làm cái gì, khi đó chúng ta mới có thể chuẩn bị bước tiếp theo. Lục Lâm Thiên nói với Kinh Lôi. Nguyên Hạt và Âu Dương Tiễn liếc nhau, suy tư một hồi, lập tức nói với Âu Dương Tiễn. Đúng vậy, chúng ta ít nhất phải biết rõ lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc hiện tại có mục đích là gì, bằng không đối với chúng ta rất bất lợi, huống chi phía trước chính là Long Dương mật cảnh, chúng ta cũng phải có chuẩn bị mới được. Như vậy đi, Long Dương mật cảnh đã không xa, tu vị tuyên cổ cảnh mấy canh giờ là có thể đuổi tới. Ta đề nghị chúng ta phái đi điều tra Long Dương mật cảnh một phen mới quyết định, Long Dương mật cảnh rất trọng yếu, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc. Nguyên Hạt nói, như vậy rất tốt. Âu Dương Tiễn gật đầu, nói, nếu lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc thực phát hiện Long Dương mật cảnh tồn tại bí mật, như vậy chắc chắn có an bài, chúng ta đi người quá ít sẽ có nguy hiểm, đi quá nhiều nói không chừng đại quân sẽ có nguy hiểm. Vì mục đích an toàn. Đi một nửa lưu một nửa, lưu lại linh hồn ngọc giản, một khi gặp nạn lập tức thông chi. Nguyên Hạt trầm tư một hồi, lập tức nói với mọi người. Trên một ngọn núi không biết lúc nào xuất hiện khói đen, khí tức mênh mông và âm trầm bạo phát. Trên trăm thân ảnh xuất hiện trên núi này, đều là đầu sói thân người, diện mạo dữ tợn, hoặc là đầu trâu đầu bò, nhưng khí tức âm hàn đáng sợ. Trên trăm thân ảnh này có vài thân ảnh chính là hai người ma lang cùng âm hồn. Trước mặt ma lang và âm hồn là một lão giả, làn da lão giả ngâm đen, đầu như đầu gà, toàn thân tỏa ra sát khí mạnh mẽ, hai mắt nhìn không chung, dường như quan sát gì đó. Nhìn trộm một hồi, lão giả nói với ma lang cùng âm hồn. Đúng vậy, là khí tức của Dạ Xoa nhất tộc chúng ta, chính là ở đây, lúc trước tiền bối Dạ Xoa nhất tộc chúng ta tu luyện hỏa thuộc tính, nơi đây nhất định không thể rơi vào tay Thương Khung Minh. U già! Đám người Âu Dương Tiễn cùng Nguyên Hạt cách đây không xa, chúng ta nên an bài thế nào mới tốt? Ánh mắt ma lang chớp động, lập tức nói với lão giả, ánh mắt mơ hồ cố kỵ người này. Đó là chuyện của các ngươi, dựa theo các ngươi an bài là được, ta đến đây chỉ giải quyết lục linh và đạt được truyền thừa của cường giả trong tộc, ta tin tưởng chỉ có Nguyên Hạt cùng Âu Dương Tiễn hai người kia, các ngươi sẽ đối phó được. Lão giả u già bộc phát sát khí dữ tợn, nói. Long Dương mật cảnh chính là thủ đoạn cuối cùng của cường giả tộc ta bố trí thành cấm địa, bây giờ năng lượng tiêu tán, sợ rằng sắp có khe hở, trước ứng phó Long Dương mật cảnh đi, thời điểm đạt được truyền thừa của cường giả tộc ta, chính là thời điểm ác mộng của bọn chúng, cứ để chúng sống lâu vài ngày. Sợ rằng mục đích của chúng là Long Dương mật cảnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt được. Âm hồn nói, ta sẽ sớm giải quyết chúng. Lời nói của U già âm hàn, lập tức ánh mắt nhảy lên. Nhanh chóng quay đầu nhìn qua phía sau, thì thào. Thật sự muốn nhúng chàm truyền thừa cường giả Dạ Xoa tộc chúng ta sao? Muốn chết. Lúc này hai đại thế giới phái trăm người tới đây, cũng là một nửa cường giả cao cấp của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới, trải qua mọi người thương nghị,
Thái Hoàng thế giới do Nguyên Hạt, Xích Xà, còn có vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai cùng tuyên cổ cảnh sơ giai, Niết Bàn cảnh cao giai, tổng cộng 55 người đi Long Dương mật cảnh điều tra. Mà Thượng Thanh thế giới bởi vì Nguyên Hạt đến đây, đại quân cần cường giả trấn thủ, Âu Dương Tiễn dĩ nhiên không thể đi, tự nhiên chỉ có thể do Lục Lâm Thiên làm đầu lĩnh, tăng thêm Băng Thiên Lý, Cô Lang, còn có Cuồng Sư Hổ Sư, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch, quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, quân đoàn Bạch Hưng Huyết Ưng bốn đoàn trưởng đến đây. Đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết, quân đoàn Húc Phong, quân đoàn Dã Thú, quân đoàn Tinh Diệu ở bên cạnh Âu Dương Tiễn, chỉ phái phó đoàn trưởng đi theo. Quân đoàn Lục Linh không có Lục Linh, phó đoàn trưởng Cuồng Ngưu sẽ chỉ huy quân đoàn Lục Linh, Lục Lâm Thiên dứt khoát cũng không muốn quân đoàn Lục Linh có quá nhiều người đến đây, chỉ mang hai niết bàn cảnh cao giai đi. Cộng lại trên trăm cường giả, đội hình này điều tra Long Dương mật cảnh, cho dù gặp Lang Linh nhất tộc cùng Phệ Hồn nhất tộc mai phục, mọi người cũng có vài phần bảo đảm. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên nhìn không gian trước mặt, ánh mắt ngưng trọng. Trong núi non trùng điệp có khu vực ngọn núi dày đặc, sơn thể là nham thạch đỏ sậm, nhìn ra xa xa giống như vô số áo giáp đỏ rực đứng thẳng. Phía trước chính là Long Dương mật cảnh, bọn chúng quả nhiên đến rồi, nơi này có khí tức của chúng. Ánh mắt Nguyên Hạt quan sát chung quanh, nhíu mày nói. Có khí tức Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc, quả nhiên bọn chúng biết Long Dương mật cảnh tồn tại, thực sự nhìn chằm chằm vào Long Dương mật cảnh, xem ra Lục Phó Thống nói đúng, Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc đang đánh chủ ý Long Dương mật cảnh. Khí tức càng ngày càng dị thường. Lục Lâm Thiên nhìn không chung, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện năng lượng thiên địa có dị thường, thái cổ U Minh Viêm có cảm ứng, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên khó hiểu. Loại nhiệt độ này mơ hồ hấp dẫn thái cổ U Minh Viêm. Ồ! Nhưng vào lúc này, trong mắt Lục Lâm Thiên phát hiện chấn động khác thường, loại chấn động này cực kỳ quỷ dị, là chấn động linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, sau khi Lục Lâm Thiên do dự một lúc, hai mắt khép hờ, tâm thần khẽ động, hồn lực trong mi tâm bộc phát. Oanh! Cẩn thận! Sắc mặt Nguyên Hạt đột biến, lập tức quát một tiếng, thực lực mọi người chung quanh không tầm thường. Nhìn thấy động tĩnh của Lục Lâm Thiên đã sớm biến hóa, giờ phút này dừng lại đề phòng. Xuy, linh hồn không gian của Lục Lâm Thiên run lên, linh hồn lực va chạm trực tiếp với đối phương, loại va chạm linh hồn này làm đầu óc Lục Lâm Thiên nổ tung như sấm rền, sát khí u ám truyền ra ngoài. Năng lượng linh hồn quá mức cường đại đến mức Lục Lâm Thiên khó có thể chống cự, linh hồn không gian rung rung, linh hồn mê muội, khí tức âm sát tiến vào linh hồn. Làm cho linh hồn có cảm giác run lên. Ông, cũng trong nháy mắt này, cây đao màu vàng rung động, hào quang từ cây đao màu vàng bộc phát, trực tiếp ngăn cản linh hồn đang công kích, thậm chí thôn phệ tiến vào thân đao. Linh hồn lực thật mạnh và quỷ dị, loại linh hồn lực này không giống chủng tộc bình thường. Nội tâm Lục Lâm Thiên trầm xuống, dùng tu vị thực lực của Lục Lâm Thiên bây giờ, đột nhiên chúng linh hồn công kích của người ta cũng có thể phòng bị từ sớm, linh hồn lực của đối phương rất mạnh. Làm cho Lục Lâm Thiên hơi bất ngờ, nhưng Lục Lâm Thiên cũng không e ngại. Đột nhiên ăn thiệt thòi như thế, với tính cách của Lục Lâm Thiên tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, có cây đao màu vàng trong mi tâm, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trong thời gian ngắn, trong nháy mắt cây đao bộc phát, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong đầu có động tác, linh hồn lực nóng bỏng và âm hàn bao phủ linh hồn lực đang tấn công, sau đó lập tức phản kích thật mạnh. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có khí tức nóng bỏng kèm theo âm hàn, đây chính là khắc tinh của tất cả linh hồn lực. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong cho nên không cần nương tay, Lục Lâm Thiên có thể mặc kệ đối phương là ai, dù sao đối phương công kích trước, cho nên hắn không cần quan tâm giáo huấn đối phương. Ồ, tuyên cổ cảnh cao giai. Từ linh hồn lực do linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm phát hiện, linh hồn công kích quỷ dị kia phát ra tiếng kêu quái dị, linh hồn sinh ra hỗn loạn, rất rõ ràng cũng không ngờ bị thái cổ U Minh Viêm phản kích. Hừ, có chút thủ đoạn, dám so linh hồn lực với Dạ Xoa nhất tộc ta, muốn chết, vậy trước tiên thu thập ngươi rồi nói sau, tránh cho đến lúc đó quấy rối, đây là do ngươi muốn chết sớm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, linh hồn chấn động truyền tin tức vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Hô, đột nhiên hư không run lên. Sát khí cuồn cuộn thẩm thấu từ trong hư không. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, linh hồn lực khủng bố khởi động, lúc này những người có tu vị niết bàn cảnh cùng tuyên cổ cảnh sơ giai chấn động, tu vị tuyên cổ cảnh trung giai miễn cưỡng có thể chèo chống. Oanh! Trong lúc này,
linh hồn lực khủng bố áp xuống, đột nhiên thân thể Lục Lâm Thiên chấn động, lập tức linh hồn sinh ra hào quang chói mắt, hào quang màu vàng nhạt xuất hiện, nó khuếch tán ra khắp hư không. Hai đạo năng lượng linh hồn lực chấn áp, giờ phút này, đột nhiên năng lượng chấn động, sấm sét nổ vang. Bành! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C khủng bố bạo phát, hai đạo linh hồn phong bạo va chạm sinh ra phong bạo quét qua tất cả, làm cho linh hồn người ta đau đớn như run lên cầy sấy. Linh hồn lực thật mạnh. Trên ngọn núi, ánh mắt Nguyên Hạt quan sát động tĩnh trên hư không, tầm mắt quan sát Lục Lâm Thiên, hắn vô cùng rung động, vốn cho rằng nam tử áo xanh này trở thành phó thống lĩnh thượng thanh thế giới chỉ có chút bổn sự mà thôi, nhưng lại không nghĩ tới lại mạnh tới mức này. Từ linh hồn lực chấn động, Nguyên Hạt thân là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai tự nhiên có thể cảm ứng được, cho dù là hắn, tạo nghệ linh hồn cũng không sánh bằng người ta, huống chi, hắn còn là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu, linh hồn áo nghĩa là thiên phú của quy nguyên linh hạt. Mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời, điện xà cuồng vũ, phong vân biến sắc. Linh hồn lực thật khủng bố. Người Thái Hoàng thế giới và Liên minh quân đoàn ngẩng đầu quan sát động tĩnh đang diễn ra, bọn họ bị linh hồn lực khủng khiếp kia áp chế, đều biến sắc, loại linh hồn lực này bọn họ không cách nào so sánh được. Người trong Thái Hoàng thế giới vốn không đặt Lục Lâm Thiên vào trong mắt, giờ phút này ánh mắt đã khác, các cường giả Liên minh quân đoàn rung động thật sâu. Thật mạnh, linh hồn lực người này có thể chống lại linh hồn lực của Thái Cổ U Minh Viêm, linh hồn lực khủng bố và quỷ dị. Giờ phút này trong đầu Lục Lâm Thiên cũng có phần kinh ngạc, thực lực Thái Cổ U Minh Viêm bây giờ Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương. Hừ, linh hồn lực mênh mông bùng phát, sâu trong hư không, lập tức có tiếng kinh hô vang lên, lập tức hừ lạnh một tiếng. Xoẹt, lập tức trong nháy mắt ngắn ngủi, sâu trong hư không cũng không biết từ chỗ nào, một đạo linh hồn trường thương mang theo sát khí bạo phát, nương theo linh hồn hủy diệt chấn động xuyên thủng không gian. Muốn công kích ta, vậy phải xem vận khí của ngươi thế nào. Cảm giác linh hồn trường thương mang theo sát khí âm u bộc phát, linh hồn quanh người Lục Lâm Thiên thu liễm không thấy. Xuy, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đột nhiên linh hồn của Lục Lâm Thiên thu liễm lại, linh hồn trường thương nhanh chóng hàng lâm, trực tiếp xuyên thủng không gian bắn vào mi tâm của Lục Lâm Thiên. Xảy ra chuyện gì, không tốt. Nguyên Hạt thấy thế ánh mắt kinh biến, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch. Biến hóa này là nguy hiểm nhất trong khi giao thủ linh hồn lực, hắn muốn tương trợ cũng không được, rất nhiều ánh mắt chung quanh biến hóa. Ông! Mọi người kinh biến, thời điểm linh hồn trường thương rơi vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, chỉ thấy trong mi tâm Lục Lâm Thiên bắn ra hào quang màu vàng sáng rực. Ken két! Hào quang màu vàng này dễ dàng đánh nát trường thương dễ như trở bàn tay. Hừ! Sâu trong hư không có tiếng dê y gì trầm thấp vang lên. Xem bộ dáng là bị linh hồn công kích làm bị thương, lập tức mây đen tán đi, linh hồn tạo thành mây đen u ám tan biến. Phụt! Trên đỉnh núi, lão giả u già lùi lại mấy bước, trong miệng phun máu tươi, sắc mặt đen của hắn càng đen hơn, ánh mắt cũng đầy kinh ngạc. U già, người sao thế? Ma lang và âm hồn hai người lập tức hỏi u già. Chúng ta xem thường đối phương rồi, trong đám người có cường giả linh hồn lực không dưới ta. Dường như còn có bảo vật linh hồn, ta không cẩn thận bị thương không nhẹ. U già trầm giọng nói, hào quang màu vàng vừa rồi làm cho linh hồn hắn run như cầy sấy, hắn chỉ cảm giác chứ không thể biết rõ, cường giả tinh thông linh hồn còn có bảo vật linh hồn mới là khủng bố nhất. Có linh hồn lực sánh ngang U già ngươi, nhất định không phải Nguyên Hạt hoặc là Âu Dương Tiền, chẳng lẽ lúc này bên bọn chúng còn cường giả ẩn nấp. Nghe U già nói thế, Ma Lang cùng âm hồn hai người lập tức ngưng trọng. Bọn họ biết rõ thực lực U già, tuy đều là tuyên cổ cảnh cao giai, nhưng U già thân là giả xoa nhất tộc, kỳ thật thực lực còn trên bọn họ một ít. Không biết là ai, nhưng rất mạnh. U già ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng, sau đó ánh mắt đầy sát khí, nói. Nhưng mà không cần lo lắng, nếu ở bên ngoài ta không nắm chắc cái gì, nhưng trong Long Dương mật cảnh là nơi có bố trí cuối cùng của cường giả tộc ta, bọn chúng đi vào trong đó chính là muốn chết. Nếu ở bên ngoài, chúng ta không có biện pháp với chúng. Xuy xuy. Trên ngọn núi, mây đen biến mất, Lục Lâm Thiên mở to mắt ra nhìn, thần sắc cười lạnh. Vừa rồi Lục Lâm Thiên cuối cùng cố ý thu hồi linh hồn lực của linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, hắn cố ý dẫn linh hồn lực kia vào trong đầu của mình, sau đó cho cây đao màu vàng phản kích,
cây đao màu vàng vừa vặn làm đối phương bị thương, đối phương có lẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Lục phó thống lĩnh, thế nào rồi? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, Nguyên Hạt lập tức hỏi. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên ngưng trọng một ít, nói với Nguyên Hạt. Ta nghĩ phía trước có người lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc, cường giả giao thủ linh hồn với ta vừa rồi xưng là dạ xoa nhất tộc. Dạ xoa nhất tộc. Nghe bốn chữ này, sắc mặt mọi người chung quanh biến hóa, dạ xoa nhất tộc không xa lạ gì với người thương khung chiến trường, đó là một chủng tộc khủng bố trong rất nhiều chủng tộc minh linh, linh hồn lực quỷ dị, khó trách vừa rồi lại làm người ta sợ hãi như vậy. Dạ xoa nhất tộc, lần này phiền toái lớn. Nguyên Hạt lo lắng, nói. Trong Long Dương mật cảnh có quan hệ với dạ xoa nhất tộc, lúc này người dạ xoa nhất tộc ở đây cũng có phiền toái. Oanh! Ngay thời điểm Nguyên Hạt vừa dứt lời, thiên địa chấn động, không trung dãy núi màu đỏ trước mặt gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, sát khí khủng bố khuếch tán ra ngoài. Khí tức chấn động thật đáng sợ. Lục Lâm Thiên lập tức ngẩng đầu, khí tức khủng bố này, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được có khí tức nóng bỏng lan tỏa theo, khí tức nóng bỏng giống như núi lửa bị đè nén, có cảm giác dâng trào ngay lập tức. Mà loại khí tức nóng bỏng này lại hấp dẫn thái cổ U Minh Viêm sinh ra dị trạng. Chấn động làm Lục Lâm Thiên khó có thể cân nhắc, nhưng có thể khẳng định chấn động không đơn giản. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong hư không có khe hở xuất hiện, bao phủ đỉnh núi màu đỏ. Khí tức thật mạnh, làm linh hồn của ta đau quá. Dưới sát khí âm u như thế, người có tu vị niết bàn cảnh cảm thấy linh hồn đau đớn, sắc mặt đại biến. Tránh ra, cấm chế do cường giả tộc ta bố trí đã nhạt đi, cuối cùng sẽ biến mất, nhưng hiện tại chúng ta có thể đi vào. Những người kia đến lúc đó lại đối phó, đi vào Long Dương mật cảnh trước tiên. Trên ngọn núi, U già nhìn thấy vết nứt không gian, sát khí sôi trào, nhưng sắc mặt lại vui vẻ như điên, vừa dứt lời lập tức thả người bay lên, lập tức tiến vào vết nứt không gian. Siêu siêu! Hai người ma lang âm hồn nhìn nhau, ý bảo mọi người theo đuôi, tàn ảnh lóe lên nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian. Là cấm chế Long Dương mật ngoại cảnh buông lỏng, cửa vào mở ra. Lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc còn có cường giả dạ xoa nhất tộc ở đó, chúng ta có nên thông chi cho Âu Dương Tiễn cùng đi vào không, bằng không, sợ rằng hy vọng không lớn. Nguyên Hạt nói, không kịp đâu, Âu Dương thống lĩnh muốn tới cần có thời gian, huống chi bên kia cũng cần cường giả chấn thủ, vạn nhất không có cường giả tồn tại, đây là 2.000 vạn đại quân đấy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, từ khí tức chấn động vừa rồi. Chỉ sợ đám người lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc đã đi vào Long Dương mật cảnh. Trong thương khung chiến trường chắc không có cường giả hóa hồng cảnh ra tay, cho nên bản thân mình có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, dùng thực lực linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm chắc không có gì nguy hiểm. Vừa dứt lời, suy tư một chút, Lục Lâm Thiên lập tức nói với Nguyên Hạt. Chúng ta nên đi vào trước, cẩn thận một chút là được, nếu không rơi vào tay chúng thì nguy hiểm. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nguyên Hạt gật đầu, đến thời điểm này cũng không có biện pháp. Siêu siêu. Trên trăm đạo thân ảnh thả người lướt đi, lập tức tiến vào vết nứt không gian. Trong vết nứt không gian tự thành không gian, sau khi Lục Lâm Thiên tiến vào, không gian cực lớn xuất hiện trước mặt, trong đó sát khí âm u bộc phát, nhiệt độ khủng bố ập tới trước mặt. Vì sao nhiệt độ cao như vậy? Phong Hỏa nhìn chung quanh. Trong đây nhiệt độ khủng khiếp ngay cả tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai cũng khó có thể chống cự. Không hổ là nơi cường giả hóa hồng cảnh dạ xoa tộc vẫn là có khả năng lưu lại truyền thừa nhất, loại dư âm ảnh hưởng còn lại không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ một chút dư âm còn lại đã làm tuyên cổ cảnh sơ giai khó chống cự. Lục Lâm Thiên thì thầm, lúc này niết bàn cảnh đã ăn đau khổ, cũng may đến niết bàn cảnh cao giai đều có chút thủ đoạn, còn có thể đau khổ trèo chống. Nguyên Hạt nhìn bốn phía. Nói với Lục Lâm Thiên, không thấy lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, chỉ sợ chúng ta rớt lại phía sau rồi. Trong nội tâm Nguyên Hạt hiện tại đã xem Lục Lâm Thiên là người có thân phận cùng cấp với hắn, vừa rồi Lục Lâm Thiên bày linh hồn lực ra đã chứng minh tất cả. Bọn chúng đã đi vào sâu bên trong, chúng ta chỉ có thể đuổi theo, người có tu vị niết bàn cảnh cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nhìn những người tu vị niết bàn cảnh, nói một câu. Nếu như không cách nào kiên trì, bản thân không được tùy tiện đi vào. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên dẫn đầu tiến vào trong. Siêu siêu. Đám người sau lưng lấy Lục Lâm Thiên làm chủ để quyết định,
kể cả người Thái Hoàng thế giới cũng không cảm thấy không ổn, thực lực chính là tất cả, từ thực lực linh hồn lực quyết đấu vừa rồi, trong lòng mọi người đã thừa nhận sự tồn tại của Lục Lâm Thiên, lập tức đi theo. Bọn họ tiến vào bên trong, không gian này vô cùng bao la, không biết qua bao lâu, sát khí âm u trong đây càng nồng đậm, khí tức nóng bức càng khủng bố, nóng tới mức không gian vặn vẹo, trong không khí có cảm giác mờ mịt và cô tịch. Đối diện với nhiệt độ cao ở đây, Lục Lâm Thiên càng ngày càng nghi hoặc, thái cổ u minh viêm cảm giác càng ngày càng mạnh. Trong đây vì sao nóng như vậy, chẳng lẽ tên hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc lúc trước vẫn lạc ở đây chính là cường giả tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa sao? Nguyên Hạt nghi ngờ nói. Có lẽ vậy. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, tâm thần quan sát chung quanh. Nguyên Hạt nói. Nếu ta suy đoán không sai, phía trước có lẽ chính là trung tâm của Long Dương Mật Cảnh, nếu cường giả Dạ Xoa nhất tộc lưu lại truyền thừa, có lẽ cũng ở phía trước mà thôi. Ken két. Khi Nguyên Hạt dứt lời, trong không gian sinh ra âm thanh ken két, lập tức mọi người cảm thấy không gian xuất hiện vết nứt không gian, sát khí và khí nóng bộc phát. Rầm rầm rầm. Đột nhiên năng lượng khủng bố quét qua các nơi, cả phiến hư không này sụp đổ, lực lượng này quá khổng lồ, mọi người phóng thích áo nghĩa và nguyên lực ngăn cản năng lượng ra ngoài. A hát. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, biến cố xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng lại làm hơn 20 niết bàn cảnh của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới kêu thảm thiết, thân thể hóa thành mảnh vỡ, ngay cả linh hồn phân thân và hồn anh cũng trốn không thoát, bị thương cũng không ít. Trong quân đoàn Hùng Phong có hai niết bàn cảnh cao giai, một người tránh hơi chậm đã vẫn lạc, một người còn lại bị thương không nhẹ. Đáng chết, có người âm thầm đánh lén, cẩn thận. Nguyên Hạt hét lớn một tiếng, dường như cảm giác được gì đó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua không trung, quan sát nơi bắt đầu bộc phát. Xoẹt. Không gian phía trước chấn động, khí tức âm hàn và sát khí chấn động không ngừng thẩm thấu ra. Lập tức hấp dẫn ánh mắt người Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới, chỉ trong nháy mắt, không gian xuất hiện hơn trăm thân ảnh. Là người lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc. Nhìn thấy từng thân ảnh, sắc mặt dữ tợn, đầu trâu mặt ngựa, có đầu sói thân người, khí tức hung tàn, người Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới ngưng tụ nguyên lực phòng bị. Đó là cường giả Dạ Xoa tộc ra tay với ta. Lục Lâm Thiên nhìn lão giả đầu đà điểu, lão giả này toàn thân màu đen. Từ khí tức linh hồn toa ra chính là tên cường giả Dạ Xoa nhất tộc giao thủ với hắn. Thì ra Dạ Xoa có bộ dáng như thế. Lục Lâm Thiên dò xét đám người chung quanh, nhưng mà khi nhìn đội hình đám người này, Lục Lâm Thiên nhận ra một đám, còn có người lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, đều có khí tức tuyên cổ cảnh cao giai, tuyên cổ cảnh trung giai và tuyên cổ cảnh sơ giai cũng mạnh hơn người bên hắn. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, phiền toái rồi. Từ khí tức phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc tỏa ra, Nguyên Hạt cũng cảm giác được vấn đề, sắc mặt không tốt. Linh hồn truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lục phó thống lĩnh, lang linh nhất tộc ma lang và phệ hồn nhất tộc âm hồn có mặt ở đây, chính giữa là Dạ Xoa nhất tộc, ba tuyên cổ cảnh cao giai, chúng ta gặp phiền toái. Đúng là khó giải quyết. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngừng lại, ba tuyên cổ cảnh cao giai, Nguyên Hạt đối phó một. Hay còn lại mình phải vận dụng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đối phó một tên. Nhưng còn có một, đủ để giải quyết toàn bộ người Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới hầu như không còn, bản thể của mình cũng khó chống lại. Ánh mắt U Già âm trầm nhìn đám người Lục Lâm Thiên, dường như muốn nhìn xem là cái gì làm linh hồn của mình bị thương, chỉ tiếc tìm kiếm một lần hắn không rõ người này ra tay bằng cái gì, hắn vô cùng kinh ngạc. Đội hình hai bên trực tiếp giằng co, bọn họ cảnh giác. Từng đạo khí tức tập trung vào đội hình của mọi người, trong lúc vô hình, không gian căng cứng, đột nhiên cứng lại. Người lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc cũng không dám lộn xộn, đội hình đối phương có người đã làm cho U Già bị thương, chuyện này hắn không thể bỏ qua, ma lang cùng âm hồn hai người tìm kiếm người có thể kích thương U Già, nhưng không tìm được. Mà linh hồn lực của Lục Lâm Thiên cảm giác được có ánh mắt âm trầm nhìn mình, sát ý cực kỳ lợi hại bộc phát, lúc ánh mắt không hảo ý này đảo qua. Lục Lâm Thiên phát ra sát ý này chính là đám người phệ hồn nhất tộc. Trong đó tên âm hồn tu vị tuyên cổ cảnh cao giai càng không thèm che giấu sát ý của mình. Phệ hồn nhất tộc sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý không che giấu. Đối với phệ hồn nhất tộc, Lục Lâm Thiên tự nhiên biết rõ mình có thù không ít, đoán chừng trong lòng người phệ hồn nhất tộc muốn giết mình nhất ở đây. Đột nhiên không gian chấn động mạnh, nổ mạnh ầm ầm, không ngừng sụp đổ. Khí nóng bùng phát dữ dội.
vừa rồi không phải bị đánh lén, là do không gian đang sụp đổ, mọi người cẩn thận. Nguyên Hạt quan sát tình hình, năng lượng vô hình cực lớn bao phủ người có tu vị niết bàn cảnh của Thái Hoàng thế giới đầu tiên. Xoẹt. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, phất tay bắn ra ánh sáng màu xanh, hào quang nhanh chóng bao phủ những niết bàn cảnh còn lại của Thượng Thanh thế giới, những người này cũng sớm bố trí thủ đoạn phòng ngự lên người của mình. Rầm rầm rầm. Từng vết nứt không gian đen kịt nổ tung bên cạnh bọn họ, khí tức nóng bỏng bùng phát, không gian sụp đổ nhanh hơn. Ầm ầm. Lúc này vết nứt không gian nổ tung, tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều, lực lượng cũng mạnh hơn không ít, dường như muốn phá hủy toàn bộ không gian nơi đây. Phụt. Một ít tuyên cổ cảnh sơ giai thực lực thấp phun máu tươi, không gian nơi này bị phá hủy ảnh hưởng tới mọi người. Xoẹt. Trong nháy mắt không gian nứt vỡ, không gian bao la run lên, mọi người biến sắc. Dư âm năng lượng còn sót lại không đủ mạnh, mọi người thu hồi vòng bảo hộ. Lục Lâm Thiên thu hồi ánh sáng xanh trở về, vừa rồi bảo vệ rất nhiều người cho nên Lục Lâm Thiên cũng thừa nhận dư âm mạnh nhất, lục phủ ngũ tạng trong người chấn động, cũng may có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể. Đa tạ lục phó thống lĩnh. Tất cả niết bàn cảnh của các quân đoàn cảm kích Lục Lâm Thiên, nếu vừa rồi không có Lục Lâm Thiên, bọn họ chết chắc rồi. Đây là nơi nào? Nguyên Hạt nhìn không gian vừa xuất hiện, không gian này khác với lúc trước, không gian bao la này có nhiệt độ khủng bố. Phóng thích linh hồn lực dò xét cũng lập tức bị phỏng, hỏa viêm trong không khí hóa thành thực chất. Nhiệt độ nóng bỏng không biết lan tràn ra từ nơi nào, không gian này phủ lên một lớp khí nóng cực mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao. Tại sao có thể có nhiệt độ cao như thế? Từ tin tức trong tộc, tuy vị cường giả kia tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, nhưng mà nhiệt độ và khí tức này không đúng. Lúc này U già nhìn không gian chung quanh, cảm giác khí tức nóng bỏng này quá mạnh rồi, hắn lẩm bẩm. Đó là cái gì? Trong không gian nóng bức này, có người nhìn thấy trong không gian có cái động không đáy, cái động này sâu và lớn, đỏ thẫm thâm thúy, trong đó còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm, nhiệt độ khủng bố và khí âm sát đều xuất phát từ nơi này. Vù vù. Dưới cái động đỏ sậm này có năng lượng chấn động bạo phát ra ngoài, mang theo năng lượng nhàn nhạt tỏa ra các hướng. Ồ! Lục Lâm Thiên nhìn cửa động đỏ thẫm kia, hắn nhíu mày. Sâu trong động này. Lục Lâm Thiên cảm giác được năng lượng chấn động đặc biệt, chấn động này là dấu vết của tính mạng chấn động. Chẳng lẽ cường giả hóa hồng cảnh Dạ Xoa nhất tộc không có chết? Trong nội tâm Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, nếu là thật là như thế, đó chính là phiền toái lớn, còn không phải phiền toái lớn bình thường. U già nhìn vào cái động sâu không đáy kia, lập tức cảm giác được cái gì, ánh mắt nghi ngờ biến thành vui vẻ, lập tức nói với Ma Lang cùng âm hồn. Ma Lang, âm hồn. Các ngươi ngăn cản bọn chúng, ta đi vào một lát. Vừa dứt lời, thân ảnh U già dẫn đầu tiến vào cái động không đáy kia. Ma Lang và âm hồn hai người nhìn thấy U già tiến vào động sâu, ánh mắt không vui, nhưng cũng không có cách nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Nguyên Hạt cùng Lục Lâm Thiên. Không tốt, bên trong nhất định có truyền thừa cường giả hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc, nhất định không thể để chúng đạt được. Nhìn thấy U già xông vào cái động sâu đỏ thẫm. Nguyên Hạt biến sắc, hắn dứt lời, thân ảnh lao về phía trước, hắn muốn tiến vào cái động kia. Ai, cường giả thú tộc quá nôn nóng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thở dài, muốn ngăn cản đã không kịp. Nguyên Hạt, ngươi nên trung thực ở lại đây đi, đồ vật phía trước không có quan hệ với ngươi. Thời điểm thân ảnh Nguyên Hạt tiến lên, thân ảnh Ma Lang chấn động, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân ảnh trực tiếp lao đi ngăn cản Nguyên Hạt. Đánh ra một quyền âm hàn mang theo lực lượng cực mạnh nghênh tiếp Nguyên Hạt. Ma Lang, ngươi cút ngay cho ta. Đối mặt Ma Lang ngăn cản, ánh mắt Nguyên Hạt trầm xuống, cũng phất tay ngăn cản một quyền này. Bành! Hai tuyên cổ cảnh cao dai va chạm nhau, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả, hai người giơ tay nhắc chân đánh nát hư vô, không gian chung quanh vặn vẹo, cường giả tuyên cổ cảnh cao dai đều khủng bố thế. Giết! Vào thời khắc này, âm hồn hét lớn một tiếng. Đám cường giả phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc sau lưng cũng lao tới, phóng thích khí tức khủng bố quét qua các hướng, cả phiến không gian này vặn vẹo. Giết A Hát! Không cần Lục Lâm Thiên và Nguyên Hạt phân phó, cường giả Thái Hoàng thế giới Xích Xà cùng Thượng Thanh thế giới Phong Hỏa, Huyết Ưng, Băng Thiên Lý, Cô Lang cũng lao tới, cường giả hai bên nhanh chóng đại chiến với nhau. Ầm ầm, cường giả hai bên va chạm với nhau, va chạm như thế trong thời gian ngắn chẳng biết hưu chết về tay ai.
Lang Linh nhất tộc đáng chết, chẳng lẽ cho rằng ta sợ ngươi? Trong lúc kích chiến, thân ảnh như điện, Cát Bạch mị quát một tiếng, giọng nói mang theo sát ý, trên thân thể sinh ra chấn động khủng bố, linh hồn lực khủng bố quét qua một tên cường giả Lang Linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh trung giai. T. Chấn động khủng bố từ người xích xà tỏa ra, khí tức nóng bỏng bộc phát, trong nháy mắt tiếp theo xích xà hóa thành bản thể tật phong xích thiên xà. Tật phong xích thiên xà thân thể to lớn như cự long, làm cho không gian rung rung, khí thế khủng bố nương theo nhiệt độ cao đánh về phía cường giả phệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh, bản thể cực lớn đánh nát không gian. Giết! Huyết ưng quát một tiếng, khí tức huyết tinh ngập trời, giống như nhuộm không gian thành biển máu, mang theo thanh thế khủng bố bao vây một tên lang linh nhất tộc tuyên cổ cảnh trung giai vào trong đó. Phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc có không ít cường giả hét lớn, khí tức âm hàn tuôn ra. Chấn động phá vỡ không gian, thực lực khủng bố của hai tộc thể hiện không chút nghi ngờ. Nguyên Hạt, ngươi không thể gây khó dễ cho ta, Lang Linh chân thân. Ma Lang hét lớn một tiếng, đột nhiên đầu sói bộc phát hào quang màu đen sau đó hóa thành cự lang lớn mấy trăm trượng, uy năng chấn động khủng bố quét qua bầu trời. Ma Lang, lão tử sợ gì ngươi, biến hình. Nguyên Hạt hét lớn, hắn biến thành bản thể của mình, đó là một con bọ cạp màu xanh, toàn thân bí vân quanh quẩn. Nguyên lực chấn động thật mạnh. Ầm ầm, hai thân ảnh khổng lồ lao vào nhau, không ngừng công kích rất khủng khiếp, giơ tay nhấc chân xé rách không gian, phá diệt hư không. Khặc khặc, ngươi chính là Lục Lâm Thiên sao? Lúc này ngươi rất thảm, rơi vào trong tay âm hồn ta, nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi nhất định sẽ hối hận vì những gì ngươi gây ra. Lúc này một thân ảnh dữ tợn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Chính là tên phệ hồn nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, âm hồn. Tuyên cổ cảnh cao giai, phiền toái rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, âm hồn hiển nhiên không bỏ qua cho mình, mà chính mình lần đầu tiên đối mặt cường giả tuyên cổ cảnh cao giai hậu kỳ. Loại cường giả thực lực này, Lục Lâm Thiên tiếp xúc qua chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai Hàn Long mà thôi, cho nên rất rõ ràng tu vị của cấp độ này khủng bố bao nhiêu. Tiểu tử, phệ hồn nhất tộc ta sẽ nghiền ngươi thành xương. Quan sát Lục Lâm Thiên, ánh mắt âm hồn bắn ra sát ý khủng khiếp, trường bào run lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát, khí tức mênh mông cuồn cuộn, quỷ trảo mạnh mẽ mang theo âm thanh quỷ khóc thần sầu, trực tiếp xuyên thủng không gian. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, không hành động dư thừa, trực tiếp thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến, thân hổ có điện quang quấn quanh, lập tức giơ móng vuốt lên ngăn cản quỷ trảo kia. Xoẹt. Hai trảo va chạm với nhau. Chính giữa khu vực hai bên va chạm có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, lực lượng to lớn lan vào người Lục Lâm Thiên. Ken két. Thân hổ của Lục Lâm Thiên bị đánh bay, lân phiến tan nát, máu tươi tung tóe. Giống. Đau đớn rất lớn, làm cho Lục Lâm Thiên gầm lên một tiếng, thực lực tuyên cổ cảnh cao giai quá kinh khủng, hổ biến cũng không cách nào ngăn cản, giao thủ chính diện làm Lục Lâm Thiên chính thức biết được tu vị của tuyên cổ cảnh cao giai mạnh hơn tuyên cổ cảnh trung giai cỡ nào. Tay áo vung lên, âm hồn hành động lần nữa, hàn khí bạo phát đánh thẳng vào on thân hổ Lục Lâm Thiên, sắc mặt hắn dữ tợn, đôi mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, khói đen đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Đi! Lục Lâm Thiên bộc phát kim quang sáng ngời, khí tức sát phạt lưng lệ bao phủ không gian, kim mang đại tác, cuồng phong gào thét, điện quang sáng ngời. Oanh! Thủ ấn màu vàng nhanh chóng va chạm với cột sáng màu đen kia, cả hai va chạm với nhau thật mạnh. Bang bang! Va chạm như thế, không gian sinh ra cảnh tượng thiên băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo mang theo uy thế khổng lồ chấn nhiếp mọi người. Lúc này âm hồn đánh ra một thủ ấn, nhìn kỹ thì thấy thủ ấn do không ít linh hồn thú tộc và nhân tộc ngưng tụ thành, trong nháy mắt khí tức âm hàn và xu thế như bôn lôi bạo phát, năng lượng khủng bố giáng xuống. Hổ trảo của Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra hào quang sáng ngời, hào quang của hắn bắn ra cột sáng chói mắt, biên giới hư không có ánh sáng lóe lên. Tứ thần quyết. Đối mặt với thủ ấn khủng bố như thế, Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng, cột sáng mang theo khí tức chấn động linh hồn, giống như mặt trời mọc lúc bình minh, quang cầu nhanh chóng nghênh tiếp thủ ấn. Giống, ngao, cô, ô. Một giây sau, bốn thú ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ liên tục gào thét, sau đó thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, vật chất áo nghĩa bốn đại áo nghĩa kỳ lạ hoạt động, cùng lúc đâm vào thủ ấn của âm hồn. Ầm ầm, va chạm như thế thiên địa chấn động dữ dội, lỗ tai mọi người kêu ông, lực lượng khủng bố sinh ra lỗ đen thâm thúy khiến người ta khiếp sợ.
Ồ, bốn áo nghĩa kỳ lạ. Âm hồn ngạc nhiên, thân thể lảo đảo lui ra phía sau. Phụt, Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi ra xa, miệng chảy máu, lân phiến không ngừng rơi ra, máu tươi đầm đìa. Tiểu tử, quả nhiên có chút bổn sự. Âm hồn cười dữ tợn, hắn không thể nhanh chóng thu thập Lục Lâm Thiên, xem ra chỉ có thể ra thêm chút sức mà thôi. Trong lòng âm hồn lúc này cảm thán, chiêu vừa rồi của hắn, cho dù tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong chống lại không chết cũng trọng thương. Mà Lục Lâm Thiên dường như còn không phải là tuyên cổ cảnh lại có thể chống cự, thủ đoạn quỷ dị như thế, còn có bốn đại áo nghĩa kỳ lạ, tiểu tử này quá quỷ dị rồi. Xem ra hiện tại chỉ có dùng toàn lực ứng phó, vận dụng thông linh bảo khí, hoặc là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, đến thời điểm này, bản thân phải dùng toàn lực đối phó, vận dụng thông linh bảo khí hoặc là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm mà thôi. Nhưng cho dù vận dụng thủ đoạn nào, Lục Lâm Thiên đều biết hậu quả, sợ rằng trong thương khung chiến trường không quá bình tĩnh. Nhưng hiện tại, Lục Lâm Thiên biết rõ bản thân mình đang đối mặt với âm hồn tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, chính mình không sử dụng thủ đoạn ẩn giấu, tuyệt đối không cách nào còn sống rời khỏi đây. Nếu đại hồn anh có thể luyện hóa ngàn vạn tàn hồn và sát khí trong phệ hồn khốn linh trận, tăng thêm phệ hồn khốn linh trận cũng là đại trợ lực, chỉ tiếc hiện tại đại hồn anh chưa luyện hóa xong. Lục Lâm Thiên vốn định cho đại hồn anh vào thiên trụ giới luyện hóa, như vậy thời gian nhanh hơn không ít. Nhưng bởi vì phệ hồn khốn linh trận chính là hung vật, tăng thêm đã xóa đi ấn ký linh hồn trong phệ hồn khốn linh trận, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được, phệ hồn khốn linh trận còn có tồn tại gì đó, vì phòng ngừa vạn nhất, Lục Lâm Thiên cho đại hồn anh trung thực ở trong không gian linh hồn mà thôi. Dù sao trong không gian trong đầu mình, còn có linh hồn thổ phỉ đang chấn thủ, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý liệu còn có biện pháp ngăn cản. Tiểu tử, ta xem ngươi có biện pháp gì chống lại ta. Ngươi tuyệt đối không tránh khỏi lòng bàn tay phệ hồn nhất tộc của ta đâu. Sau khi đình trệ trong thời gian ngắn, âm hồn hét lớn một tiếng, thân thể bành trướng khổng lồ, khí tức âm hàn bộc phát dữ dội. Âm âm. Cũng trong lúc này, không gian nơi đây chấn động, loại chấn động này tới từ sâu trong hang động không đáy kia, dường như bên trong có gì đó xảy ra. Vèo. Qua một lát có một thân ảnh lướt ra, chính là U già vừa vào động không lâu, nhìn sắc mặt của hắn hoảng sợ. Khí tức có phần chật vật, giống như gặp phải thứ gì đó rất khủng bố. Khi U già lao ra khỏi động, đám người đang đại chiến dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào U già. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi U già của Dạ Xoa nhất tộc đạt được truyền thừa, như vậy Long Dương mật cảnh cũng mất đi tác dụng. Mà đến lúc đó người của Thượng Thanh thế giới cùng Thái Hoàng thế giới sẽ có đại nạn, khi U già cường giả Dạ Xoa nhất tộc gia nhập chiến đấu, bọn họ xong rồi. Thời điểm mọi người thấy U già xuất hiện, U già lơ lửng trên không, ánh mắt cảnh giác và sợ hãi nhìn vào cái động không đáy, loại biến hóa này làm mọi người khó hiểu, ngay cả Nguyên Hạt và Ma Lang hai người đang giao thủ cũng ăn ý dừng tay. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thần sắc U già, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua hang động thâm thúy, dần dần tâm thần cảm thấy năng lượng đáng sợ kia đang chấn động. Phanh! Loại chấn động này là tính mạng chấn động, bỗng dưng trái tim Lục Lâm Thiên nhảy mạnh lên. Dường như trong động sâu có tồn tại gì đó thức tỉnh. Loại thức tỉnh này làm linh hồn Lục Lâm Thiên run lên, cảm giác trong động sâu có vật khủng bố sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người dường như cảm giác được khí tức chấn động khác thường, Ma Lang lập tức nhìn U già, cấp tốc hỏi. U già, phía dưới như thế nào, phát sinh chuyện gì? U già đầy sợ hãi, nói. Phía dưới có dị thường, phía dưới không chỉ có cường giả Dạ Xoa nhất tộc, còn có khí tức khác. Khí tức khủng bố làm cho cường giả Dạ Xoa nhất tộc còn chưa có chết. Hắn cũng chưa chết, vật kinh khủng kia cũng chưa chết. Còn chưa có chết, còn có vật kinh khủng kia. Mọi người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau, lập tức cảm nhận khí tức kia càng ngày càng khủng bố. Dưới khí tức khủng bố đang bạo phát, ánh mắt cô Lang ngưng trọng, dường như phát hiện gì đó, chỉ là không dám khẳng định. Trong giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, song phương cũng đã có chết và tổn thương. So sánh ra dường như người Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới ăn thiệt thòi không ít. Khặc khặc, muốn thôn phệ ta, người còn chưa đủ tư cách. Bỗng dưng trong động sâu đỏ thấm có tiếng cười âm hàn như sấm rền vang lên. Âm thanh quanh quẩn, lọt vào tai mọi người liền sinh ra cảm giác đau đớn. Thật sao, người cho rằng người còn ở thời kỳ toàn thịnh sao? Người bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, là linh hồn chờ khôi phục, người trốn lâu như vậy.
rốt cục nhìn không được xuất hiện sao, đợi ta nuốt ngươi, có ngươi tương trợ, ta sẽ đại công cáo thành, ta muốn nuốt ngươi, ngươi cũng trốn không xong. Trong hang động màu đỏ có tiếng nói vọng ra, tiếng gầm điếc tai, khi lời nói vang lên, cùng một thời gian khí tức nóng bỏng cũng bạo phát, làn da mọi người bị phỏng, thậm chí còn có hào quang hư không thẩm thấu vào không gian này. Thiên diễm, là thiên diễm, khí tức này là của thiên diễm. Vào lúc này, sắc mặt Huyết Ưng lập tức đại biến, kinh ngạc quát lên, thân thể không tự chủ lui ra sau vài bước. Khí tức thiên diễm, Huyết Ưng, người có thể xác định. Băng Thiên Lý nghe xong, lập tức hỏi Huyết Ưng, ánh mắt biến hóa, ánh mắt mọi người chấn động kịch liệt, dường như nghĩ đến cái gì đó. Chắc có lẽ không có sai, chính là khí tức thiên diễm, không sai được. Ánh mắt Huyết Ưng biến thành ngưng trọng, thậm chí còn sợ hãi. Khí tức của thiên diễm, tên kia biến mất trong thương khung chiến trường thời gian đủ lâu, còn tưởng rằng tên kia đã rời khỏi thương khung chiến trường rồi chứ, không nghĩ tới hắn lại ở đây. Nếu là như thế, chúng ta sắp có đại phiền toái rồi. Băng Thiên Lý khuôn mặt căng cứng, trong mắt có không che giấu được thần sắc. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn thấy thần sắc mọi người ngưng trọng, nhíu mày, hỏi Băng Thiên Lý và Huyết Ưng. Băng tướng giả, Huyết Ưng, thiên diễm là vật gì? Thiên huyền tinh thần diễm, linh vật trời sinh, nghe nói ban đầu ở trong thương khung chiến trường đánh chết vô số tuyên cổ cảnh của Thiên La Minh. Trong thượng thanh thế giới cũng có 4 cường giả tuyên cổ cảnh cao giai và 1 tuyên cổ cảnh cao giai của cổ tộc bị hắn chu sát, sau đó thiên diễm biến mất không thấy gì nữa. Huyết Ưng trả lời Lục Lâm Thiên. Băng Thiên Lý sợ hãi, lập tức nói. Thiên huyền tinh thần diễm là tồn tại hung danh hiển hách trong thương khung chiến trường, về sau rất nhiều cường giả thương khung minh liên thủ chu sát hắn, nhưng lại không tìm ra tung tích, còn tưởng rằng gia hỏa này biết thương khung minh ý định điên cuồng đuổi giết hắn nên bỏ trốn. Không nghĩ tới ở trong Long Dương mật cảnh này lại gặp hắn, lần này có phiền toái rồi. Ầm ầm. Xấu trong hang động, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn, sát khí khủng bố phóng thích ngập trời. Thiên huyền tinh thần diễm tu vị tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, muốn thôn phệ tất cả sinh cơ của ta đột phá hóa hồng cảnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta vừa vặn luyện hóa ngươi, mượn nhờ bản thân của ngươi khôi phục đỉnh phong. Buồn cười, ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng nửa cái mạng của ngươi sao? Chờ ngươi khôi phục linh hồn, ta đã cảm ngộ lâu như thế rồi, lúc này thôn phệ ngươi là ta có thể bước ra một bước cuối cùng. Là ngươi thôn phệ ta, hay là ta luyện hóa ngươi, tất cả chưa biết, cho dù ta chỉ còn nửa cái mạng, nhưng ta dù sao cũng là hóa hồng cảnh, nhị nguyên hóa hồng, không phải ngươi có thể làm gì được. Cứ thử thì biết, nửa cái mạng nhị nguyên hóa hồng, ở trước mặt ta không có bất kỳ tư cách hung hăng càn quấy, nếu không phải những năm này ta cố ý chờ đợi lĩnh ngộ đầy đủ. Bằng không đã sớm động thủ rồi. Ngươi đang chờ đợi sao, ta bố trí cấm chế ngươi không thể đột phá, chỉ có thể tử thủ, ngươi đang chờ đợi, ta không phải không? Sâu trong động vang lên từng tiếng thét thảm thiết, tiếng gào thét rất lớn, khí nóng khủng bố và sát khí âm u bạo phát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong hang động không đáy có dung nham chảy ra như suối phun, mang theo hào quang ngôi sao sáng bóng. Siêu, siêu. Vô số dung nham và ngôi sao bạo phát ra ngoài, lực lượng hủy diệt xuyên thủng không gian, mọi người không thể không dùng toàn lực bảo vệ mình. Ô ô, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, không ít hơn 10 niết bàn cảnh của lang linh nhất tộc cùng vệ hồn nhất tộc bị dung nham xuyên thủng thân thể nhanh chóng hóa thành huyết phụ. A hát, trong thái hoàng thế giới cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, còn mấy người tu vị niết bàn cảnh đã bị đánh chết, nguyên hạt bảo vệ cũng không kịp. Trong thượng thanh thế giới chỉ có Lục Lâm Thiên tu vị niết bàn cảnh chưa bị đánh chết. Phần phật, sóng nhiệt cuồn cuộn, năng lượng không ngừng hội tụ chung quanh không gian, dung nham vô cùng vô tận từ trong động trào ra ngoài. Oanh, trên không trung hào quang ngôi sao sáng ngời, cực kỳ đẹp mắt, trong đó ẩn chứa khí tức mang theo khí tức hủy diệt chân chính. Lúc này một hỏa diễm cự nhân thân thể to lớn đi ra khỏi cái động sâu không đáy, thân hình khổng lồ nhìn mọi người như con sâu cái kiến. Khó trách thái cổ U Minh Viêm có phản ứng, thì ra là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm cự nhân, Lục Lâm Thiên cảm thấy uy áp giảm nhiều, nhưng trong nội tâm rung động thật lớn, thiên huyền tinh thần diễm tỏa ra uy thế vô cùng khổng lồ. Đây là thiên diễm, không sai, chính là hắn. Huyết Ưng thì thào rung động, không gian huyết tinh không ngừng kêu xèo xèo dưới nhiệt độ khủng bố của thiên huyền tinh thần diễm. Xuất hiện đi, trốn không được đâu. Người dung hợp ta hay là ta luyện hóa ngươi,
vậy đi ra chiến một trận. Hỏa diễm cự nhân thiên diễm khổng lồ nói chuyện, tiếng nói như sấm mang theo nhiệt độ cực cao. Qua nhiều năm như vậy, ngươi xông vào nơi sinh ra ta, muốn thôn phệ ta để đột phá, hôm nay ngươi cũng nên trả giá thôi. Tiếng nói trầm thấp vang lên, hào quang ngôi sao trong hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành một thân ảnh. Thân ảnh này giống con gà, làn da có màu đỏ sẫm khác với dạ xoa nhất tộc khác, hắn xoát hiện trên không trung, so sánh với thân ảnh hỏa diễm cự nhân khổng lồ, thân ảnh của hắn quá nhỏ bé. Nhưng khi mọi người quan sát lại không cho rằng thân ảnh kia nhỏ bé, trên người hắn có sát khí khủng bố chấn động không dưới hỏa diễm cự nhân. Cường giả trong tộc không chết, không chết a hát. U già ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh trên cao, gương mặt tươi cười. Thiên huyền tinh thần diễm, ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt ta sao, bản tôn là nhị nguyên hóa hồng, không phải ngươi có thể đối phó, qua nhiều năm như vậy ngươi có mưu đồ với bản tôn, hiện tại nên trả giá thật nhiều. Thân ảnh giữa không trung quát lớn, sát khí tăng vọt. Nửa cái mạng nhỏ mà thôi, ta biết rõ ngươi ẩn thân nơi đây cũng chưa chết, chỉ muốn phục hồi sinh cơ như trước mà thôi, nuốt ngươi. Ta có thể tiến thêm một bước, nếu ngươi còn ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ ta còn phải nhượng bộ lui binh, nửa cái mạng nhị nguyên hóa hồng, ngươi không đủ tư cách kiêu ngạo. Hỏa diễm cự nhân mở miệng, hoàn toàn khinh thường cao thủ hóa hồng cảnh. Hừ, thân ảnh màu đỏ hừ lạnh, hắn ngưng kết thủ ấn, phất tay bộc phát sát khí trùng thiên, năng lượng khủng bố va chạm với hỏa diễm cự nhân. Ầm ầm, hỏa diễm cự nhân hoàn toàn không sức mẻ gì, hắn vẫn đứng đó. Ha ha, nửa cái mạng mà thôi, ngươi không đủ sức chống lại ta. Trong biển lửa khủng bố, hào quang ngôi sao bắn ra ngoài, năng lượng chấn động khủng bố bạo phát ra ngoài, một cột sáng hỏa diễm bắn thẳng vào thân ảnh màu đỏ. Thật sao, phá cho ta. Thân ảnh đỏ thấm quát lớn, lăng không bộc phát năng lượng thiên địa đáng sợ, trực tiếp chống lại hỏa diễm đáng sợ kia. Ngươi không cách nào chống lại, nhất định trở thành đá kê chân giúp ta tiến thêm một bước. Hỏa diễm cự nhân cười nói vui vẻ. Ha ha, ngươi làm sao có thể chống lại ta, giờ phút này ta, đã một chân bước vào hóa hồng cảnh, nuốt ngươi chỉ giúp ta đột phá khâu cuối cùng mà thôi, vì nuốt ngươi ta ẩn nấp nhiều năm như thế, không có nắm chắc tuyệt đối, ta sẽ không có việc rút lui như vậy đâu. Hỏa diễm cự nhân cười nói. Hừ, thân ảnh đỏ thấm hừ lạnh, nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể nuốt ta sao, nếu lúc trước còn không kém lắm, nhưng bây giờ... Thân ảnh đỏ thấm cười lạnh nhìn hỏa diễm cự nhân, nói. Nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, thân ảnh đỏ thấm kết ấn, lập tức sát khí trùng thiên bộc phát ra ngoài, thiên địa cũng trở nên lờ mờ vì sát khí, từ đó có thể thấy được sát khí của hắn khủng khiếp cỡ nào. Dạ sát toa thiên trận. Thủ ấn không ngừng ngưng kết, thân ảnh đỏ thấm quát lớn, trong hư không bao la có vô số năng lượng đen kịt hội tụ lại. Ầm ầm. Trên không trung có sát khí khủng bố bộc phát, trận pháp cực lớn hình thành, khí tức chấn động làm người ta run lên. Khi đại trận hình thành, hỏa diễm cự nhân sắc mặt vui vẻ. Xoẹt! Vô số dây xích giống như tấm lụa đen lập tức bao phủ hỏa diễm cự nhân, dây xích vô cùng vô tận không ngừng trói chặt hỏa diễm cự nhân. Giống! Hỏa diễm cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng giống như thú giống, nương theo tiếng gầm là lửa giận trùng thiên. Nhưng nó bị vô số dây xích màu đen trói buộc nên không thể làm gì, chuyện này làm ánh mắt của nó biến thành ngưng trọng. Ầm ầm, nhiệt độ cao bộc phát, hào quang ngôi sao sáng ngời và dung nham không ngừng ngưng kết bọt khí sau đó nổ tung, hỏa diễm bùng phát dữ dội. Xoẹt, các cường giả không ngừng mang hết thủ đoạn phòng ngự ra sử dụng, phải nhanh chóng xua tan hỏa diễm chung quanh thân thể, không ít người thực lực thấp đã trọng thương hoặc chết ngay lập tức. Dưới hỏa diễm khủng bố như vậy, mọi người cảm giác linh hồn bị phỏng, làn da dường như sắp bị hòa tan. Uy năng khủng bố làm cho người ta có cảm giác như con kiến đối mặt con voi, căn bản không cách nào dung chuyển, khó có thể chèo chống khí tức hủy diệt. Ầm ầm, hỏa diễm cự nhân bị trói buộc, hắn liên tục giãy giụa, dùng nhiệt độ khủng bố hóa giải xiềng xích màu đen trói mình. Không đúng a hát, giờ phút này Lục Lâm Thiên đã sớm dẫn người của mình rút lui ra xa, bảo vệ những người tu vị không đủ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua hỏa diễm cực nóng chung quanh, Lục Lâm Thiên cảm giác thấy hỏa diễm cự nhân dường như chưa thỏa mãn, hắn có cảm giác không đúng. Loại cảm giác này, Lục Lâm Thiên khó có thể nhìn trộm, nhưng thái cổ U Minh Viêm trong đầu lại mơ hồ cảm giác được. Đệ tử trong tộc ta,
Hỏa diễm cự nhân khổng lồ bị nhốt, thân ảnh đỏ thấm cường giả Dạ Xoa nhất tộc lúc này nhìn qua U già. U già bái kiến tiền bối trong tộc. U già đối mặt với thân ảnh đỏ thấm này, cho dù hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai hậu kỳ tới gần đỉnh phong cũng phải cung kính. Không cần đa lễ. Ánh mắt thân ảnh đỏ thấm ngưng trọng, nói với U già. Thực lực thiên huyền tinh thần diễm quá mạnh mẽ, ta chưa khôi phục sinh cơ, lần này ảnh hưởng quá lớn, đã không có hy vọng. Dạ Sát tỏa thiên trận này không thể vây khốn tên kia bao lâu, đến lúc đó người ở đây không thể ngăn cản, thời gian không nhiều lắm, ngươi là đệ tử Dạ Xoa nhất tộc, ngươi có bằng lòng đạt được truyền thừa của ta hay không? Đạt được truyền thừa. Nghe vậy, sắc mặt U già lập tức sững sờ, lập tức mừng như điên, thân là Dạ Xoa nhất tộc, hắn biết rõ Dạ Xoa nhất tộc có thiên phú trời sinh, chỉ cần đạt được truyền thừa, không bao lâu có thể vượt qua cái hào rộng, mãi cho đến khi bằng tu vị của người mình kế thừa mới thôi. Vừa rồi thiên huyền tinh thần diễm nói chuyện hắn cũng nghe được, vị cường giả trong tộc là Nhị Nguyên Hóa Hồng, tuy hắn đã là tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí là tới gần hậu kỳ, nhưng muốn đạt tới Nhị Nguyên Hóa Hồng là chuyện quá khó khăn. Cho nên giờ phút này nghe được hai chữ truyền thừa, U già lập tức mừng như điên. Trái lại, Nguyên Hạt cùng Lục Lâm Thiên, Phá Thổ, Xích Xà nghe xong liền biến sắc. Đám người Nguyên Hạt, Xích Xà, Hổ Sư giờ phút này bảo trì bản thể chống lại nhiệt độ khủng bố trong không gian, thân là thú tộc, bản thể mới là vũ khí mạnh nhất của bọn họ, ở trong không gian này, bọn họ tùy thời bảo trì trạng thái mạnh nhất. Ta nguyện ý đạt được truyền thừa của tiền bối, đa tạ tiền bối. U già cung kính đáp, đây là Hồng Phúc Tề Thiên, hắn làm sao không đáp ứng cơ chứ? Vậy thì tốt, hiện tại có được truyền thừa của ta, bản tôn có người kế tục, xem như chuyện may mắn. Thân ảnh đỏ thấm cười lớn, trên đầu của hắn có một đạo sát khí u ám bay ra, nó hóa thành hào quang bay về phía U già. Đa tạ tiền bối. U già nhắm mắt lại, đạp không lơ lửng trong biển lửa, mở rộng hai tay, trên mặt còn bảo trì nụ cười vui vẻ. Xuy. Lúc này hào quang kia chui vào trong mi tâm của U già, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cho rằng cái phá trận pháp này có thể ngăn cản ta hay sao? Hỏa diễm cự nhân gào thét. Sóng lửa khủng bố tới tận cùng, nhiệt độ tăng cao tới mức không gian vặn vẹo, cả không gian bị phá hủy. Xì xì. Lúc này vô số dây xích màu đen bị hỏa diễm thiêu đốt, sương mù màu đen bốc lên, càng ngày càng yếu ớt. Bành bành. Rốt cục vô số dây xích màu đen nổ tung, hỏa diễm cự nhân giãy giụa thoát khỏi trói buộc, hỏa diễm dung nham trong không gian sôi trào, hỏa diễm bay lên cao như phá hủy tất cả. Xùy. Cùng một thời gian. U già thần sắc vô cùng vui vẻ lúc này mở mắt ra, vẻ mặt vui mừng đã biến thành kinh hãi. Không được, không. Hai mắt U già biến thành sợ hãi, hắn la lớn, dường như gặp chuyện gì đó rất khủng bố, lập tức vô lực nhắm mắt lần nữa, cuối cùng trong mắt mang theo hối hận và tuyệt vọng cực độ. Thời điểm U già nhắm mắt lại lần nữa đã biến thành tử thi. Hô! Trong thời gian ngắn, khí tức trên người U già chấn động lần nữa. Khí tức chấn động này giống tinh hỏa liệu nguyên, lập tức bao phủ thiên địa. Chỉ trong thời gian ngắn khí tức này mạnh tới mức tận cùng. Xảy ra chuyện gì? Nhiều người quan sát tình huống, phản ứng vừa rồi của U già bọn họ đã thấy, cho nên lúc này không hiểu. Mọi người cũng không biết gì, sợ rằng chỉ có Dạ Xoa nhất tộc U già mới biết trên người mình xảy ra cái gì. Suy suy. Cũng không bao lâu, U già mở mắt lần nữa. Hỏa diễm chung quanh thân thể nổ tung sau đó bay ra xa. Hiện tại khí tức của U già biến thành cuồng bạo, khí tức này tăng lên nhanh như tia chớp, chỉ qua vài hô hấp đã vượt qua trạng thái đỉnh phong của U già lúc trước. Khặc khặc, U già cười to đầy quái dị, âm thanh chói tai làm linh hồn đau đớn, khí tức âm sát hóa thành phong bạo. Đạt được truyền thừa rồi sao, cuối cùng vẫn rơi vào tay của bọn chúng. Đôi mắt Nguyên Hạt trầm xuống, thì thầm một câu. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Hạt đang chán nản, nói nhỏ. Sợ rằng vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều, U già gặp phải bi kịch rồi. Nhưng với chúng ta hậu quả còn thảm hại hơn. Thủ đoạn thật lợi hại, ngay cả tộc nhân cũng ra tay, người không truyền thừa, người đang đoạt xá. Hỏa diễm cự nhân nhìn U già, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Khặc khặc, không sai, ta không phải truyền thừa, ta là đoạt xá, sao ta lại truyền thừa cho hắn chứ? U già, cười lạnh không ngớt, giờ phút này hắn đã sớm không phải U già lúc trước, chỉ là U già bị đoạt xá mà thôi. Đoạt xá, thì ra ta đoán đúng.
Lục Lâm Thiên ngưng trọng, tất cả suy đoán của hắn đã được chứng thực. Hỏa diễm cự nhân biến sắc, nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đoạt xá là có thể đối phó ta sao, sau khi ngươi đoạt xá đã có thật thể, thực lực tăng nhiều. Nhưng mà ngươi đừng quên, tên kia mới có tu vị tuyên cổ cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu ngươi đoạt xá hóa hồng cảnh sơ giai, sợ rằng còn có thể áp chế ta, thế nhưng mà tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực của ngươi hiện tại chỉ tương đương nửa nguyên hóa hồng mà thôi, căn bản không cách nào làm gì được ta. Ngươi nói đúng, ta đoạt xá một tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực nhiều nhất chỉ có thể thúc giục tới nửa bước hóa hồng mà thôi, nhưng mà... U già bị đoạt xá cười lạnh, nhìn hỏa diễm cự nhân cười nói. Nhưng ngươi đừng quên, dạ xoa nhất tộc ta có thiên phú thủ đoạn, đoạt xá tiểu tử kia không phải mục đích, ta chỉ muốn khắc chế nội thế giới trong thân thể mình mà thôi, linh hồn và sinh cơ của ta không thể tiến vào nội thế giới của ngươi, đến lúc đó tiêu hao quá nhiều, ta không cách nào áp chế ngươi, nhưng mà hiện tại, ta có thân thể, ta có thể thuận lợi tiến vào nội thế giới của ngươi. U già cười lạnh không ngớt, nói. Mục đích chính thức của ta là dùng thân thể hắn tiến vào nội thế giới của ngươi, sau đó dùng thiên phú dạ xoa nhất tộc đoạt xá ngươi. Dạ xoa nhất tộc ta có thể đoạt xá tất cả sinh linh, ngươi là linh vật trời sinh tuy có khó khăn, nhưng mà cũng có thể đoạt xá, hiện tại tới phiên ngươi không có tư cách đấu với ta. Vừa dứt lời, đột nhiên thân ảnh của U già lao thẳng về phía hỏa diễm cự nhân. Hừ, đoạt xá ta, ngươi không đủ tư cách. Hỏa diễm cự nhân hét lớn. Cánh tay cực lớn hành động, lập tức đánh thẳng vào U già. Phá! Lúc này thực lực U già tăng nhiều, phất tay đánh ra vô số sát khí, vô số hào quang mang theo dung nham nóng bỏng đánh tới, nhưng không thể làm gì U già. Loại va chạm năng lượng này làm hư không rung động, hỏa diễm rơi vãi các nơi rực rỡ như pháo hoa, nhưng không ai ngờ nó lại mang theo lực lượng hủy diệt to lớn. Mạnh thật, tu vị tuyên cổ cảnh cao giai căn bản không thể chống lại. Tuyên cổ cảnh sơ giai bị lan chúng không chết cũng trọng thương. Thiên huyền tinh thần diễm và dạ xoa nhất tộc hóa hồng cảnh kia quá khủng khiếp. Những người còn sống sót ở đây vô cùng sợ hãi nghị luận với nhau. U già nhanh chóng nhân thời cơ lao tới gần hỏa diễm cự nhân. Cút ngay! Hỏa viêm cự nhân hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ co lại, hóa thành một viên hỏa cầu lớn vài trăm trượng, ánh sao không ngừng bao quanh hỏa cầu. Ngươi không ngăn cản ta đâu. Đối mặt nhiệt độ khủng bố, U già đi tới chiếc hỏa cầu khổng lồ kia, âm sát khí bao phủ toàn thân, khí tức nóng bỏng từ mi tâm tuôn ra ngoài giống như mặt trời mọc, mang theo nhiệt độ cực cao chạm vào hỏa cầu. Hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên. Trong hỏa cầu kia có tiếng hỏa diễm cự nhân truyền ra. Khặc khặc, thiêu đốt hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên chi lực, ngươi không thể ngăn cản ta, đến lúc đó ta trở thành ngươi, có thiên huyền tinh thần diễm chi thân. Ta muốn hỏa thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên cũng không khó gì, rất đáng giá. U già cười lạnh, nhiệt độ khủng bố bộc phát, hỏa diễm tinh thần kích động bắn ra các hướng. Xẹt! Động tác của hắn cực kỳ huyền ảo, những quang cầu bắn tới có tác dụng ăn mòn rất mạnh. U già cười lạnh hét lớn, hắn đẩy quang cầu tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tất cả mọi người chấn động, lập tức nhìn nhau, bởi vì quang cầu nhanh chóng ăn mòn hư không trước mặt bọn họ, tất cả mọi người hít khí lạnh. Không khó nhận ra thiên huyền tinh thần diễm đang giao phong với cường giả dạ xoa nhất tộc cường giả vừa đoạt xá, bọn họ chỉ là pháo hôi mà thôi. Đoàn trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt phong hỏa chấn động, vô cùng sợ hãi. Thiên huyền tinh thần diễm a hát. Lục Lâm Thiên thì thào, hắn nhìn qua hỏa cầu thật lớn trên cao, nội tâm vô cùng lo lắng. Lục phó thống lĩnh, chúng ta nên đi ra ngoài mới được, ở lại phiền toái càng lớn. Nguyên Hạt vẫn bảo trì bản thể của mình, ánh mắt ngưng trọng, mặc kệ là thiên huyền tinh thần diễm hay là dạ xoa nhất tộc chiến thắng, sợ rằng sau cùng bọn họ cũng có phiền phức. Nguyên Hạt, người còn muốn rời khỏi sao, đã đến rồi thì cũng đừng có đi nữa. Lúc Nguyên Hạt dứt lời, Ma Lang quát lớn, hắn lập tức lao tới ngăn cản Nguyên Hạt. Đối với đám người Ma Lang mà nói, bất kể là thiên huyền tinh thần diễm hay là cường giả dạ xoa nhất tộc đoạt xá chiến thắng. Cường giả Thiên La Minh cuối cùng đều được lợi, đây là cơ hội tốt nhất đánh chết đám người Nguyên Hạt. Lục Lâm Thiên, ngươi cũng không đi được, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Âm hồn không thèm che giấu sát ý với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không nhìn lên người âm hồn, hắn đang suy nghĩ. Thái cổ U Minh Viêm, linh vật trời sinh trên linh võ đại lục, có thể thôn phệ tất cả năng lượng để đột phá.
Thiên huyền tinh thần diễm trước mắt là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa, thậm chí còn mạnh hơn xích linh liệt hỏa rất nhiều, lúc này đã một chân bước vào hóa hồng cảnh, thái cổ U Minh Viêm cảm giác được, nếu có thể thôn phệ thiên huyền tinh thần diễm, sợ rằng đến lúc đó sẽ đột phá hóa hồng cảnh. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng rất rõ ràng, thiên huyền tinh thần diễm cũng không dễ luyện hóa như vậy, huống chi còn có cường giả Dạ Xoa nhất tộc ở đây, thái cổ U Minh Viêm muốn lấy một địch hai, hậu quả đáng lo. Gặp bảo vật nhưng không dám tùy tiện lên tiếng, rời khỏi thì mất cơ hội tốt, chuyện này làm Lục Lâm Thiên cực kỳ mâu thuẫn. Đoàn trưởng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên ngẩn người, Phong Hỏa nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua không trung, lại đảo qua đám người âm hồn và ma lang, lúc này nói với Nguyên Hạt. Sợ là chúng ta bây giờ không thể đi ra, nơi này là không gian do cường giả Dạ Xoa nhất tộc bố trí giam cầm thiên huyền tinh thần diễm, chúng ta muốn ra ngoài quá khó khăn. Nguyên Hạt ngưng trọng, hắn cảm giác được không gian dị thường, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra các ngươi chết chắc rồi. Ma Lang nhìn qua không trung, dường như cũng phát giác không gian dị thường, nhưng lại cũng không có quá nhiều lo lắng, mặc kệ lúc đó là thiên huyền tinh thần diễm hay là Dạ Xoa nhất tộc chiến thắng, đều là minh hữu của bọn họ, là người Thiên La Minh. Âm hồn nhìn qua đám người Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi chết chắc rồi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, đây là thời điểm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hừ, muốn đối phó chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyên Hạt trừng đám người ma lang, âm hồn. Ngao, ma lang chu lên, lang linh chân thân hung tàn, cười lạnh nói. Vậy thử xem, quên nói cho các ngươi biết một chuyện, 2000 vạn đại quân của các ngươi cũng đã là cá trong chậu. 2000 vạn linh hồn đối với tộc nhân chúng ta là đại bổ vật. Hiện tại có thể bắt đầu hành động, không biết Âu Dương Tiền một người có thể đối phó ba tuyên cổ cảnh cao giai hay không. Âm hồn dứt lời, lập tức bóp nát ngọc giản năng lượng trong tay. Không xong, đại quân gặp nguy hiểm, Âu Dương Tiền cũng gặp nguy hiểm. Nguyên Hạt nghe xong, đôi mắt biến hóa. Không ổn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Ngưng trọng là không nghĩ tới lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc lúc này an bài nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cao giai như thế. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, Âu Dương Tiền sợ rằng chạy trốn cũng là hy vọng xa vời, huống chi còn có 2000 vạn đại quân. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này hai thân ảnh khổng lồ va chạm với nhau, năng lượng sôi trào, năng lượng nổ tung. Ma lang, ta thu thập Lục Lâm Thiên xong, lại đi giúp người đánh chết Nguyên Hạt. Âm hồn quát lên chói tai. Ánh mắt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt dữ tợn, khí tức bén nhọn. Thật náo nhiệt. Lúc này trong hỏa cầu có tiếng nói truyền ra, khí tức nóng bỏng ngập trời vang lên trong hư không, hỏa diễm lập tức quét qua không gian lần nữa. Hô! Cả không gian bị hỏa diễm bao phủ, nhiệt độ khủng bố lại xuất hiện. Đây là thân thể linh vật trời sinh sao, quả nhiên cường đại, có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, muốn khôi phục thực lực lúc ban đầu dễ như trở bàn tay. Còn có thể quét ngang cùng cảnh giới. Hỏa cầu bộc phát hào quang dữ dội, lập tức hóa thành một thân thể hỏa diễm cự nhân, thân thể biến thành bộ dáng lão giả đỏ thẫm Dạ Xoa nhất tộc, đầu gà thân người, khuôn mặt khủng bố, khí tức ngập trời. Thiên diễm bị đoạt xá, cường giả Dạ Xoa nhất tộc chiến thắng. Ma lang cùng Nguyên Hạt giao thủ với nhau dừng lại lần thứ hai, tất cả mọi người sợ hãi. Không ngờ là Dạ Xoa nhất tộc chiến thắng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động. Chúc mừng đại nhân đoạt xá linh vật trời sinh khôi phục, chúc mừng. Ma lang, âm hồn rung động, hưng phấn kích động hô to. Không khách khí, chúng ta đều là minh hữu Thiên La Minh. Hỏa diễm cự nhân Dạ Xoa nhất tộc nói nhỏ, ánh mắt đảo qua người chung quanh, lại nhìn đám người Lục Lâm Thiên giống như chúng sinh tầm thường. Đại nhân, đây đều là người thương khung minh, kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ giải quyết bọn chúng. Lập đại công cho ta Thiên La Minh. Ma lang cười lạnh nhìn Nguyên Hạt, công lao đánh chết tuyên cổ cảnh cao giai không nhỏ. Đương nhiên, vậy chết đi. Hỏa diễm cự nhân quát một tiếng, hỏa cầu ngưng tụ trong lòng bàn tay hỏa diễm cự nhân ném về phía Nguyên Hạt. Nguyên Hạt, người đi chết đi, gào. Ma lang vừa quát lớn, ánh mắt cười lạnh nhìn Nguyên Hạt, lúc này cường giả Dạ Xoa nhất tộc ra tay, Nguyên Hạt đã chết chắc. Không tốt. Đôi mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ánh sáng màu xanh da trời mơ hồ truyền ra. Đi chết đi. Hỏa diễm cự nhân hét lớn một tiếng, hỏa cầu bay ra ngoài. Khặc khặc. Ma lang, âm hồn cười lạnh,
chờ Nguyên Hạt vô cùng thê thảm. Bỗng dưng hỏa cầu không đánh vào người Nguyên Hạt, nó bay đến trước người Ma Lang. Không sai, tất cả mọi người không có nhìn lầm, chính là oanh kích Ma Lang. Đại nhân, sắc mặt Ma Lang đại biến, đồng tử co rút dữ dội, quang cầu khổng lồ oanh kích vào chân thân Lang Linh, đến thời điểm này hắn muốn tránh cũng không lịp, tất cả vượt qua hắn dự kiến, đây là điểm hắn khó hiểu. Bang bang, hỏa cầu khủng bố đánh lên người Ma Lang Lang Linh, năng lượng khổng lồ oanh kích lên Lang Linh chân thân của Ma Lang, tiếng nổ vang như lôi đình vang lên, đột nhiên chấn nổ cả không gian này. Cái này, một màn này làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều nghi hoặc khó hiểu. Đi chết đi. Ma Lang ngây ngốc khôi phục tinh thần lại, toàn thân bị hỏa diễm bao phủ hoàn toàn, ánh mắt đã hoảng sợ, hắn lớn tiếng hét. Đại nhân, chúng ta đều là người Thiên La Minh A Hát, vì sao ngươi giết ta? Con sói ngu xuẩn, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm muốn diệt ta, ta lại đoạt xá Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, chúng ta không phải cùng là người Thiên La Minh sao? Những chuyện này vốn không dễ phân biệt như vậy, tất cả minh hữu khi đối diện với lợi ích thực tế lại không là gì cả, trong 3000 đại thế giới mọi người đều biết. Nhưng mà mọi người đều biết không có nghĩa là không làm, không có nghĩa là nói trên mặt bàn, cho nên lưu các ngươi không được. Hỏa diễm cự nhân quát lớn. Đại nhân, những chuyện này ta không thấy, ta không biết gì đó, ta sẽ không nói A Hát, đại nhân tha mạng. Ma Lang gào khóc thảm thiết. Hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được. Thật sự là ngu dốt, ta không thể thả các ngươi, ta vừa mới đoạt xá Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, tiêu hao rất nhiều, đang muốn dựa vào các ngươi khôi phục, cũng muốn dựa vào các ngươi giúp ta khôi phục thực lực đỉnh phong, cho nên, các ngươi hôm nay đều phải chết, một tên cũng trốn không thoát. Hỏa diễm cự nhân quát lớn, nhanh chóng thôn phệ Ma Lang. Xoẹt, thân thể Ma Lang nhanh chóng bị hỏa diễm cự nhân nuốt vào bụng. Hắn đã trọng thương không còn sức phản kháng. Đám người trên không trung nuốt nước bọt, người của phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc còn lại biến sắc, trong mắt đầy ngạc nhiên, đây là cường giả dạ xoa nhất tộc, tính cả tộc nhân cũng đoạt xá, Ma Lang cũng bị đánh chết, đối với bọn họ càng không thể tha. Thật ác độc, Lục Lâm Thiên chấn động, cường giả dạ xoa nhất tộc hóa hồng cảnh đúng là tâm ngoan thủ lạt, cũng quỷ kế đa đoan, vô cùng độc ác. Đồng tộc cũng không tha, đối với những người khác càng có thể nghĩ. Âm hồn biến sắc, sắc mặt vô cùng sợ hãi, Ma Lang kết cục như vậy, hắn cũng hiểu kết cục của mình. Nguyên Hạt, Lục Lâm Thiên, chúng ta liên thủ, bằng không không kẻ nào còn sống ra khỏi đây, dạ xoa đoạt xá Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, lúc này tiêu hao khổng lồ, cần thôn phệ chúng ta khôi phục, thời điểm này thực lực cũng khó có thể khôi phục đến lúc mạnh nhất, mọi người chúng ta liên thủ một trận, có lẽ còn có hy vọng thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, âm hồn lập tức nhìn Nguyên Hạt bản thể và Lục Lâm Thiên, trong lúc sống chết trước mắt, lập trường đối địch gì đó đều bị ném qua một bên. Tốt, liên thủ chống lại. Nguyên Hạt trực tiếp đồng ý, Ma Lang đều bị đánh chết, tộc nhân cũng không tha, Nguyên Hạt rất rõ ràng cường giả dạ xoa nhất tộc sẽ không tha bọn họ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Không ngờ đám người phệ hồn nhất tộc vừa rồi còn muốn chính mình muốn sống không được muốn chết không xong, bây giờ còn phải liên thủ với mình, bị ém không có đường đi. Khặc khặc, liên thủ, chỉ bằng vào hai tuyên cổ cảnh cao giai các ngươi sao? Hỏa diễm cự nhân cười lạnh, khinh thường nói. Thực lực các ngươi khi ta toàn thịnh không chịu nổi một kích, nhưng mà dùng Thiên Huyền Tinh Thần Diễm thôn vệ các ngươi, tuy các ngươi rất yếu, không cách nào giúp ta khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng không tệ. Chờ ta sau khi ra ngoài, có thân thể Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, ta có thể mau chóng khôi phục, về sau còn có độ phá, khặc khặc. Tất cả người tu vị niết bàn cảnh nghe kỹ, thực lực các ngươi chưa đủ, đi vào đi, ta tận lực che chở các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn qua người hai đại thế giới phía sau, hổ trưởng ném tử lôi huyền đỉnh ra ngoài. Quân đoàn Lục Linh còn một niết bàn cảnh không chần chờ, lập tức đi vào tử lôi huyền đỉnh. Các niết bàn cảnh khác nhìn đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của mình, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã sớm không thể ngăn cản sức nóng ở đây, không có đoàn trưởng và phó đoàn trưởng cho phép, bọn họ không thể rời đi. Đám người hổ sư, huyết ưng nhìn tử lôi huyền đỉnh của Lục Lâm Thiên đều có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn mấy người tu vị niết bàn cảnh gật đầu, còn có vài chục niết bàn cảnh cảm kích nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức tiến vào tử lôi huyền đỉnh. Âm hồn nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt âm hàn chấn động. Không biết nói gì mới tốt. Là bảo vật không gian sao, đồ vật không tệ,
đợi tí nữa ta sẽ xem xét. Hỏa diễm cự nhân nhìn Tử Lôi huyền đỉnh của Lục Lâm Thiên, sau đó cười nói như vật của mình. Chỉ sợ ngươi lấy không được. Lục Lâm Thiên thu hồi Tử Lôi huyền đỉnh vào trong cơ thể, hỏa diễm cự nhân quá kiêu ngạo, cho dù đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm, lúc chưa khôi phục thực lực đỉnh phong, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng cấp độ của kẻ địch bây giờ không đáng sợ, ít nhất mình rời khỏi không có vấn đề. Tiểu tử, lá gan cũng không phải nhỏ, cũng không biết thực lực thế nào, trước rồi phó ngươi đi. Hỏa diễm cự nhân quát lớn. Lục phó thống lĩnh coi chừng, âm hồn, nhanh đồng loạt ra tay. Nguyên hạt hét lớn một tiếng, lập tức bắn ra tia sáng thật lớn vào hỏa diễm cự nhân. Thú tộc tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ. Hỏa viêm cự nhân buông tha Lục Lâm Thiên, hắn đánh ra một quyền cực nhanh vào bản thể nguyên hạt khổng lồ. Quy nguyên linh hạt cháo. Nguyên hạt hét lớn một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ bao phủ toàn thân của hắn. Đúng là không kém, trong tuyên cổ cảnh cao giai rất mạnh, đáng tiếc còn chưa đủ. Hỏa diễm cự nhân khinh thường, nắm đấm đánh thẳng vào đuôi của nguyên hạt không chậm chút nào. Bành! Thân thể nguyên hạt run lên, đang muốn tránh thoát, một quyền này đánh vỡ hỏa cháo. Phụt! Nguyên hạt bị đánh bay, miệng phun máu tươi, cái đuôi cũng bị đánh nát, huyết vụ đầy trời. Rầm rầm rầm! Cùng một thời gian, âm hồn và lang linh nhất tộc công kích tới, năng lượng minh mông bạo phát ra ngoài. Đều đi chết đi! Hỏa viêm cự nhân hét lớn, sát khí ngập trời bạo phát ra ngoài, vô số cột sáng hỏa diễm bao phủ đám âm hồn. Lục Lâm Thiên là người đầu tiên bay tới bên cạnh nguyên hạt, mắt hổ của hắn đầy dữ tợn. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới hỏa diễm cự nhân lại mạnh như thế, nguyên hạt không thể chống lại một hai chiêu đã bị thương quá nặng. Ầm ầm, tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên thật lớn. A hát, phụt. Trong khoảng thời gian ngắn vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám niết bàn cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị dư âm ảnh hưởng phá hủy, tuyên cổ cảnh sơ giai và đám người phong hỏa phun máu tươi, không cách nào chống lại. Băng thiên lý, cát bạch mị, hổ sư, huyết ưng bị đẩy lùi ra phía sau. Xoẹt! Thân thể âm hồn bị đẩy lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tới đây, dùng các ngươi khôi phục thực lực của ta. Một người cũng đừng mong thoát. Hỏa diễm cự nhân phát tay bắt hai tên tuyên cổ cảnh phệ hồn nhất tộc sau đó bóp nát, cuối cùng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lục phó thống lĩnh, chúng ta có phiền toái, Dạ Xoa nhất tộc có tu vị nửa nguyên hóa hồng, loại thực lực này quá mạnh mẽ, chúng ta không thể chống lại. Nguyên hạt lúc này thương tích chồng chất, khí tức hỗn loạn, đôi mắt đầy sợ hãi. Khí tức này, Lục Lâm Thiên nhìn hỏa diễm cự nhân khổng lồ, nghe nguyên hạt nói thì suy nghĩ, tu vị nửa nguyên hóa hồng. Hẳn là tương đương bước một chân vào hóa hồng cảnh, loại thực lực này rất khủng bố, tăng thêm lúc này có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, thực lực càng đáng sợ. Nguyên hạt, Lục Lâm Thiên, các ngươi mau ra tay, lúc này không dùng toàn lực là chết chắc. Nhìn thấy người lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc bị cắn nuốt, hai mắt âm hồn mang theo tức giận và sợ hãi, nhưng mà giờ phút này ánh mắt sợ hãi lại nhiều hơn. Lục phó thống, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Nguyên hạt quát. Lúc này chỉ có thể liều mạng. Coi chừng một ít, toàn lực ra tay một lần. Lục Lâm Thiên dứt lời, trên hổ chảo cầm huyết lục, tiếng đao ngâm kinh tâm động phách, chấn nhiếp tâm thần người chung quanh. Toàn lực ra tay, bằng không đều chết chắc. Âm hồn hét lớn một tiếng, hắn dốc sức liều mạng thi triển tuyệt kỹ cứu mạng của mình, khí tức âm hàn bạo phát làm nhiệt độ chung quanh giảm xuống một chút. Đi! Nguyên hạt hét lớn, trong miệng bắn ra một tia sáng mang theo khí tức linh hồn. Xoẹt! Những người khác cũng bộc phát át chủ bài giữ mạng của bản thân. Nhiều người cũng vô dụng, đây là không gian của ta, các ngươi không làm được gì đâu. Hỏa diễm cự nhân gào thét, tinh thần viêm hỏa cuồn cuộn, nhiệt độ cực nóng biến thành bức tường lửa khổng lồ, lập tức ngăn cản các công kích đánh tới. Vào lúc tất cả năng lượng bạo phát ra, chỉ trong nháy mắt bị phá hủy không ít, khí tức năng lượng khủng bố quét qua các nơi, khí tức đủ hủy diệt tất cả. Dưới khí tức hủy diệt này, tất cả dễ như trở bàn tay, phong hỏa và tuyên cổ cảnh sơ giai bị đẩy lui đầu tiên, băng thiên lý, cô lang, cát bạch mị, xích xà, huyết ưng, hổ sư, đông quan trẻ cũng bị đánh bay, miệng phun máu tươi bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hơi. Bành bành! Hai thân ảnh cực lớn của nguyên hạt cùng âm hồn bay đi, miệng phun máu tươi, hoàn toàn không thể làm gì. Hừ,
xem các ngươi còn bao nhiêu khí lực chống lại ta. Hỏa diễm cự nhân ổn định thân thể, trong mắt mang theo lửa giận, hắn lao thẳng về phía lang linh nhất tộc tuyên cổ cảnh sơ giai, lập tức thôn vệ người này bổ sung tiêu hao của mình. Xoẹt! Một cơn sóng lửa đột nhiên bay về phía huyết ưng, năng lượng khủng bố quét ngang hư không, không gian bị phá hủy tầng tầng. Huyết ưng sợ hãi, liên tục trọng thương hai lần, lúc này không còn khí lực, khí tức uể oải. Nguyên hạt càng không chống nổi. Không xong. Tốc độ cột sáng quá nhanh, không ai có thể cứu người khác. Xuy. Nhưng lúc này thân ảnh cầm đao xuất hiện trước mặt mọi người, lực lượng nhu hòa đẩy mọi người ra, lập tức khí tức băng hàn thấu xương bao phủ các hướng. Ngũ hành huyết đao quyết, hàn băng hồn đao. Trong thời gian ngắn, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên xẹt qua, lực lượng hàn băng lan tỏa ra các nơi, năng lượng quỷ dị bổ thẳng vào viêm hỏa. Nơi đao này đi qua, khí tức nơi đó bị đóng băng. Xoẹt! Một đao hàn băng này nhanh chóng đóng băng cột sáng hỏa diễm đang đánh tới, sau đó cột sáng này nhanh chóng tan nát thành vụn băng nhỏ. Đạp đạp! Lực lượng phản chấn làm thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, toàn thân đầy máu. Ồ, đao kỹ không tệ! Hỏa diễm cự nhân khổng lồ nghi hoặc, một đao vừa rồi ngưng tụ rất nhiều áo nghĩa, còn có khí tức hàn băng áp chế thiên huyền tinh thần diễm. Cảm giác này làm hắn ngạc nhiên. Đa tạ Lục phó thống lĩnh. Huyết ưng được đẩy lui, ngẩng đầu cảm kích Lục Lâm Thiên không thôi, nếu không được Lục Lâm Thiên cứu, hiện tại hắn đã chết rồi. Cẩn thận một chút, ta là phó thống lĩnh của các ngươi, có trách nhiệm bảo trụ các ngươi. Lục Lâm Thiên lau vết máu trên miệng, từ từ nói ra. Lúc này mọi người không nói gì, vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép biểu lộ tình cảm. Hỏa diễm cự nhân hơi đình trệ sau đó lập tức công kích ngay lập tức. Lục phó thống coi chừng, âm hồn, toàn lực ra tay đi. Nguyên hạt hét lớn một tiếng, vết thương chồng chất cố gắng công kích hỏa diễm cự nhân. Phệ hồn ấn. Âm hồn hét lớn, ngưng tụ một thủ ấn khủng khiếp, âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng. Sau lưng hắn còn có cường giả lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc toàn lực ra tay với hỏa diễm cự nhân. Âm âm. Lúc này hỏa diễm cự nhân không quan tâm những công kích đánh tới, bởi vì những công kích kia quá yếu, hắn nhanh chóng tiêu diệt người của lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc bổ sung tiêu hao của bản thân. A hát! Rất nhiều tuyên cổ cảnh của lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết bao phủ nơi đây. Nguyên hạt và âm hồn bị đẩy lùi, nguyên hạt phun ra ba ngụm máu tươi, thần thái uể oải. Âm hồn kết cục không tốt hơn nguyên hạt bao nhiêu. Bộ dáng thê thảm, ánh mắt sợ hãi. Tuyên cổ cảnh cao giai, năng lượng yêu cầu mạnh hơn, nguyên lực của các ngươi có tác dụng rất lớn với ta. Hỏa diễm cự nhân xuất một quyền về phía nguyên hạt. Lục Lâm Thiên lại hành động, hắn cầm huyết lục ngưng tụ hào quang năm màu trên thân đao. Ngao! Huyết lục hành động, long ngâm vang vọng, năm loại thuộc tính và áo nghĩa sôi trào, chúng dung hợp vào thân đao chờ phát động. Duệ kim, quỷ mộc, hàn băng, nộ hỏa, hậu thổ, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp, âm dương phách đao quyết. Lục Lâm Thiên quát lớn, lúc này đồ án đen trắng thái cực nhanh chóng xuất hiện dưới một đao này, lực lượng khủng bố bộc phát. Một đao thật mạnh. Huyết ưng, nguyên hạt, rung động rất mạnh, một đao kinh khủng này quá mức rung động, không ngờ nó dẫn động thiên uy. Ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng phải ghé mắt nhìn, tâm thần chấn động. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong hào quang sáng chói lóe lên, thiên uy khôn cùng chấn áp mọi thứ, đao này chém thẳng vào một quyền mà hỏa diễm cự nhân tấn công nguyên hạt. Xoẹt! Hào quang đen trắng bắn ra ngoài, hào quang chói mắt tỏa ra các hướng, lực lượng khủng bố giằng co nhau trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt đảo qua, cánh tay hỏa diễm cự nhân rạn nứt, đao quang cắt qua một quyền này cũng đổi hướng nện thẳng vào thân thể Lục Lâm Thiên. Giống! Hỏa viêm cự nhân cụt tay, thân hình lảo đảo lui ra xa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dường cũng bị thừa nhận không ít ảnh hưởng. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, hỏa diễm cự nhân ngưng tụ lại cánh tay giống như đúc, một đao của Lục Lâm Thiên không ảnh hưởng quá lớn tới hắn. Phụt! Lục Lâm Thiên bị trúng một quyền rất nặng, miệng phun máu tươi. Lục Lâm Thiên vốn chiến với âm hồn một trận, hắn tiêu hao hơn phân nửa, thi triển thủ đoạn công kích tiêu hao rất nhanh, thủ đoạn vừa dùng cũng tiêu hao rất lớn. Lúc này đã sức cùng lực kiệt, Lục Lâm Thiên tăng thêm thương thế, tình huống không ổn, nguy cơ trước mặt. Một đao thật mạnh, lúc chiến đấu với Lục Linh hắn vẫn chưa dùng qua. Huyết ưng,
Nguyên Hạt rất rung động, một đao vừa rồi quá rung động, không ngờ có thể dẫn động thiên uy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, sau khi đến thương khung chiến trường, hắn vẫn không quá mức vận dụng âm dương áo nghĩa, tránh mang tới phiền toái cho mình. Đây là lúc trước khi rời khỏi thiên giới mật địa, Kỳ Lão và lão giả thần bí nhắc nhở, vừa rồi vận dụng âm dương phách đao quyết, không nghĩ tới không làm đối phương bị thương quá nhiều. Hỏa diễm cự nhân thừa cơ hội không có ai cả trở lập tức bắt thêm nhiều cường giả tuyên cổ cảnh thôn phệ. A hát! Không ít tuyên cổ cảnh sơ giai và trung giai của lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc bị bắt đi, bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ. Âm hồn lui nhanh, bản thân hắn đã khó bảo toàn, những người khác chết sống hắn không quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong mấy hô hấp, trừ âm hồn ra, tất cả phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc đều bị hỏa diễm cự nhân thôn phệ. Huyết ưng, xích xà, hổ sư, cát bạch mị, phong hỏa, băng thiên lý sợ hãi sắc mặt tái nhợt, yết hầu rung động, vô cùng sợ hãi kết cục của mình. Lục Lâm Thiên thu huyết lục vào trong cơ thể, nhìn hỏa diễm cự nhân trước mặt, ánh mắt ngưng trọng, nói. Tên này tiêu hao không còn gì cả, hắn đang lợi dụng thiên huyền tinh thần diễm thôn phệ người khác khôi phục mà thôi. Lục phó thống, chúng ta giữ nhiều lành ít, không có lựa chọn nào khác. Thiên huyền tinh thần diễm còn có thể khắc chế linh hồn, ta dùng hồn anh tự bạo, không biết có thể phá vỡ không gian này không, nếu như có thể, ngươi mang người thái hoàng thế giới cùng trốn ra ngoài đi. Nguyên Hạt nói với Lục Lâm Thiên. Nguyên Hạt đại nhân, Xích Xà và các cường giả thái hoàng thế giới khác đều nhìn Nguyên Hạt. Lục Lâm Thiên nhìn qua Nguyên Hạt, trong nội tâm cũng chấn động, Nguyên Hạt này đúng là hán tử tốt, nói. Không cần thiết, giao cho ta đi. Có lẽ cũng tới lúc rồi. Nguyên Hạt giúp ta, chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hỏa diễm đang quét qua âm hồn toàn lực phóng thích khí đen âm hàn ngập trời, vô số đầu quỷ dữ tợn lao ra, cuối cùng bị hỏa diễm cự nhân đốt sạch sẽ. Tới đây, hỏa diễm cự nhân cúi đầu xuống hút một hơi thật mạnh, hắn hút khói đen và khí hàn băng và cả âm hồn vào miệng của mình. Ầm ầm. Nhưng cho dù âm hồn giãy giụa như thế nào đều không cách nào thoát thân, không gian chấn động không nhỏ. Trong mắt âm hồn đầy sợ hãi, hắn có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai nhưng rất sợ chết, hắn không ngừng cầu cứu Nguyên Hạt, cũng không biết Nguyên Hạt lúc này cũng không có năng lực cứu hắn. Nguyên Hạt giúp ta, chư vị cứu ta. Có lẽ cũng đã tới lúc rồi, liều mạng thôi. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên hành động, hai mắt bắn ra tinh quang khiếp người. Trên thân hổ của hắn lúc này mọc ra đôi cánh rực rỡ, đôi cánh này sinh ra âm thanh rất vui tai. Xoẹt! Khí tức từ đôi cánh tỏa ra làm Nguyên Hạt, Huyết Ưng, Băng Thiên Lý đều nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt trên thân hổ Lục Lâm Thiên xuất hiện hào quang rất yêu mỹ, cánh chim bằng kim loại mở ra, lông vũ tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên, đôi cánh rực rỡ vô cùng mê người. Âm hồn cẩn thận, ta đến giúp ngươi. Trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đôi cánh hoạt động, lông vũ hơi chấn động, lập tức tiếng sấm sét rền vang cả sơn hà. Xoẹt! Hai cánh chấn động, hư không run rẩy, giữa không trung có vô số vết nứt không gian tỏa ra, không gian bị phá hủy, thời gian áo nghĩa không gian áo nghĩa lan tỏa khắp thiên địa. Ầm ầm! Phá! Lục Lâm Thiên vỗ cánh, không gian chung quanh sinh ra không ít khe hở, cả phiến hư không này chấn động rất mạnh, thân ảnh của hắn phá vòng vây lao đi. Hắn nhanh chóng cứu lấy âm hồn trước khi bị hỏa diễm cự nhân hấp thu. Tại sao lại mạnh như thế? Nhìn tình cảnh trước mặt, đám người Huyết Ưng, hổ sư đều ngây ngốc, ngay cả âm hồn bị Lục Lâm Thiên cứu ra cũng khiếp sợ thực lực Lục Lâm Thiên vì sao đột nhiên mạnh như thế, cũng kinh ngạc dĩ nhiên là Lục Lâm Thiên ra tay cứu hắn. Thông linh bảo khí, dĩ nhiên là thông linh bảo khí thời gian không gian áo nghĩa. Hỏa diễm cự nhân ngây ngốc nhìn qua đôi cánh rực rỡ sau lưng lưng hổ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động. Thông linh bảo khí. Nghe vậy, hỏa diễm cự nhân nói một câu, hắn tham lam nhìn qua thông linh bảo khí của Lục Lâm Thiên. Thông linh bảo khí, tất cả mọi người biết rõ nó đại biểu cho cái gì. Thông linh bảo khí. Âm hồn bị Lục Lâm Thiên đặt xuống, ánh mắt âm hồn nhìn qua hai cánh kia, uy năng này tuyệt đối không phải áo nghĩa linh khí có khả năng so sánh. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Âm hồn âm thầm nuốt nước bọt, từ một đao khủng bố và thông linh bảo khí của Lục Lâm Thiên hiện tại, vốn hắn còn tưởng rằng hắn có thể dễ dàng đánh chết Lục Lâm Thiên, dù sao đây chỉ là tiểu tử chưa tới tuyên cổ cảnh mà thôi. Hiện tại,
âm hồn biết đại khái đám người diệt hồn lúc trước chết như thế nào, trước đó hắn cũng không tin tưởng. Lục Lâm Thiên quá mạnh mẽ, ngay cả đám diệt hồn cũng chết trong tay tiểu bí y thái này. Không nghĩ tới trên người một tiểu tử sinh tử niết bàn lại có thông linh bảo khí, đây là chuyện rất bất ngờ, lúc này lời lớn rồi. Hỏa diễm cự nhân rung động, ánh mắt tham lam nhìn vào thanh trụ hư không rực trên lưng Lục Lâm Thiên. Thông linh bảo khí, đối với hóa hồng cảnh cũng là trọng bảo, tất cả hóa hồng cảnh đều mơ ước thông linh bảo khí, nhưng người có được không nhiều, ít nhất dùng địa vị và thực lực của hắn trong Dạ Xoa nhất tộc không có tư cách có được thông linh bảo khí. Vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không? Hai cánh Lục Lâm Thiên hơi chấn động, nói với hỏa diễm cự nhân. Ngươi muốn thôn phệ âm hồn âm thầm tăng cường thực lực, mượn nhờ tay người khác đùa bỡn hắn tới tay, thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục. Khắc khắc, ta không chỉ thôn phệ hắn, còn muốn thôn phệ tất cả mọi người, người có thông linh bảo khí cuối cùng cũng là của ta. Hỏa diễm cự nhân lạnh nhạt nói với Lục Lâm Thiên, một kiện thông linh bảo khí đưa tới cửa làm tâm tình của hắn tốt lên. Lục Lâm Thiên khinh thường nhìn hỏa diễm cự nhân, trong ánh mắt mang theo một ít thương cảm, nói. Ta nói không phải ngươi, ta đang nói với thiên huyền tinh thần diễm kìa, ngươi cho rằng ngươi thực đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm sao, đường đường thiên huyền tinh thần diễm sao có thể bị một tên hóa hồng cảnh còn nửa cái mạng đoạt xá, thật chê cười. Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn hỏa diễm cự nhân, khóe miệng cười giả tạo, nói. Có phải ngươi cảm giác sau khi thôn phệ đám tiểu tử phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc thì bản thân đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi biết. Chỗ tốt lớn nhất đã sớm bị thiên huyền tinh thần diễm lấy được, người đoạt xá tiêu hao quá nhiều, hiện tại chúng ta giao thủ lâu như vậy, tiêu hao đã đến cực hạn rồi, mà bây giờ ngươi vẫn còn ở trong thế giới thiên huyền tinh thần diễm, vốn thiên huyền tinh thần diễm muốn thôn phệ nửa cái mạng hóa hồng cảnh của ngươi không dễ dàng, huống chi trong không gian này có bố trí của ngươi. Lại càng không dễ dàng, nhưng bây giờ sợ rằng đã muộn, ngươi có hối hận cũng không kịp. Nghe vậy, ánh mắt hỏa diễm cự nhân đại biến. Lập tức quan sát gì đó, ngay sau đó ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đắc ý cười to, nói. Tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi dọa sợ. Ngươi cho rằng thiên phú đoạt xá của Dạ Xoa nhất tộc chúng ta là giả sao, thiên phú Dạ Xoa nhất tộc muốn đoạt xá cũng không khó, thiên huyền tinh thần diễm chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, ta muốn đoạt xá có bao nhiêu khó khăn, buồn cười. Ai? Lục Lâm Thiên nghe xong thở dài, thương cảm nhìn qua hỏa diễm cự nhân. Đoạt xá và luyện hóa khác nhau, lúc trước sư bá Tam Kỳ lão nhân cũng là hóa hồng cảnh A Hát, muốn triệt để luyện hóa xích linh liệt hỏa, tốn 50 vạn năm vẫn làm không được, kết quả còn bị phản kích. Mà thiên phú của Dạ Xoa nhất tộc là đoạt xá, nhưng linh vật trời sinh nếu dễ dàng bị đoạt xá như vậy, nó cũng không phải là linh vật trời sinh nữa rồi. Thân có thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên hiểu rõ muốn đoạt xá linh vật trời sinh, đặc biệt là linh vật trời sinh thuộc tính hỏa là chuyện khó khăn bao nhiêu. Nhìn hỏa diễm cự nhân, Lục Lâm Thiên nói. Ngươi cho rằng thiên phú Dạ Xoa nhất tộc sử dụng trên người linh vật trời sinh là dễ dàng sao, nếu dễ dàng bị ngươi đoạt xá như thế, nó cũng không phải linh vật trời sinh. Dừng nói một lát, Lục Lâm Thiên nhìn qua âm hồn bên cạnh, lại nói với hỏa diễm cự nhân. Thiên diễm, ngươi còn không ra sao, chẳng lẽ ngươi còn đang chờ mượn tay hắn thôn phệ âm hồn sao, nhưng ta nói cho ngươi biết, đây là việc không thể nào. Ta sẽ không để cho hắn thôn phệ thêm kẻ nào để cung cấp năng lượng cho ngươi đâu. Lục Lâm Thiên, đa tạ ngươi tương trợ, ân oán giữa ngươi và phệ hồn nhất tộc, ta sau khi trở về nhất định sẽ hóa giải thay ngươi, ta cũng không tiếp tục đối phó ngươi nữa. Âm hồn nghe vậy, hắn nói với Lục Lâm Thiên, thậm chí ánh mắt còn cảm kích Lục Lâm Thiên. Kỳ thực trong lòng âm hồn cũng không phải nghĩ như vậy, hắn có ý định lợi dụng đội hình và thông linh bảo khí của Lục Lâm Thiên đấy. Hắn một người thế đơn lực bạc, thâm thụ trọng thương, cũng căn bản không cách nào rời bỏ Lục Lâm Thiên. Cho nên âm hồn rất rõ ràng, hắn chỉ có đi ra ngoài mới có thể đối phó Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đánh chết thiếu chủ, giết nhiều cường giả phệ hồn nhất tộc như vậy, làm sao có thể buông tha, huống chi còn có thông linh bảo khí, nếu như phệ hồn nhất tộc đạt được, đây chính là trọng bảo A Hát. Lục Lâm Thiên không để ý đến âm hồn, vẫn nhìn hỏa diễm cự nhân, mắt của hắn đầy xảo quyệt, nói. Ta sẽ không để cho ngươi thôn phệ hắn, bởi vì ta muốn thôn phệ hắn. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên vung tay lên chụp lấy âm hồn, trong hổ trưởng sinh ra vòng xoáy nguyên lực, lúc này không gian run lên. Sắc mặt âm hồn đại biến, hắn hiện tại trọng thương cho nên không thể dãy giụa,
một cảm giác hàn ý sinh ra sâu trong linh hồn của hắn. Dưới hấp lực cực lớn, âm hồn cảm giác nguyên lực trong người mình bị đối phương hấp thu cực nhanh, tăng thêm bản thân trọng thương, trong nháy mắt căn bản không có khả năng chống lại, lực lượng cắn nuốt này quá quỷ dị, hắn không thể giãy giụa chút nào. Lục Lâm Thiên thúc dục hỗn độn âm dương quyết, âm hồn tuy trọng thương, nhưng dù sao cũng là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, cho nên Lục Lâm Thiên dùng khí tức linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm áp chế ám hồn, lúc này mới an tâm thôn phệ. Trực tiếp thôn phệ một cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, nếu lúc bình thường người này trọng thương Lục Lâm Thiên cũng tuyệt đối không dám, nhưng hiện tại bản thân cũng tiêu hao không còn, căn bản vô lực công kích, đối phương lại cần thôn phệ âm hồn khôi phục, bởi vậy Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn thôn phệ âm hồn, thôn phệ người này khôi phục bản thân, về phần tác dụng phụ, sau này nói tiếp. A hát. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên lực trong người bị đối phương thôn phệ nhanh chóng, âm hồn lập tức hét thảm lên, toàn thân run rẩy, thân hình khổng lồ bắt đầu héo rút, nguyên lực của hắn bị Lục Lâm Thiên hấp thu cực nhanh. Thuyền nát còn ba cân đinh, âm hồn tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, tuy hắn bị trọng thương nhưng nguyên lực khổng lồ vẫn bị Lục Lâm Thiên thôn phệ, đan điền khô cạn của Lục Lâm Thiên đã bắt đầu khôi phục thật nhanh. Đám người Nguyên Hạt, Xích Xà, Băng Thiên Lý, Huyết Ưng lúc này nhìn Lục Lâm Thiên thi triển thủ đoạn thì khiếp sợ, nhìn âm hồn tu vị tuyên cổ cảnh cao giai bị thôn phệ. Đến thời điểm này, mọi người mới biết rõ, thì ra lúc trước Lục Lâm Thiên đấu với Lục Linh còn chưa dùng toàn lực, ít nhất một đao khủng khiếp và thông linh bảo khí không có sử dụng qua, thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên đáng sợ như vậy. Ồ, người biết thôn phệ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên trực tiếp thôn phệ âm hồn, ánh mắt hỏa diễm cự nhân chấn động, ánh mắt bắt đầu sinh ra dị thường, đôi mắt sợ hãi và phức tạp, dường như trong sinh ra biến cố gì đó. Thiên huyền tinh thần diễm, ngươi chưa có chết, ngươi thực ẩn giấu trong nội thế giới. Khặc khặc, ngươi quá không hiểu linh vật trời sinh, biết rõ ngươi là dạ xoa nhất tộc, có thiên phú đoạt xá, nhưng đối với linh vật trời sinh như ta mà nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi vào thời kỳ toàn thịnh có thể phát hiện ta che giấu, nhưng mà hiện tại không thể. Vì đối phó ngươi, ta chuẩn bị thời gian không ngắn, cảm ơn ngươi cho ta năng lượng dự trữ, ngươi bây giờ tiêu hao hầu như không còn, không phải đối thủ của ta. Vô liêm sỉ, ngươi âm ta, ta liều với ngươi. Âm ngươi thì thế nào, thân thể thiên huyền tinh thần diễm ta ngươi dám đoạt xá, không thể không nói ngươi quá ngây thơ, thực cho rằng thiên phú dạ xoa nhất tộc có thể có tác dụng với linh vật trời sinh sao, khặc khặc, thôn vệ ngươi, ta có thể tiến thêm một bước, đây chính là ngươi đưa tới cửa đấy. Ta sẽ không để ngươi như nguyện, muốn thôn phệ ta, cái giá lớn ngươi trả không nổi. Ta trả không nổi, cho nên mới cố ý cho ngươi đoạt xá ta, cho ngươi bỏ qua phòng bị, cho ngươi chút chỗ tốt, nhưng mà hiện tại, tất cả đều cải biến, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, muốn trách thì trách ngươi quá ngây thơ. Hỏa diễm cự nhân lúc này gào thét, thân thể không ngừng vặn vẹo, dường như đang giãy giụa gì đó. Qua một lát tất cả biến hóa dừng lại. Thân thể hỏa diễm cự nhân đình trệ, hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt tiếp theo trong mi tâm hỏa diễm cự nhân, một đạo hào quang màu đen bay ra ngoài, muốn bỏ chạy thật xa. Ngươi trốn không thoát đâu, nhị nguyên hóa hồng thì như thế nào, nỏ mạnh hết đà, triệt để chết đi. Tiếng quát vang lên, hai mắt hỏa diễm cự nhân mở ra, ánh mắt giống như hỏa long gào thét, khí thế trên người bộc phát tới cực hạn, hắn há miệng hấp thu khói đen vào bụng. A hát! Tiếng kêu không cam lòng tiếng vang lên, một cường giả hóa hồng cảnh đã hình thần câu diệt. Đây có lẽ là cường giả hóa hồng cảnh bi thảm nhất, nhưng có trách thì trách hắn quá tham lam và ngu xuẩn, tự cho là đúng. Xoẹt! Trong cùng một thời gian, thân thể âm hồn biến thành thây khô khô quắt, hồn anh và linh tinh tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn thân no đủ, hỗn độn âm dương quyết trong người đang luyện hóa năng lượng. Lục Lâm Thiên ném thi thể âm hồn khô quắt ra ngoài sau đó đốt thành cho bụi, để tránh thiên huyền tinh thần diễm còn đạt chỗ tốt từ thi thể này, sau khi thôn phệ phệ hồn nhất tộc, thi thể của nó không khác gì người thường. Tiểu tử thật đặc biệt, lại có thể cảm giác được ta tồn tại, thông linh bảo khí, áo nghĩa không ít, thiên phú đúng là đáng sợ. Hỏa diễm cự nhân nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt của hắn giống như có thể hòa tan linh hồn người khác. Lục Lâm Thiên nhìn hỏa diễm cự nhân, nói. Ngươi cũng đủ âm hiểm, tu vị hóa hồng cảnh bị ngươi đùa bỡn trong tay. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, hỏa diễm cự nhân nói. Tên kia chỉ có nửa cái mạng,
lúc trước ta trong lúc vô tình biết hắn lưu một đường sinh cơ khôi phục ở đây, mà Thương Khung Minh các ngươi chuẩn bị nhiều cường giả đuổi giết ta, ta vốn có thể không sợ, nhưng mà vừa vặn cảm giác được sắp đột phá, cho nên ở đây chuẩn bị thôn phệ tên này đột phá, không có nghĩ tới tên này bố trí không ít thủ đoạn, ta phải làm nhiều chuẩn bị mới trì hoãn tới bây giờ. Siêu siêu. Giờ phút này, Nguyên Hạt và Huyết Ưng, Hổ Sư, Băng Thiên Lý, Cát Bạch Mị, Xích Xà, Phong Hỏa đã lùi ra sau lưng Lục Lâm Thiên, cũng trực tiếp xem Lục Lâm Thiên như đầu lĩnh. Lục Phó Thống Lĩnh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người hỏi Lục Lâm Thiên. Ngươi cũng nuốt tên hóa hồng cảnh rồi, có thể chuẩn bị đột phá, chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nào, ngươi đột phá của ngươi, cũng nên thả chúng ta rời khỏi, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, được chứ? Lục Lâm Thiên khởi động thanh trụ hư không dực, hỏi Hỏa Diễm Cự Nhân. Ha ha! Hỏa Viêm Cự Nhân cười ha hả, tiếng cười sinh ra chấn động thật lớn, tiếng cười thu liếm, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt nóng bức mang theo hàn khí, nói. Tiểu tử, ngươi thực nghĩ rằng ngươi bất phàm là có thể cò kè mặc cả với ta sao, còn muốn rời khỏi đây nữa, ha ha! Chủ nhân, tên này rất mạnh, nhưng ta nghĩ muốn rời khỏi không thành vấn đề. Nhưng mà chủ nhân phải liều một lần, sợ rằng phải tiêu hao toàn bộ nguyên lực của chủ nhân. Giọng non nớt của nữ đồng vang lên trong đan điền của Lục Lâm Thiên, chính là khí linh thanh trụ hư không dực. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm, trong lòng sợ Âu Dương Tiễn và 2.000 vạn đại quân ở bên ngoài bị phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc vây công, rơi vào vòng vây. Lục Lâm Thiên hiện tại muốn rời đi, bên ngoài 2.000 vạn đại quân tràn đầy nguy cơ, quân đoàn Hùng Phong và quân đoàn Lục Linh cũng có thể nghĩ. Nói không chừng toàn quân sẽ bị diệt. Đôi mắt âm trầm, Lục Lâm Thiên nhìn Hỏa Diễm Cự Nhân, nói. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, người tốt nhất nên thấy tốt thì lấy, ta muốn đi, người không ngăn được, ta có chuyện phải đi, nếu làm ta tức giận, người cũng không có chỗ tốt gì. Người dám uy hiếp ta, đời này chưa từng có ai dám uy hiếp ta. Hỏa Diễm Cự Nhân tức giận nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tức giận, mắt bắn ra hàn quang, nói. Ngươi cho rằng thân thể Thiên Huyền Tinh Thần Diễm thì bất phàm sao, thời gian của ta không nhiều, trêu chọc ta, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận, thức thời chủ động cho chúng ta rời đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nguyên Hạt, Huyết Ưng và mọi người nhìn Lục Lâm Thiên lúc này không nhường Thiên Huyền Tinh Thần Diễm một bước, đối chọi gay gắt, trong lời nói như có chỗ dựa vào, tất cả đều nghi hoặc, nhưng lúc này tất cả mọi người lấy hắn làm chủ, đều đứng sau lưng Lục Lâm Thiên. Đủ cuồng vọng. Chỉ tiếc ngươi chưa có tư cách cuồng vọng. Hỏa Diễm Cự Nhân tức giận, lập tức đánh ra một quyền vào người Lục Lâm Thiên. Lục Phó Thống Lĩnh cẩn thận. Mọi người vào lúc này sợ hãi thay Lục Lâm Thiên, hiện tại thực lực Thiên Huyền Tinh Thần Diễm khủng bố rõ như ban ngày. Hừ! Lục Lâm Thiên chấn động, hào quang màu xanh trong người bay ra ngoài. Thực cho rằng lão tử dễ trêu chọc sao, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, ta không đặt ngươi vào trong mắt. Lúc này một thân ảnh màu xanh ra trời xuất hiện trước mặt bản thể Lục Lâm Thiên, thân ảnh nhỏ bé này ngưng tụ ánh sáng màu xanh ngưng tụ một quyền bằng hỏa diễm. Xoẹt! Một quyền này đánh ra ngoài, khí tức nóng bỏng bao phủ hư không, những nơi nắm đấm đi qua thiêu hủy mọi thứ. Ầm ầm! Hai quyền như thiên thạch va chạm vào nhau, lập tức sinh ra âm thanh nổ tung thật lớn. Năng lượng khủng bố sinh ra chấn động cực mạnh, nhiệt độ cao hủy diệt mọi thứ, triệt tiêu lẫn nhau. Bản thân Thiên Huyền Tinh Thần Diễm lần đầu tiên chính thức kinh hãi. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, thực cho rằng lão tử dễ chọc sao? Thân ảnh màu xanh hơi lùi lại, thân ảnh bị đẩy lùi vào trong biển lửa dung nham bên dưới tách ra không dám tới gần, thân ảnh màu xanh lúc này bay lên không trung, đột nhiên hào quang màu xanh lan tỏa ra bao phủ đám người Nguyên Hạt, Huyết Ưng, Băng Thiên Lý, Hổ Sư, Xích Xà, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Đông Quan Trạch vào trong. Bọn cảm thấy linh hồn và thân thể không còn quá nóng như trước. Cả phiến không gian này chấn động theo hỏa diễm màu xanh bộc phát ra, hỏa diễm màu xanh thẩm thấu vào trong hư không, nhiệt độ của nó làm linh hồn của người ta nóng bức, đầu óc mê muội, hỏa diễm màu xanh ra trời bộc phát giống như hung thú từ cửu u địa ngục lao ra, có thể hủy diệt vạn vật. Linh vật trời sinh, đây cũng là linh vật trời sinh, Lục Lâm Thiên có linh hồn phân thân linh vật trời sinh. Linh vật trời sinh đẹp quá. Tuyệt đối không dưới Thiên Huyền Tinh Thần Diễm. Tuyên cổ cảnh cao giai, linh vật trời sinh này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai. Nguyên Hạt, Huyết Ưng, Cát Bạch Mị,
Phong hỏa các cường giả tuyên cổ cảnh ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo xanh như thiên hỏa vương giả kia, ánh mắt ngây ngốc, khó mà tin nổi. Tuyệt đối không dưới thiên huyền tinh thần diễm, đây mới là thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên. Đám người Nguyên Hạt, Huyết Ưng sau ngây ngốc thời gian ngắn, vốn cho rằng thực lực Lục Lâm Thiên đủ khủng bố, lúc này mọi người mới biết rõ, thì ra Lục Lâm Thiên còn che giấu càng sâu, linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh cao giai khủng bố, đây mới là át chủ bài cuối cùng của Lục Lâm Thiên. Linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, trên người của ngươi cũng có linh vật trời sinh thuộc tính hỏa, khó trách biết rõ khí tức của ta. Hỏa diễm cự nhân ổn định thân ảnh, trong tinh thần hỏa diễm của hắn, ánh mắt vô cùng rung động, khí tức của hỏa diễm màu xanh ra trời kia làm cho hắn xuất hiện cảm giác kiêng kỵ, khí tức này không phải linh vật trời sinh thuộc tính hỏa bình thường mới có. Hỏa diễm cự nhân rung động nhưng lập tức mừng như điên, bản thể hắn là thiên huyền tinh thần diễm. Có thiên phú dung hợp linh vật trời sinh thuộc tính hỏa đồng loại, thân là thiên huyền tinh thần diễm, đây là thiên phú, hắn có thể cảm giác được, nếu hắn có thể dung hợp đối phương, như vậy nó sẽ tăng lên vết chất, loại tăng lên này còn tốt hơn cả việc hắn đột phá. Không nghĩ tới A Hát, khó trách dám cản rỡ trước mặt ta. Thiên huyền tinh thần diễm nói với Lục Lâm Thiên. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm nhìn thiên huyền tinh thần diễm, trong mắt đầy tức giận, nói. Ta nói rồi, làm ta tức giận, ngươi sẽ hối hận. Khặc khặc, thiên huyền tinh thần diễm nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, cười lạnh không ngớt, lập tức trầm giọng nói. Ta thừa nhận ngươi bây giờ có thực lực liều mạng với ta, nếu linh hồn phân thân của ngươi dung hợp linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong khác ta khó làm gì được ngươi, cũng chỉ nước giếng không phạm nước sông, thả các ngươi rời đi, nhưng đáng tiếc ngươi cũng là thiên linh vật trời sinh thuộc tính hỏa. Thiên huyền tinh thần diễm của ta có thể tương dung tất cả đồng loại, như vậy thiên phú của ta sẽ tăng lên, cho nên càng không thể thả ngươi rời đi. Chủ ý này không tệ. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cười lạnh, thái cổ U Minh Viêm, đây là linh vật trời sinh của thế giới hỗn độn sinh ra từ thời thái cổ. Lục Lâm Thiên cũng không e ngại thiên huyền tinh thần diễm. Thiên huyền tinh thần diễm thiên phú có thể dung hợp tất cả thiên hỏa đồng loại, thế nhưng mà thiên phú thái cổ U Minh Viêm có thể thôn vệ vạn vật. Dứt lời, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên hành động, thao túng hỏa diễm chung quanh thân thể. Vậy xem ngươi có tư cách đó hay không đã? Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm hét lớn, hỏa diễm màu xanh ra trời đánh thẳng vào thiên huyền tinh thần diễm. Lúc này không gian bị nhiệt độ hủy diệt bao phủ. Đi! Thiên huyền tinh thần diễm hành động, vô số cột sáng trong biển lửa bay lên va chạm với hỏa diễm màu xanh. Rầm rầm rầm! Muốn chơi? Vậy chơi với ngươi, không nên hối hận mới tốt. Năng lượng hỏa diễm nổ tung như pháo hoa, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm hét lớn, thân ảnh màu xanh ra trời của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó hỏa diễm màu xanh ra trời chấn động, một thân ảnh màu xanh ra trời cao ngàn mét hội tụ trên không trung, lập tức đứng vững trong hỏa diễm màu xanh ra trời. Ầm ầm, không trung run lên, hỏa diễm cự nhân đứng vững như ngọn núi. Hỏa diễm màu xanh ra trời vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ khủng bố đốt cháy hư không. Chơi lửa với ta, ta chơi chết ngươi. Cự nhân màu xanh nói với thiên huyền tinh thần diễm, thần thái khinh thường và coi rẻ, thân là vương giả trong thiên hỏa, hắn không cần e ngại thiên huyền tinh thần diễm. Giờ phút này, cảm giác được khí tức trên người cự nhân màu xanh, thiên huyền tinh thần diễm cảm thấy kiêng kỵ từ sâu trong linh hồn tăng lên, cảm giác bất an rất khó hiểu xuất hiện. Hừ. Vậy phải xem ai chơi chết ai, linh vật trời sinh chúng ta sao có thể bị người ngoài như ngươi hiểu được, hiện tại, ta nên thu hồi thôi. Thiên huyền tinh thần diễm hét lớn một tiếng, cánh tay lớn quét ngang, quang cầu ngưng tụ hỏa diễm khổng lồ. Quang cầu tinh thần hỏa ngưng tụ, trong lúc mơ hồ muốn lật tung không gian bắn thẳng vào thái cổ U Minh Viêm. Oanh! Quang cầu tinh thần hỏa bắn xuyên không gian xuất hiện lỗ đen rất lớn, hỏa diễm thiêu đốt không gian từ từ. Khe hở không gian rộng ra. Ngao! Thái cổ U Minh Viêm nhanh chóng ngưng tụ một con hỏa long bay thẳng nghênh tiếp quang cầu, tiếng nổ mạnh chấn nhân tâm phách. Trong nháy mắt biển lửa ngập trời bùng phát dữ dội, cảnh tượng như tận thế. Ánh mắt thiên huyền tinh thần diễm sinh ra một tia chấn động, khí tức toàn thân bộc phát, lại toàn lực mở rộng vết nứt không gian. Chủ nhân, tên này có ý định phong tỏa không gian, bao vây mọi người vào bên trong. Đến lúc đó muốn đi ra ngoài rất khó, chủ nhân liều mạng tiêu hao hầu như không còn, ta có thể dẫn ngươi đi, với thực lực chủ nhân bây giờ còn chưa thể hoàn toàn thúc giục ta,
nhưng mà tên này còn chưa trói được ta đâu. Giọng nữ nồng non nớt của Thanh Trụ Hư Không Dực nói với Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Vẫn không thể tiêu hao kiệt sức được, bằng không sẽ xong đời đấy. Tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết, đều trở thành năng lượng giúp ta đột phá trong thương khung chiến trường, năng lượng thiên địa không nhiều, ta cần các ngươi cung cấp năng lượng cho ta, khạc khạc. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm cười lớn, nó nhanh chóng kết thủ ấn, quát. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm hỏa luyện thế trận, luyện hóa tất cả. Ầm ầm, vết nứt không gian chung quanh nhanh chóng sụp đổ, trận pháp thành hình. Khạc khạc, trong Thiên Huyền Tinh Thần Diễm hỏa luyện thế trận của ta, tất cả đều bị luyện hóa, luyện thế trong trận, dù là ai cũng không thể ra ngoài, cả phiến thiên địa này bị phong ấn, dù ai cũng không cách nào tìm ra, hiện tại có cường giả đến đây cũng không thể cứu các ngươi. Hỏa Diễm Cự Nhân đắc ý khoe khoang trận pháp của mình với đám người Lục Lâm Thiên. Muốn vây khốn ta, ngươi còn chưa đủ. Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm khinh thường, bỗng nhiên ngẩng đầu bắn ra hàn quang, cánh tay cự nhân run lên, trên không gian trên cao, đột nhiên vết nứt không gian đang mở rộng sinh ra hỏa diễm màu xanh ra trời, hỏa diễm dễ dàng mở rộng ra khắp đại trận. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên thu liễm bản thể, hắn vận dụng Thanh Linh Khải Giáp đệ nhất hình thái. Thanh trụ hư không rực sau lưng mở rộng, hai cánh tràn ngập thời gian áo nghĩa, hắn thu nguyên hạt, xích xà, hổ sư, còn có huyết ưng, cát bạch mị, phong hỏa vào hai bên cạnh. Chúng ta đi. Lục Lâm Thiên thúc giục thanh trụ hư không rực, thân ảnh như điện, lập tức tiến vào vết nứt không gian. Đừng mong chạy trốn, đều lưu lại cho ta. Ánh mắt Thiên Huyền Tinh Thần Diễm đại biến, trong nháy mắt hắn vận dụng hỏa diễm ngăn cản, Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức hỏa thuộc tính ngập trời. Cả không trung cũng bị biển tinh thần hỏa bao phủ dày đặc, chúng mang theo khí tức diệt thế ngăn cản đường hắn đi. Xoẹt! Hai cánh thanh trụ hư không rực vỗ mạnh sinh ra tiếng nổ lớn, nhanh chóng xuyên qua khe hở không gian nơi đây. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản sao, trò cười. Cự nhân màu xanh giơ tay lên, hỏa diễm màu xanh lập tức ngăn cản tinh thần hỏa ngăn cản đường Lục Lâm Thiên đi, còn mở ra một con đường trống. Đám người Lục Lâm Thiên nhân cơ hội lao ra ngoài. Xuyên qua khe nứt không gian đáng sợ. Lúc này Lục Lâm Thiên lưu linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm lại nơi này. Vô liêm sỉ, đám kia đào thoát, thiên hỏa lưu lại, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm hỏa luyện thế trận, phong ấn. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm giận dữ, biển lửa màu xanh ra trời bao phủ không gian bị sóng lửa tinh thần hỏa ngăn chặn, giống như hung thú mạnh mẽ nuốt cự nhân màu xanh vào miệng nó. Trong nháy mắt bị hỏa diễm thôn phệ, trên mặt cự nhân màu xanh cười giả tạo. Xíu, yêu yêu. Lục Lâm Thiên xuyên qua bầu trời, hắn vẫn chưa thoát ly không gian hỏa diễm, đám người nguyên hạt xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Ầm ầm. Lúc này ngọn núi bên dưới nổ tung, thiên địa như sắp nứt vỡ, tinh thần hỏa phóng thẳng lên trời, khí tức nóng bỏng bao phủ thiên địa, những nơi tinh thần hỏa rơi xuống, nơi đó hóa thành dung nham nóng chảy đáng sợ. Lúc này trước mặt xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Phàm là không gian bị tinh thần hỏa bao phủ đều biến mất, không gian áo nghĩa khủng bố lan tỏa ra. Không tốt, Thiên Huyền Tinh Thần Diễm muốn phong ấn không gian này, đến lúc đó không gian sẽ biến mất không thấy, cường giả hóa hồng cảnh cũng tìm không thấy nơi đây. Ánh mắt nguyên hạt ngưng trọng. Đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thanh trụ hư không rực chấn động lần nữa, trực tiếp cắt vỡ không gian mang theo đám người nguyên hạt rời đi. Xuy. Sau một lát, trên đỉnh núi nhỏ, hai cánh Lục Lâm Thiên mở rộng ra, đám người nguyên hạt vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Cảm giác tuyệt sử phùng sinh này rất không tốt, tất cả mọi người vẫn còn hoảng sợ, khí tức hủy diệt đuổi theo bọn họ đã biến mất. Thiên Huyền Tinh Thần Diễm hỏa luyện thế trận thật đáng sợ. Nhìn thấy không gian lúc trước biến mất, thậm chí không nhìn thấy dấu vết lưu lại, ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không cách nào nhịn được phun ra máu tươi. Lục Phó Thống Lĩnh. Mọi người lập tức khôi phục tinh thần, ân cần đến bên người Lục Lâm Thiên, mọi người cảm kích hắn cứu mạng của mình, cũng hiến đan dược quý hiếm của mình cho hắn phục hồi. Đây là đan dược bí truyền chữa thương của sư môn ta, hiệu quả không tệ, Lục Phó Thống Lĩnh nhanh ăn vào đi. Trong tay Cát Bạch Mị có một viên đan dược, trực tiếp nhét vào miệng Lục Lâm Thiên, cũng mặc kệ Lục Lâm Thiên có nguyện ý ăn hay không, bàn tay ngọc đưa đan dược vào miệng Lục Lâm Thiên. Khối đan dược còn mang theo mùi thơm của khăn tay, cũng thuận thế lau máu tươi trên khóe miệng Lục Lâm Thiên. Động tác Cát Bạch Mị lúc này không ai cảm thấy cái gì,
Nguyên Hạt lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Lục phó thống lĩnh, linh hồn phân thân của ngươi đâu? Bị nhốt ở trong đó rồi. Lục Lâm Thiên nhìn qua không gian biến mất, trong ánh mắt không có chút lo lắng nào, ngược lại hắn còn cười quỷ quyệt, lập tức nhớ tới gì đó, nói với mọi người. Không tốt, Âu Dương thống lĩnh bên kia gặp phiền toái, hy vọng chúng ta quay về còn kịp, nhanh lên. Rầm rầm rầm. Trong sơn mạch đầy dãy quân lính phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc, còn có đại quân của Thượng Thanh thế giới hai đại liên minh và Thái Hoàng thế giới. Ngao, giống, ô, từng tiếng thét lớn vang lên, đại quân thú tộc của Thái Hoàng thế giới biến thành bản thể, thân thể khổng lồ, gào thét dữ dội. Xèo, xèo, ngao, đại quân phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc biến thành khổng lồ, lang linh chân thân, hoàn toàn va chạm chính diện với đại quân thú tộc nhân tộc, va chạm rất khủng bố. Chúng ta bị bao vây rồi. Lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc triệu tập chí ít 3.000 vạn đại quân, chúng ta mắc lừa rồi. Đã bóp nát linh hồn ngọc giản thông chi Nguyên Hạt và Lục phó thống lĩnh, đáng sợ là thời điểm này bọn họ vẫn chưa tới kịp. Trên ngọn núi, Âu Dương Tiễn, Kinh Lôi, Hàn Minh, còn có đám người mộ linh lạc quan sát vô số thân ảnh minh linh bên đu ói. Không dưới 3.000 vạn đại quân phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc vây quanh nơi này, rất rõ ràng mọi người đã bị bao vây. Đại quân đối phương còn nhiều hơn Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới 1/3, hiển nhiên là có chuẩn bị. Lang linh hồn trảo. Trong lang linh nhất tộc có mấy người hoặc hơn 10 lang linh nhất tộc thúc dục chiến xa lớn hơn 100 trượng, trên đó có móng vuốt sói dữ tợn, còn có vô số linh hồn vần quanh, những nơi đi qua xé rách không gian như xé tờ giấy, thú tộc và nhân tộc thực lực thấp bị bắn nát người. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít người tự bạo hồn anh, thiên địa chấn động. Trong đại chiến này, hồn anh tự bạo không coi vào đâu, khắp nơi đều có tiếng nổ như sấm sét. Minh linh đáng chết, quân đoàn lục linh chuẩn bị. Cuồng Ngưu thân ảnh to như cột điện, ngẩng đầu ưỡn ngực, sát ý trong mắt dâng trào, hắn muốn tự mình dẫn quân đoàn lục linh lao tới trước. Cuồng Ngưu, người muốn quân đoàn lục linh chịu chết sao, quân đoàn lục linh có thể giết sạch tất cả minh linh hay sao? Âu Dương Tiễn lập tức ngăn cản Cuồng Ngưu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Lúc này cường giả hai đại thế giới chỉ còn một nửa ở đây, nhân số đại quân lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc đại quân lại đông hơn, căn bản khó có thể chèo chống lâu. Âu Dương thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cuồng Thử nhìn đại quân minh linh đông đảo, ánh mắt ngưng trọng, nói. Chúng ta bị vây quanh, cường giả đối phương không có ý ra tay, một khi ra tay, chúng ta càng phiền toái. Đám cường giả kia không ra tay rất tốt. Chúng ta còn có thể tranh thủ một ít thời gian chờ Lục phó thống lĩnh cùng Nguyên Hạt trở về, hy vọng còn kịp, bằng không chúng ta không cách nào trèo trống. Âu Dương Tiễn nhìn lên không trung, cảm nhận không ít khí tức cường đại, lúc này đối phương điều động nhiều cường giả làm bọn họ không thể ngăn cản. Liều đi, đánh thật hung ác vào, chúng ta có thể bại, nhưng không thể không làm gì. Thái A nhìn lên không trung, sát ý trong mắt bắn ra ngoài, trầm giọng nói. Cũng nên liều mạng thôi. Không thể ngồi chờ chết, ít nhất cũng phải giết ra một con đường sống, nếu thật sự không được, thì cũng phải liều cá chết rách lưới. Đúng vậy, không thể ngồi chờ chết, ít nhất giết ra con đường sống, bằng không liều cá chết lưới rách. Cuồng Ngưu hét lớn, hắn tán thành lời của Thái A. Thái A nói đúng, Âu Dương thống lĩnh, hạ lệnh đi. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào Âu Dương Tiễn. Âu Dương Tiễn nhìn lên không trung, trên không trung có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Thái A, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có, nói. Thái A, người có thể có kế hoạch gì, có mấy thành nắm chắc mở đường máu. Mấy thành nắm chắc ta không dám nói, nhưng ta sẽ hết sức, ít nhất, có thể làm cho đám minh linh này trọng thương ở mức lớn nhất. Thái A nói. Âu Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Thái A, hắn cũng từng nghe Băng Thiên Lý đề cập tới 3 năm trước đây, tuy Thái A là đệ tử Lục Lâm Thiên nhưng hắn tuyệt đối bất phàm. Quân đoàn Hùng Phong những năm này tuy nói sư phụ hắn là đoàn trưởng, nhưng người chính thức phụ trách quân đoàn Hùng Phong lại là Thái A, thậm chí truy mệnh và phá thổ chỉ là phụ tá của hắn. Thái A, người có kế hoạch gì cứ đi làm đi, ta toàn lực phối hợp với ngươi, tất cả quân đoàn sẽ tạm thời do ngươi điều động, ngồi chờ chết hay giết ra con đường sống phải xem vận khí, ít nhất cũng phải cá chết lưới rách. Do dự một nháy mắt, Âu Dương Tiễn gật đầu với ý kiến của Thái A. Vâng. Thái A gật đầu, không có ý từ chối, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm trì hoãn,
lập tức phất tay đạp không tiến lên, trong tay nhưng cầm lệnh kỳ cao mấy mét trong tay. Ầm ầm. Cùng lúc đó trên người Thái A xuất hiện hào quang màu vàng, lập tức một chiếc chiến hạm phi hổ to lớn, toàn thân màu vàng óng hiện ra, bí vân trùng thiên. Thái A lập tức cưỡi chiến hạm phi hổ cấp 5 này, cảm giác khí tức của chiến hạm phi hổ cấp 5, rất nhiều người động dung, khí tức này làm cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai cảm thấy nguy hiểm. Chiến hạm phi hổ cấp 5 càng làm ánh mắt Mộ Linh Lạc rung động. Vù vù. Lúc này Thái A giơ lệnh kỳ lên. Hạm đội quân đoàn Hùng Phong nghe lệnh. Siêu 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 siêu. Khi Thái A dứt lời, đám người sau lưng Thái A có Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ, Bắc Đông nhảy ra đợi lệnh. Lập tức hơn trăm nhẫn chữ vật xuất hiện, từng đạo lưu quang biến lớn, từng chiến hạm phi hổ xuất hiện trên bầu trời. Ầm ầm. Không gian rung rung khi từng chiếc chiến hạm phi hổ xuất hiện, trọn vẹn hơn 1.000 chiếc, trong đó chiến hạm phi hổ cấp 3 có 600 chiếc, phía trước còn có mấy trăm chiến hạm phi hổ cấp 4. Trọng yếu nhất là chiến hạm phi hổ cấp 5 của Thái A, đột nhiên hai bên mỗi bên còn có thêm 2 chiếc chiến hạm phi hổ khác, tổng cộng 5 chiếc chiến hạm phi hổ cấp 5 đứng trên hư không. Thời gian 3 năm, quân đoàn Hùng Phong và quân đoàn Phá Vân sáp nhập vào nhau. Tuyệt đại bộ phận tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị thông thiên cảnh trở lên đều tiến vào thiên trụ giới luyện chế chiến hạm phi hổ và đan dược trận pháp. Tất cả mọi người ở trong thiên trụ giới tầng thứ 2, thời gian gấp 20 lần, bên ngoài 3 năm, bên trong 60 năm. Tăng thêm quân đoàn Phá Vân vốn có chút nội tình, còn có quân đoàn Hùng Phong nhất đẳng công huân, có thể đổi nhiều tài liệu luyện khí, tăng thêm Thái A những năm qua kiếm được không ít tài liệu luyện khí. Mặt khác còn có buôn bán chiến hạm phi hổ đổi lấy tài liệu, bởi vậy, những năm gần đây quân đoàn Hùng Phong chế tạo rất nhiều chiến hạm phi hổ. Hơn 1.000 chiến hạm phi hổ chiếm giữ giữa không trung, đầu lâu mãnh hổ như còn sống, khí tức hung tàn khuếch tán tứ phương. Nhìn thấy đội hình khủng bố này, rất nhiều người sợ hãi, lúc này vô số ánh mắt chấn động, không ít ánh mắt ngạc nhiên khi phát hiện hạm đội to lớn này. Vù vù. Thái A giơ lệnh kỳ. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong bay lên không, từng đạo thân ảnh đều xuất hiện trên chiến hạm phi hổ. 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong trong nháy mắt khởi động chiến hạm phi hổ. Bày trận. Thái A nhìn quân đoàn Hùng Phong có không ít đệ tử trọng thương, sát ý trong mắt nồng đậm, lệnh kỳ bay ra lần nữa, hơn 1.000 chiến hạm phi hổ khởi động, thanh thế kinh người. Thái A đi đầu, 4 chiến hạm phi hổ cấp 5 khác theo bảo vệ, hình thành trận hình công kích thật lớn. Minh Linh đáng chết, đều đi chết đi. Bố trí xong đội hình, Thái A huy động lệnh kỳ, âm thanh sát phạt ngập trời. Giết! Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong đứng trên chiến hạm phi hổ cùng hét lớn, khí tức sát phạt đáng sợ bùng phát. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Đầu hổ chiến hạm phi hổ bắn ra một tia năng lượng màu đen như thiên thạch, hào quang không ngừng nện thẳng vào đại quân Minh Linh. Ngay sau đó trực tiếp nổ tung, vô số âm thanh nổ tung như sấm sét vang vọng các nơi. Ầm ầm, xoẹt, lực công kích phá hủy không gian, hủy thiên diệt địa, vô số họng pháo nhắm tới nơi nào, nơi đó phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc sẽ bị hủy diệt, tan thành mảnh vỡ. Sát, Thái A lại vung lệnh kỳ, 1.000 chiến hạm phi hổ lại oanh kích lần nữa, nhưng không phải oanh kích tùy tiện, lệnh kỳ nhất cử nhất động đại biểu cho ý tử hình. Chiến đội công kích và phòng ngự ở đó sẽ khác nhau. Tất cả chiến hạm phi hổ xem lệnh kỳ mà hành động, nhất cử nhất động, đâu vào đấy, lực sát thương tăng lên kinh người. Ầm ầm. Phần đông chiến hạm phi hổ oanh kích đều là lực lượng hủy diệt, thiên băng địa liệt, không gian bị bắn thành hư vô. Ô ô, ngao. Đại quân phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc kêu thảm thiết nương theo tiếng nổ khủng khiếp, vô số thân hình bị lực nổ khủng khiếp xé nát thành mảnh vụn. Giết, 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 xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hơn 1.000 chiến hạm phi hổ không ngừng nã đạn, đầu hổ chiến hạm phi hổ trùng kích nơi nào, đại quân Minh Linh sẽ quân lính tan rã, chiến hạm phi hổ đi qua nơi đâu, nơi đó biến thành hỗn loạn và chết chóc. Chiến hạm thật mạnh, còn có trận thế công kích, lại có thể công thủ đầy đủ, Thái A này không tầm thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả người cầm đầu quân đoàn Thái Hoàng thế giới vô cùng vui mừng, quân đoàn Hùng Phong có chiến hạm rất khủng bố. Từ trước đến nay quân đoàn Hùng Phong âm thầm phân cao thấp với đệ tử quân đoàn Lục Linh, lúc này bọn họ động dung, uy lực chiến hạm quá khủng bố. Thật mạnh, đại trận công thủ của chiến hạm bất phàm,
chiến hạm có thể công có thể phòng, một khi một mặt gặp công kích, có thể cứu viện ở các mặt khác. Ánh mắt Mộ Linh Lạc rất khiếp sợ, lập tức nhìn Âu Dương Tiễn nói. Âu Dương bá bá, để ta thêm mồi lửa đi, lúc này ta cũng dùng phòng ngừa vạn nhất, ta muốn hỗ trợ giết ra một con đường máu, liều chết chiến một trận. Đi thôi, phải cẩn thận một ít. Âu Dương Tiễn muốn phá vòng vây. Vèo. Lúc Âu Dương Tiễn lên tiếng, bóng dáng Mộ Linh Lạc bay lên cao, quát. Quân đoàn thiên hạm chuẩn bị. Siêu siêu. Khi Mộ Linh Lạc dứt lời, hơn 10 thân ảnh lao lên cao, sau đó theo sau lưng Mộ Linh Lạc, lập tức trong nhẫn chữ vật có hào quang sáng ngời. Ầm ầm. Sau lưu quang là những chiến hạm khổng lồ, cũng không dưới trăm chiến hạm, loại hình chiến hạm không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ đều rất mạnh mẽ, thể tích kinh người, có trên trăm chiến hạm cấp 5. Mộ Linh Lạc đáp lên một chiến hạm này tỏa ra khí tức khủng bố, toàn thân đỏ sậm, khí tức trùng thiên, uy năng khủng bố làm người ta rung động, dường như mạnh hơn chiến hạm phi hổ cấp 5 một ít. Chiến hạm cấp 6 của quân đoàn thiên hạm, trên trăm chiến hạm cấp 5, còn có một chiến hạm cấp 6. Thì ra người quân đoàn thiên hạm đã đến đây, cũng mang theo hạm đội phòng ngừa vạn nhất. Quân đoàn thiên hạm nghe lệnh, oanh kích mở đường máu. Mộ Linh Lạc quát lớn, ra lệnh cho hạm đội công kích. Thái A từ xa nhìn thấy Mộ Linh Lạc lựa chọn cánh tương trợ thì tán thưởng không thôi, trận hình của hắn có cánh yếu nhất đã bị Mộ Linh Lạc nhìn ra, mà Thái A cũng nhìn chằm chằm vào chiến hạm cấp 6 kia. Ầm ầm. Dưới sự oanh kích của chiến hạm, phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc càng tổn thất thảm trọng, lang linh hồn chảo và phệ hồn cường nỏ khó mà so sánh. Chư vị đoàn trưởng, các bằng hữu Thái Hoàng thế giới, theo ta tiến lên mở đường máu. Phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc lâm vào hỗn loạn trong thời gian ngắn, Thái A lập tức quay đầu nói với đại quân Thái Hoàng thế giới. Không có vấn đề, tất cả đại quân Thái Hoàng thế giới nghe theo hiệu lệnh quân đoàn Hùng Phong Thái A. Tất cả quân đoàn Thượng Thanh thế nghe theo lời Thái A. Kinh Lôi và Âu Dương Tiễn lớn tiếng đáp lời, Âu Dương Tiễn vốn đã ra lệnh, lúc này đầu lĩnh của mọi người là Thái A, cũng không có ý kiến gì. Người tâm phúc của Thái Hoàng thế giới không có mặt, lúc này cũng không có ý kiến. Thái A gật đầu, lập tức lớn tiếng nói. Người Thái Hoàng thế giới, Thượng Thanh thế giới nghe lệnh, đi theo quân đoàn Hùng Phong giết ra ngoài, quân đoàn thiên hạm bọc hậu, nhanh. Nghe được Thái A nói thế, Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới cấp tốc hành động, án theo lối suy nghĩ của Thái A hành động. Bọc hậu, Mộ Linh Lạc do dự một lát, cũng không đối nghịch với Thái A. Đại quân lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc đang đại loạn, sau khi có một ít niết bàn cảnh dẫn đầu dần dần ổn định lại. Khi phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc ổn định đại quân, bọn họ bắt đầu né tránh chiến hạm oanh kích, đồng thời lại ngưng tụ công kích, kích hoạt đại trận, tránh đại chiến quy mô. Siêu siêu. Nhưng lúc này bên liên minh hai đại thế giới tập trung quân vào nhau, lại thêm thú tộc sau biến hình thể tích rất lớn nên hạm đội không che chở hết, lúc này bị tiêu diệt từng bộ phận. Hừ. Thấy thế Thái A hừ lạnh một tiếng, đã sớm có chuẩn bị, lệnh kỳ giơ lên, quát to. Chiến hạm quân đoàn Hùng Phong biến hóa theo trận pháp. Ầm ầm. Chiến hạm kiêu quân đoàn Hùng Phong nhanh chóng biến hóa đội hình. Phá những chiến hạm này, oanh kích. Phần đông cường giả minh linh tu vị niết bàn cảnh hét lớn, thấy có cơ hội, mang theo rất nhiều cường giả minh linh đột kích chiến hạm phi hổ, muốn trực tiếp phá hủy chiến hạm, những chiến hạm này có uy hiếp quá lớn với bọn họ. Hừ, muốn đối phó chiến hạm sao? Thái A hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn không giơ lệnh kỳ lên, hắn quát lớn. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong nghe lệnh, bày trận. Bày trận. Trên chiến hạm phi hổ, vô số đệ tử quân đoàn Hùng Phong cùng xếp đội ngay ngắn, dùng tu vị niết bàn cảnh của Hồ Hải làm đầu lĩnh, lập tức đứng vào vị trí, niết bàn cảnh mang theo một tới 2.000 người phía sau. Gần 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong đứng chỉnh tề trên chiến hạm, cột sáng nguyên lực bộc phát trùng thiên. Ngưng thiên vẫn cổ trận. Mấy ngàn đệ tử quân đoàn Hùng Phong hét lớn, từng đạo nguyên lực kết nối với nhau, trong khoảng thời gian ngắn hình thành quang cầu cực lớn. Quang cầu tỏa ra hào quang chói mắt, khí tức mênh mông cổ xưa hàng lâm giống như thiên thạch nện vào chiến trường. Đại trận được bố trí, không gian cương phong càn quét các nơi, từng đạo phong nhận còn sắc bén hơn bất cứ thanh đao nào. Đệ tử quân đoàn Hùng Phong ngưng tụ trận pháp hợp kích chém giết đại quân minh linh đang tới gần. Ầm ầm, từng đạo công kích càn quét các nơi, không gian ven đường tan vỡ.
Trong đại trận cương phong, những ngọn cương phong không gian sắc bén càn quét tất cả, còn có hỏa diễm, lôi điện, hồng thủy không ngừng đánh xuống. Bành bành bành. Năng lượng khủng bố khuếch tán ra, từng đám lớn đại quân phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị giết tan vỡ. Những trận pháp hợp kích này uy lực thật khủng khiếp, không nghĩ tới Thái A có bản lĩnh như vậy, quân đoàn Hùng Phong đại phát rồi. Tất cả mọi người vốn cho rằng nhân số quân đoàn Hùng Phong ít nhất, thực lực cũng thấp nhất. Nhưng mà sau khi nhìn thấy hạm đội quân đoàn Hùng Phong và trận pháp hợp kích của quân đoàn Hùng Phong thì không ai còn cho rằng như thế. Chỉ bằng đại trận hợp kích của quân đoàn Hùng Phong và hạm đội đã đủ khiến quân đoàn Lục Linh không thể chống lại, quân đoàn Hùng Phong bây giờ rất khủng bố. Thật mạnh! Quân đoàn Lục Linh Cuồng Ngưu và các trung đoàn trưởng phân cao thấp với quân đoàn Hùng Phong khắp nơi vẫn chiếm thượng phong. Bây giờ hoàn toàn cảm thấy xấu hổ vì hành vi đó, bởi vì người ta chưa xài thủ đoạn của mình. Giết! Tiếp tục đuổi giết, giết ra một con đường máu. Mộ Linh Lạc lớn tiếng ra lệnh. Nàng giống như nữ tu la xinh đẹp trên chiến trường, khí chất hiên ngang, rất nhiều đại quân phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị hạm đội của nàng oanh thành cặn bã. Rầm rầm, năng lượng chấn động quá lớn càn quét toàn bộ không gian nơi này, những nơi đi qua, giết chóc không ngừng nghỉ. Quân đoàn Lục Linh nghe lệnh, giết mở đường máu bên trái, quân đoàn Cuồng Sư nghe lệnh, giết mở đường máu bên phải, tất cả cường giả thú tộc phi hành của Thái Hoàng thế giới yểm hộ trên không. Thú tộc lực phòng ngự cường hãn hiểm hộ bốn phía, giết. Thái A không ngừng ra lệnh, nhất thời sát ý bùng phát ngập trời. Sát! Giết ra con đường máu. Nghe Thái A ra lệnh, quân đoàn Lục Linh, quân đoàn Cuồng Sư, người của Thái Hoàng thế giới bắt đầu hành động. Nhưng lúc này hai bên bảo trì ăn ý, cường giả tuyên cổ cảnh không ra tay thì bên kia cũng không ra tay. Rầm rầm rầm. Đại quân song phương chém giết thảm thiết, chém giết kinh tâm động phách. Vốn 2.000 vạn đại quân của hai đại thế giới bị 3.000 vạn đại quân Minh Linh bao vây, tăng thêm thanh thế và thiên phú, cơ hồ quân lính tan rã, bối rối một đoàn. Khi Thái A và Mộ Linh Lạc gia nhập bố trí trận hình chiến hạm, tăng thêm quân đoàn Hùng Phong đánh hợp kích, quân đoàn Lục Linh cùng quân đoàn Cuồng Sư, Thái Hoàng thế giới tạo thành trận thế, dĩ nhiên bắt đầu ngăn cản sóng gió, tạo thành thế chân vạc. Thái A thật sự là kỳ tài, thương khung chiến trường cần những người như thế. Đại bộ phận Minh Linh trời sinh có khí thức âm u, ảnh hưởng linh hồn, nhân tộc và thú tộc đại quân thực lực ngang nhau sẽ bị áp chế, thế nhưng mà Thái A hiện tại tạo thành đại trận hợp kích, có thể mượn năng lượng thiên địa ngăn cản uy áp, ngược lại có thể áp chế Minh Linh. Trận pháp hợp kích này bất phàm, có thể tiến thối, thực lực tăng nhiều, nếu tất cả đại quân đều có đại trận hợp kích này, thực lực chắc chắn tăng lên rất mạnh. Nhìn thấy Thái A sinh sinh thay đổi thế cục đại quân. Cường giả hai đại thế giới vô cùng rung động. Đối với Thái A, bọn họ lau mắt mà nhìn, nếu không phải cố kỵ Lục Lâm Thiên, sợ rằng bọn họ sẽ tìm biện pháp kéo Thái A vào quân đoàn của mình. Bọn chúng muốn xuất động cường giả, sẽ không cho chúng ta cơ hội, cường giả mới là đòn mấu chốt lớn nhất phân thắng bại trên chiến trường. Nghe tiếng gào thét dồn dập, Âu Dương Tiễn ngưng trọng, ánh mắt xa sầm. Mọi người nghe tiếng hô dồn dập, cũng sớm cảm giác được cái gì đó. Cường giả hai đại thế giới ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển thật nhanh. Tất cả cường giả tu vị tuyên cổ cảnh chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc. Âu Dương Tiễn không nhìn lên không trung, nói. Liều chết đánh một trận, chết cũng kéo đệm lưng, ngàn vạn đừng chết vô ích, linh hồn chúng ta không thể rơi vào tay đám Minh Linh này. Liều chết chiến một trận, Ngọc Thạch câu phần. Hàn Minh, Kinh Lôi, Cuồng Thử, Truy Mệnh. Phá thổ, Trình Tinh cùng gào to, sát ý bộc phát. Siêu siêu. Cùng một thời gian, trong sơn mạch phía trước lập tức có âm thanh xe sở Gios vang lên, lập tức từng đạo thân ảnh lướt đi tới chiến trường đầy sát khí kia. Thiên địa run lên, giữa không trung gió nổi mây phun bỗng nhiên lờ mờ. Hơn 40 thân ảnh lơ lửng ở đó, đều là quái vật có hai sừng, đầu trâu mặt ngựa, còn có đầu sói thân người của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc, chung là cường giả Minh Linh. Từng thân ảnh bộc phát khí tức khiếp người, đều có tu vị tuyên cổ cảnh trở lên. Khặc khặc, không nghĩ tới thượng thanh thế giới Thái Hoàng thế giới còn có khả năng như vậy, có thể dùng chiến hạm và hợp kích trận pháp ngăn cản vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc chúng ta, thật sự không tệ. Một giọng nói âm trầm từ trong đám cường giả vệ hồn nhất tộc vang lên, tiếng nói vang vọng hư không. Nguyên hồn, Âu Dương Tiễn nhìn lão giả vệ hồn nhất tộc nói chuyện, hắn lập tức nhận ra người này là ai.
Nhìn thấy lão giả của phệ hồn nhất tộc, Âu Dương Tiễn lập lòe, khi nhìn thấy cường giả lang linh nhất tộc bên cạnh hắn, ánh mắt lập tức ngưng trọng tới tận cùng, thì thào. Huyễn lang, nguyên hồn, cường giả phệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai, đối mặt người này, Âu Dương Tiễn tự tin có thể giữ không bị bại, nhưng mà muốn chiến thắng là không có khả năng, về phần đánh chết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Huyễn lang, cường giả lang linh nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai, tăng thêm nguyên hồn là hai tuyên cổ cảnh cao giai. Âu Dương Tiễn rất rõ ràng mình không cách nào chống lại, lần này đi Long Tích Đại Lục lúc trước có một tuyên cổ cảnh cao giai bị hai tuyên cổ cảnh cao giai của Minh Linh vây công vẫn lạc. Đừng nói nhảm, Long Dương mật cảnh có tin tức truyền ra từ lâu rồi, đoán chừng bên kia đã xong, chúng ta cũng nhanh chóng mới được, giết người này sau đó diệt nhân tộc và thú tộc. Thời điểm Âu Dương Tiễn dò xét nguyên hồn và huyễn lang, một lão giả đầu đà phong xuất hiện bên cạnh nguyên hồn cùng huyễn lang. Tuyên cổ cảnh cao giai. Nhìn qua lão giả này, Âu Dương Tiễn ngưng trọng đã biến thành tuyệt vọng. Âu Dương Tiễn tự nhiên nhìn ra, người này không chỉ tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, càng thêm trọng yếu hắn là người dạ xoa nhất tộc, là một trong những chủng tộc đỉnh phong của Minh Linh, kỳ thật thực lực và thiên phú giống như cổ tộc trong nhân loại, tu vị đồng cấp khó tìm được đối thủ. Mà dạ xoa nhất tộc cũng như thế, trong đồng cấp, người dạ xoa nhất tộc gần như vô địch. Hình như là ba tuyên cổ cảnh cao giai, phiền toái rồi. Không xong, ba tuyên cổ cảnh cao giai, Âu Dương thống lĩnh căn bản không thể chống lại, chúng ta gặp bi kịch rồi. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, thảm rồi. Nhìn qua đám người nguyên hồn ba người, Hàn Minh, Phá Thổ, Kinh Lôi khổ sở thốt lên. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, bọn họ tự nhiên biết nó đại biểu cái gì. U La, người này giao cho ngươi, chúng ta đối phó đám người khác. Nguyên hồn và huyễn lang nhìn người của dạ xoa nhất tộc tới, ánh mắt cung kính. Đừng phiền toái, ta muốn giết Âu Dương Tiễn không khó, nhưng mà nếu hắn muốn chạy trốn, muốn lưu lại hắn cũng không dễ dàng. Để tránh xuất hiện vạn nhất, người này ba người chúng ta cùng đối phó, tốc chiến tốc thắng, đánh chết người này lại đối phó kẻ khác. Tên U La dạ xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai nói với nguyên hồn cùng huyễn lang. Lộ ra thần sắc cảnh giác. Cũng tốt, vậy cứ giết Âu Dương Tiễn trước đi. Huyễn lang nói ra. Động thủ, trước phá hủy đám chiến hạm và đám tiểu tử trên chiến hạm kia. Đánh chết tất cả mọi người, một cũng đừng buông tha, nữ nhân chỉ huy chiến hạm đằng sau phải giết trước. Nguyên hồn phân phó cường giả phệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh sau lưng. Ô ô, ngao ngao. Một đám tuyên cổ cảnh của lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc lao tới. Lao về phía hạm đội thiên hạm. Ba người này giao cho ta, các người bảo vệ Thái A và Linh Lạc, giết cho ta. Âu Dương Tiễn cắn răng quát một tiếng, lập tức vận chuyển nguyên lực toàn thân. Giết! Liều! Âu Dương Tiễn, người không cần chờ viện binh nữa, nguyên hạt trong Long Dương mật cảnh không thể quay về được đâu, trong Long Dương mật cảnh có tới ba tuyên cổ cảnh cao giai đấy, dựa theo ước định của chúng ta. Bên kia nếu thu thập sạch sẽ đại công cáo thành sẽ truyền tin cho chúng ta động thủ. Vừa rồi đã nhận được tin tức bên kia, đoán chừng thời điểm này bên kia nguyên hạt cũng chết, truyền thừa trong Long Dương mật cảnh chúng ta đã nhận được, người không nên hy vọng nữa.